Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 411, mua dược phách. Đồ Bảo Toàn ngẩn ra, Ngô Bình là ai? Nhưng ngay sau đó, ông ta run lên rồi nhớ ra chuyện tranh hổ phách với Ngô Bình lần trước rồi nói, ra là cậu Ngô, xin lỗi nhé, ban nãy tôi không nhận ra giọng cậu. Cậu đang ở huyện cái à? Tốt quá, cậu ở đâu, tôi sẽ đến đón ngay. Ngô Bình, tôi nhớ ông từng bảo sư phụ ông đã sưu tầm khá nhiều dược phách, giờ tôi muốn tới xem. Ông yên tâm, tôi không cướp đồ đâu, chỉ là giao lưu thôi. Tuy Ngô Bình nói vậy, nhưng Đồ Bảo Toàn vẫn thấy lo lắng. Sư phụ của ông ta mà gặp Ngô Bình thì cũng tắt điện, nhỡ hai bên xảy ra tranh chấp thì ông ta to tội. Nhưng Ngô Bình đã nói vậy rồi thì ông ta cũng không thể từ chối, Đồ Bảo Toàn do dự rồi nói, cậu Ngô, tôi sẽ cho xe tới đón cậu rồi chúng ta gặp nhau nhé. Ngô Bình, không cần đâu, cứ nhắn địa chỉ của sư phụ ông cho tôi là được, tôi tự đi. Đồ Bảo Toàn bẹo tay nên đành nói luôn cho Ngô Bình biết địa chỉ của sư phụ mình, ông ta thầm cầu trời có hai bên đừng đánh nhau. Biết địa chỉ xong, Ngô Bình nói với mẹ Bạch Băng có việc ra ngoài một lát rồi đi. Vì còn sớm nên đường phố khá thưa người, Ngô Bình phóng xe như bay, loáng cái đã đến một tiểu khu rồi đi tới một căn nhà. Anh vừa tới thì đã nhìn thấy Đồ Bảo Toàn chỗ sẵn ở đây, hình như ông ta còn chưa vệ sinh cá nhân nên đầu tóc rối bời, chắc vội vàng chạy tới đây. Cậu Ngô, cậu đến rồi à, ông ta mỉm cười rồi chạy lên đón. Ngô Bình gật đầu, Đồ Bảo Toàn, lâu rồi không gặp, lần này tôi đến hơi gấp, không quấy rầy ông chứ. Đương nhiên là không rồi, cậu tới chơi tôi vui còn không hết nữa là, ông ta cười nói rồi chỉ vào căn nhà, sư phụ tôi sống ở đây, tôi đã gọi điện cho người trước rồi, chúng ta cứ lên luôn thôi. Hai người đi vào thang máy rồi lên tầng. Ra khỏi thang máy. Ngô Bình đã nhìn thấy có một người đàn ông khoảng 50 tuổi đứng bên ngoài, ông ấy quan sát Ngô Bình rồi hỏi cậu là quyền sư Ngô à? Ngô Bình chắp tay, tôi là Ngô Bình, hân hạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đó chính là thi công danh sư phụ của Đồ Bảo Toàn, hay còn được gọi là thiết trưởng thi công danh. Ông ấy là một cao thủ cảnh giới khí rất nổi tiếng ở huyện cái và cũng khá có địa vị trong giới giang hồ. Thi công danh nhìn Ngô Bình thì thấy anh thâm sâu khó lường, ông ấy cả kinh rồi chắp tay hỏi, không biết quyền sư Ngô ở cảnh giới nào rồi. Ngô Bình không giấu giếm, à, gần đây tôi mới đột phá lên tiên thiên. Cái gì, tiên thiên? Đồ Bảo Toàn chấn động rồi tái mặt sau đó thì run rẩy. Thi công danh thì đỡ hơn một chút, nhưng cũng đầy kinh ngạc. Tiên thiên đấy, mỗi tỉnh chỉ có một vài cao thủ ở cảnh giới này thôi. Ông ấy lập tức trở nên cung kính rồi nói, đại tông sư đến chơi là vinh hạnh cho thi công danh, mời. Thi công danh mời Ngô Bình vào một căn phòng, vừa vào anh đã thấy từng hàng giá để đồ cổ với các món đồ cổ xưa khác nhau, đây chính là căn phòng sưu tầm đồ cổ của thi công danh. Ban đầu, ông ấy không định cho Ngô Bình vào đây, vì ông ấy có hai phòng chứa đồ cổ, một phòng để đồ bình thường và phòng này thì toàn đồ quý. Thi công danh cười nói, đại tông sư, tôi nghe Bảo Toàn nói cậu cũng thích sưu tầm dược phách. Nhiều năm qua, tôi đã cất giữ được kha khá và đều để ở đây, cậu xem thích cái nào thì tôi tặng. Ngô Bình nghiêm túc nói, quyền sư thi, ai lại làm thế, tôi chỉ xem thôi. Nếu ông đồng ý thì tôi sẽ bỏ tiền ra mua, chứ quyết không ép buộc. Thi công danh cười nói, đại tông sư thích món nào thì tôi tặng, có gì đâu. Thi công danh nói rất thật lòng, vì ông ấy đang muốn lấy lòng vị đại tông sư này. Dẫu sao ông ấy còn chưa tiến vào cảnh giới thần, nếu sau này khoe với người khác mình có một người bạn ở cảnh giới tiên thiên thì hãnh diện biết bao. Ngô Bình cười, được rồi, cảm ơn quyền sư thi. Ngô Bình đi quanh vòng để ngắm nghía từng món đồ. Ngôi nhà này rộng hơn 100 mét vuông, mỗi phòng đều chất kín đồ cổ. Trên chiếc kệ ở vị trí bắt mắt nhất toàn để dược phách với đủ mọi kích cỡ, màu sắc đến hình dáng, đếm sơ cũng phải hơn 100 khối. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì phát hiện có hai khối trong số đó cất giấu linh dược. Anh không xem tiếp nữa mà chỉ vào hai khối đó, nói quyền sư thi, ông mua hai khối này bao nhiêu tiền? Thi công danh cười nói, ngày xưa, tôi mua mỗi khối hơn 1 triệu, nhưng cũng phải hơn 20 năm rồi. Khi ấy, tôi còn trẻ, mua của một nhà ở vùng thôn quê. Ngô Bình gật đầu, thế thì giá bây giờ phải lên đến 20 triệu, tôi không để ông bị thiệt đâu. Thế này đi. Nếu ông đồng ý thì tôi sẽ mua mỗi khối với giá 30 triệu, được không? Thi công danh kinh ngạc, 30 triệu một khối ư. Ông ấy chỉ mong bán được mỗi khối với giá 7 triệu thôi là quá tốt rồi.
nếu có ai trả hơn 10 triệu là ông ấy sẽ bán ngay, giờ Ngô Bình trả những 30 triệu, hoàn toàn ngoài dự liệu của ông ấy. Ngô Bình thấy Thi Công Danh có vẻ mặt là lạ thì hỏi, ít quá à? Không sao, chúng ta có thể bàn thêm. Thi Công Danh vội xua tay, không không, mà là cậu trả cao quá. Ngô Bình mỉm cười, tôi đã bảo rồi mà, đây là đồ của ông, nếu muốn lấy thì tôi sẽ trả tiền, mà đương nhiên tôi sẽ không để ông lỗ. Ấn tượng của Thi Công Danh về Ngô Bình lập tức tăng vọt, ông ấy cười nói, đại tông sư thật phong độ, vậy tôi cảm ơn. Ngô Bình đã có công ty của mình, Đường Tử Ti đã chuẩn bị cho anh khá nhiều chi phiếu, có tấm chục triệu, có tấm cả trăm triệu, để anh mang theo người. Ngô Bình lấy ba tờ chi phiếu 20 triệu ra rồi đưa cho Thi Công Danh, quyền sư Thi, đây là 60 triệu, ông cầm đi. Thi Công Danh mỉm cười rồi nhận bằng hai tay, sau đó bảo đồ bảo toàn đóng gói hai khối dược phách ấy. Hai khối này nặng gần 30 cân, từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy dược liệu ở trong. Lúc đồ bảo toàn gói đồ, Thi Công Danh hỏi, tôi còn nhiều dược phách lắm, cậu xem tiếp đi. Ngô Bình, siêu tầm là do duyên, thích là mua ngay, tôi chỉ thích hai khối này thôi. Thi Công Danh cười lớn, đại tông sư nói phải, ngày xưa khi mua hai khối này, tôi cũng thấy ưng lắm. Vì thế đã không tiếc tiền mà mua về, thế mà loáng cái đã hơn 20 năm rồi. Ngô Bình nói, cũ không đi thì sao mới tới được, sau này ông sẽ mua được nhiều đồ tốt hơn. À, ông hay siêu tầm dược phách thì có biết nơi nào chuyên bán thứ này không? Thi Công Danh ngẫm nghĩ rồi nói, có đấy, nhưng phải có người giới thiệu thì mới được vào. Ngô Bình hỏi, ông làm người giới thiệu cho tôi được không? Chương 412, Linh Dược Luyện Thể. Thi Công Danh cười trừ, tôi chưa có tư cách ấy nên không giúp đại tông sư được. Ngô Bình cười nói, thế thì thôi vậy. Nhưng anh vẫn ghi nhớ chuyện này, để có cơ hội sẽ nhờ người tìm hiểu giúp. Sau đó, Ngô Bình được Thi Công Danh mời ra uống trà và trò chuyện một lát, cuối cùng anh lấy dược phách rồi ra về. Thi Công Danh và đồ bảo toàn tiễn anh xuống dưới tới khi nhìn anh lên xe rồi rời đi. Chờ chiếc xe đi xa rồi, đồ bảo toàn mới nhỏ giọng nói, sư phụ, con đã gây phiền phức cho người, làm người mất hai khối dược phách. Bụp! Thi Công Danh đánh vào đầu đồ bảo toàn rồi cười mắng, vớ vẩn, phiền cái gì? Con đã giúp ta kết giao với đại tông sư, đó là vinh hạnh của chúng ta đấy. Hai khối dược phách kia có là gì chứ? Hơn nữa, giá trị của chúng cùng lắm chỉ có 20 triệu thôi, mà người ta trả giá cao ngất, ta còn lời đấy. Đồ bảo toàn sáng mắt lên, sư phụ, người không lỗ thật ạ. Thi Công Danh cười nói, không lỗ mà còn lời được 40 triệu. Đồ bảo toàn cảm thán, đúng là đại tông sư có khác, chi mạnh tay thật, tự nhiên tặng không cho người mấy chục triệu. Thi Công Danh nói, con thì biết cái gì, với địa vị của cậu ấy thì mấy chục triệu có là bao. Nhớ lấy, sau này mà có cơ hội thì nhất định phải qua lại với cậu ấy nhiều vào. Đồ bảo toàn gật đầu thật mạnh, vâng, con nhớ rồi. Ngô Bình lái xe thật nhanh về nhà Bibi, giờ mới hơn 7 giờ sáng, mẹ cô ấy đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Thấy Ngô Bình quay lại, bà ấy tươi cười nói, Tiểu Bình, mau vào ăn sáng đi. Ngô Bình cũng không làm khách mà ngồi ăn với Bibi luôn. Vì sáng nay có tiết dậy nên ăn xong là Ngô Bình kéo Ngô Bình đi luôn, mẹ cô ấy có giữ thế nào cũng không được. Khoảng một tiếng sau, Ngô Bình đã đưa Bibi đến trường, sau đó lái xe về nhà mình. Về tới nhà, anh bê hai khối dược phách xuống xe rồi mang vào phòng nghiên cứu. Trong khối dược phách nặng 5 cân có một cái cây màu tím to như bàn tay, ngoài ra cây này đã kết được hai trái cùng màu. Ngô Bình nhìn chăm chú vào cái cây đó rồi lẩm bẩm, không lẽ là Tử Tô Tiên Thủ? Trong cuốn sách về thuốc có nói Tử Tô Tiên Thủ là một loại dược liệu rất nổi tiếng, một trong các tác dụng của nó là giúp người tu hành tiến vào trạng thái tỉnh ngộ. Nếu dùng nó để chế thuốc thì có thể luyện chế ra một loại đan dược rất quý là tỉnh ngộ đan. Loại đan dược này có rất nhiều công dụng, giúp ích rất lớn cho các tu sĩ đang ở ngưỡng chuẩn bị đột phá. Được đấy, kiếm được món ngon rồi, Ngô Bình mỉm cười rồi nhìn sang khối thứ hai. Khối này nặng 15 cân, bên trong có một dây mây màu xanh, trên đó có mấy chiếc lá màu vàng, dưới nữa thì có hai quả dưa to như nắm đấm cùng màu. Dưa vàng có tác dụng bổ khí dưỡng thần. Hiệu quả tương tự như long hổ luyện hình đan, Ngô Bình mỉm cười rồi lấy kiếm sát ra định xẻ khối dược phách này. Nhưng ngay sau đó, anh chợt nghĩ ra điều gì đó. Vì anh phát hiện khối dược phách này được linh khí của quả dưa nuôi dưỡng nhiều năm nên màu cũng đã ngả vàng. Nếu mài nó thành hạt châu rồi sâu thành chuỗi thì chắc chắn sẽ rất đẹp, đeo lâu trên người sẽ giúp kéo dài tuổi thọ và khỏe mạnh hơn.
nhưng anh không biết cách làm nên đành gọi cho Đồ Bảo Toàn. Tử Di, anh có một khối hổ phách màu vàng, hôm nào em kiếm ai ra công nhé, khối này rất đặc biệt, dùng nó làm trang sức thì có tác dụng rất lớn với sức khỏe. Đồ Bảo Toàn nghe xong thì rất ngạc nhiên, còn thứ như vậy ư? Được, em nhớ rồi, em sẽ kiếm một người thợ thật giỏi. Ngô Bình bỏ điện thoại xuống rồi lại cẩn thận xẻ khối dược phách ấy ra, sau đó chậm chậm lấy hai quả dưa vàng ra ngoài. Đoạn dây mây cũng là đồ tốt, dùng ngâm rượu thì có thể phát huy tác dụng tốt hơn. Chỗ hổ phách màu vàng còn lại thì Ngô Bình gói cần rồi chờ Đồ Bảo Toàn đến lấy, sau đó anh lấy mấy đoạn dây mây ra rồi mang tới hầm rượu. Lúc xây nhà, Ngô Bình đã xây hai mật thất, một trong số đó là hầm rượu, anh đã lấy được nhiều rượu quý của nhị sư huynh và Diệp Huyền nên cất hết ở đây. Bây giờ, anh tìm một bình rượu ủ lâu năm, sau đó cắt sợi dây mây thành mấy đoạn rồi bỏ vào trong. Ngâm một thời gian nữa là có thể uống được, hiệu quả tốt ngang với linh đan. Anh lấy một quả dưa vàng ra rửa rồi ăn, dược tính của nó rất mạnh, tu sĩ chưa tiến vào cảnh giới tiên thiên không thể ăn được, nhưng anh thì không sao. Mùi vị của nó không ngon lắm, hơi chát và đắng, nhưng sau đó lại có vị ngọt. Ngô Bình cắn vài miếng là hết quả dưa, sau đó bụng anh nóng ran, một luồng nhiệt nóng lan tới kinh mạch của anh, Ngô Bình lập tức vận chuyển đại chu thiên. Ngô Bình đang ở cấp thứ hai luyện hình của cảnh giới tiên thiên rồi, sau khi vận hành sức mạnh kỳ lạ đó, anh thấy mình như sắp đột phá. Quá ghê, nó giúp mình đột phá qua cấp luyện hình luôn, Ngô Bình sáng mắt lên, đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội mà bắt đầu luyện tập động tác của tổ hợp thứ ba từ bài luyện thể luôn. Trước kia, khi luyện tổ hợp thứ hai, Ngô Bình thất rất chật vật, tổ hợp thứ ba thì khỏi phải bàn. Nhưng giờ có luồng sức mạnh này hỗ trợ, anh đã luyện thành công tổ hợp thứ ba dễ dàng. Loáng cái, anh đã luyện xong động tác thứ nhất, dù vẫn hơi khó, nhưng vẫn dễ hơn trước. Sau đó đến động tác thứ hai, thứ ba cho đến hết. Luyện xong xuôi, Ngô Bình cảm thấy toàn thân thư thái, như thể vừa thoát khỏi gông cùng xiềng xích, anh như được thay da đổi thịt và hoàn toàn lột xác. Ngô Bình đã đọc nhiều ghi chép về tu hành trong phiến ngọc nên biết cảm giác này rất hiếm có, điều này chứng tỏ anh sắp đột phá rồi. Ngô Bình mừng rỡ, liên tục tập bài luyện thể. Bắt đầu từ tổ hợp thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Anh luyện một lèo 7 lần, sau đó cảm thấy người mình kêu lên rắc một tiếng, tiếp theo có một luồng sức mạnh nào đó trong cơ thể đã được đánh thức, nó ngày một mạnh và rõ ràng hơn. Luồng sức mạnh ấy vừa xuất hiện, Ngô Bình lập tức thấy luyện hình của mình viên mãn. Anh mừng rỡ rồi tiếp tục đột phá tầng thứ ba của tiên thiên là sinh niệm. Tầng cảnh giới này sẽ sinh ra thần niệm, trước đó Ngô Bình đã có thần ý rồi, nhưng nó chỉ là sự tồn tại duy tâm. Không thể phát huy tác dụng ra ngoài. Thần niệm thì khác, nó có thể sinh ra niệm lực để tác động lên sự vật. Sinh niệm là một quá trình rất tốn công lực, 10 cao thủ cảnh giới tiên thiên thì có một người làm được, vì thế tỷ lệ thành công cực ít. Ngô Bình thử vài lần, nhưng cảm thấy như có một bức tường chắn trước mặt, không thể cản phá được. Chương 413, sinh niệm. Sau vài lần thất bại, Ngô Bình chợt nhớ trong cuốn tu hành của người xưa có viết sẽ mất rất nhiều tinh thần để hình thành thần niệm. Lực tinh thần càng mạnh thì càng dễ ngưng tụ, lẽ nào lực tinh thần của anh chưa đủ mạnh sao? Nghĩ vậy xong, Ngô Bình lập tức lấy một biên thái ất thần đan ra uống, ngay sau đó, lực tinh thần của anh đã tăng rõ rệt, nhưng vẫn còn khá xa mới có thể ngưng kết thập niệm được. Xem ra loại đan dược này không có tác dụng quá lớn với mình, Ngô Bình cau mày nói. Anh ngẫm nghĩ rồi lấy một cái bình khác ra, bên trong có một viên đan dược màu vàng nhạt to như quả nho đang tỏa hương ngào ngạt. Khi mới lấy được viên đan dược này, Ngô Bình cứ nghĩ nó là ngư long đan, nhưng sau khi luyện vài lò đan dược và có nhiều hiểu biết về đan dược hơn thì anh biết tên gọi thật sự của nó là hạo thần đan. Đây là một loại đan dược tăng sức mạnh tinh thần, vì thế rất thích hợp để giúp tu sĩ đột phá cảnh giới sinh niệm. Ngô Bình cầm viên đan dược trong tay rồi ngắm nghĩa, sau khi xác định nó không có vấn đề gì thì mới uống. Ngay sau đó, đã có một luồng sức mạnh rồi rào dung nhập vào thần ý của anh. 5 phút sau, rào cản ngăn cản thần thức của Ngô Bình đã dần biến mất, sau đó yếu dần rồi mất tăm. Lúc này, anh cảm thấy đầu mình rất nặng, hình như có một ý thức vô cùng rõ ràng đang hiện lên trong đại não của anh. Ý thức ấy chính là luồng thần niệm đầu tiên mà anh vừa ngưng tụ ra. Tu luyện thần niệm là một quá trình rất dài, sau khi tạo ra luồng thần niệm thứ nhất, Ngô Bình tiếp tục ngưng kết ra thêm nhiều luồng thần niệm khác mạnh mẽ hơn. Vậy là Ngô Bình đã trở thành cao thủ tầng thứ ba sinh niệm của cảnh giới tiên thiên rồi. Sau khi đột phá tầng cảnh giới này, Ngô Bình không dám lười biếng mà vội vàng củng cố tu vi ngay.
anh cứ thế nhốt mình trong phòng một ngày trời, tới khi định thần lại thì đã là trưa ngày hôm sau rồi. Anh mở cửa ra thì thấy Đông Hoàng đang nằm bên ngoài, anh cười nói, Đông Hoàng, sao mày lại ở đây? Đông Hoàng đứng dậy lắc lắc cái đuôi rồi nhìn Ngô Bình với ánh mắt tán thưởng, hình như nó đã biết là anh đột phá rồi. Ngô Bình cười nói, đi thôi, tao đói lắm rồi, chúng ta đi ăn. Khi Ngô Bình đi xuống nhà ăn ở dưới tầng 1 thì thấy mọi người đang chờ mình. Ngô Mi nói, sao em thấy anh cứ là lạ thế nhỉ? Ngô Bình cười hỏi, hả, lạ là lạ chỗ nào? Ngô Mi ngẫm nghĩ, khó nói lắm, nhưng chắc chắn là có gì đó thay đổi, như biến thành người khác ý. Cô bé chưa từng tu luyện nên cách diễn đạt không được rõ ràng. Lạc Mộng Trần đã ở cảnh giới tiên thiên, cô ấy vui vẻ nói, anh Ngô Bình, anh lại đột phá rồi à? Ngô Bình gật đầu, ừ, vừa ngưng tụ được một luồng thần niệm xong. Mộng Trần, sao em biết? Lạc Mộng Trần, em cảm giác thế, khi nhìn thấy anh thì thấy toàn thân anh phát sáng rất chói lòe, trông khác trước rất nhiều. Em nghĩ qua nghĩ lại thì chỉ có thể kết luận là anh đã đột phá thôi, không thì sao có thể thay đổi nhiều thế được. Ngô Bình nói, ra là thế, thần niệm là một loại sức mạnh cao cấp. Anh chỉ ngưng tụ ra một chút, mà em cũng biết được. Đó chính là lý do ban đầu anh muốn tu luyện ra thần niệm, chờ thêm một thời gian nữa, anh có thể giấu nó đi, không cho người khác phát hiện ra. Hoàng tử Cường cười lớn nói, hóa ra là cậu chủ lại đột phá, đây là chuyện vui, nào chúng ta nâng chén chúc mừng. Cương tử nhanh chân chạy đi lấy rượu, sau đó rót cho mỗi người một chút để chúc mừng Ngô Bình. Phải biết rằng thần niệm là một bước đột phá quan trọng, làm được điều này thì sẽ được coi là cao thủ. Ngoài ra, một khi có thần niệm rồi thì có thể làm được rất nhiều việc mà trước kia không thể, ví dụ như luyện khí, bùa chú, niệm thần thú. Sau vài chén rượu, Ngô Bình tranh thủ lấy 3 quả đỗ ra mỗi quả có 9 hạt, tổng là 21 hạt. Anh lột vỏ một quả rồi lấy 2 hạt đỗ ra đưa cho ông ngoại mình rồi nói, ông ơi, món này ngon lắm, ông ăn thử đi. Ông ngoại anh cười phá lên nói, Tiểu Bình, đây là đỗ mà, có gì đặc biệt đâu. Ngô Bình cười nói, ông cứ thử đi ạ. Ông ngoại nhận lấy rồi bỏ vào miệng nhai, ngay sau đó đã hạt đỗ đã hóa thành một chất dịch ngọt ngào rồi chui thẳng xuống bụng ông. Ông ngoại ngạc nhiên nói, sao ngon thế nhỉ? Ngô Bình cười nói, ngon nhưng không ăn nhiều được ạ. Sau đó anh lại chia các hạt đỗ cho bà ngoại, mẹ và em gái rồi bảo họ ăn ngay. Phản ứng của họ cũng giống hệt ông ngoại, ai nấy đều phải suýt xoa vì quá ngon. Hoàng tử Cường nhìn với vẻ thèm khát, cậu chủ, thứ gì thế ạ? Ngô Bình liếc anh ta, không có phần của anh đâu, cái này dành cho người bình thường, anh ăn cũng phí. Loại đậu này có tác dụng lớn với sức khỏe của người bình thường, nhưng nếu là người tu hành thì chưa chắc, vì thể chất của người tu hành vốn đã rất khỏe rồi. Hoàng tử Cường cười trừ, sau đó vội vàng bóc lạc ăn. Ngô Bình cất cẩn thận các hạt đỗ còn lại đi rồi bắt đầu dùng bữa. Ăn uống xong, anh về phòng tu luyện. Lần này, anh vừa tập trung được một lúc thì Chu Truyền Võ gọi tới. Ngô Bình, chú không thuyết phục được thị trưởng đâu, Thạch Thành đành bỏ quyền đầu tư vậy, Chu Truyền Võ tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng lực bất tòng tâm. Ngô Bình bình thản nói, không sao ạ, chúng ta đã bàn trước chuyện này rồi mà. Nếu Thạch Thành không tham gia cổ phần nữa thì để Thanh Nghiên nhận. Chu Truyền Võ, thật ra Thạch Thành không tham gia thì cũng không ảnh hưởng gì đến dự án này, ở đây vẫn sẽ thu thuế. Ngô Bình hỏi, chú ơi, trên tỉnh không có vấn đề gì chứ ạ? Chu Truyền Võ, tỉnh thì không, cháu yên tâm. Ngô Bình không nhiều lời mà nói thêm vài câu rồi gọi cho Chu Thanh Nghiên để kể rõ tình hình. Chu Thanh Nghiên nói, cần 10 tỷ đúng không anh? Em có rồi. Ngô Bình gật đầu, Thanh Nghiên, anh sẽ bảo Đường Tử Di gọi cho em, hai người bàn hợp đồng nhé. Chu Thanh Nghiên, vâng, sắp tới em định đi Guinea, anh đi với em không? Ngô Bình tò mò hỏi, em đến đó làm gì? Chu Thanh Nghiên, em vẫn đang làm dự án tách nhôm theo phương pháp điện phân mà, mấy năm nay giá quặng nhôm cao quá, em muốn mua một mỏ. Guinea chiếm sản lượng quặng nhôm rất lớn nên em muốn đến đó thử vận may. Ngô Bình cau mày, tình hình an ninh ở đó phức tạp lắm, em đi sẽ rất nguy hiểm. Thế này đi, chuyện này cứ gác lại đã, khi nào rảnh thì mình cùng đi. Chu Thanh Nghiên, vâng, vậy để sau nhé. Sau đó, Ngô Bình gọi cho Đường Tử Di để bàn chuyện cổ phần rồi hẹn thời gian gặp mặt. Ngô Bình bỏ điện thoại xuống rồi xem lịch, hôm nay là thứ hai, anh còn phải đến Hải Thành cũng Bạch Băng. Anh quyết định không tu luyện nữa mà thay đồ rồi đi tìm cô ấy. Chương 414, xưa không bằng nay. Khoảng hơn chục phút sau,
Ngô Bình đã gión Bạch Băng ở cổng khu nhà ở dành cho Giáp Viên, sau đó cả hai cùng đến Hải Thành. Bạch Băng trang điểm và ăn vận rất xinh đẹp, trông như tiên nữ giáng trần, khiến Ngô Bình lái xe vẫn thi thoảng liếc nhìn. Bạch Băng nói, muốn nhìn thì lát xuống xe, cho em nhìn thoải mái. Ngô Bình ho khan nói, chị xinh quá, làm em mất bình tĩnh luôn. Bạch Băng liếc anh một cái, chỉ được cái dẻo miệng. Sau đó, cô ấy nói, chị thấy mai mình đi cũng được mà. Ngô Bình nói, không được, đi luôn hôm nay mới vui chứ, em đã nhờ bạn điều tra về Mã Tuấn Kiệt rồi. Bạch Băng, chị nghe em tất, thật ra cũng lâu rồi chị không đến Hải Thành, vừa hay có thể đi mua sắm luôn. Hải Thành có khá nhiều cửa hàng lớn, ở đó có nhiều thứ mà huyện không có. Ngô Bình nói, nếu chị muốn mua đồ thì em có thẻ này, đến đó rồi chị hãy đi mua quần áo hay trang sức gì đó. Bạch Băng vội xua tay, không, chị không tiêu tiền của em đâu. Ngô Bình cười nói, thẻ này là em được tặng, nếu không dùng thì cũng hết hạn. Bạch Băng bán tin bán ngờ, thật không? Bạn em tặng à? Vâng, Ngô Bình nói dối không chớp mắt, còn một tháng nữa là hết hạn, trong thẻ còn mấy triệu, không dùng thì phí lắm. Bạch Băng đắn đo rồi nói, thôi, chị có là gì của em đâu. Ngô Bình bình thản nói, em đã gọi chị là chị thì mua đồ cho chị thì có làm sao, trước kia chị còn là cô giáo của em, coi như quà cảm ơn thôi mà. Không chờ Bạch Băng từ chối, Ngô Bình nói tiếp chị, em nhớ chị học đại học ở Hải Thành đúng không? Bạch Băng gật đầu, chị học trường sư phạm Hải Thành. Ngô Bình, chắc chị có nhiều bạn ở đấy lắm nhỉ, khéo còn gặp được họ ý chứ. Nhắc đến bạn học, Bạch Băng cúi đầu nói, chị không muốn gặp họ. Ngô Bình tò mò hỏi, tại sao? Chị có mâu thuẫn gì với họ à? Bạch Băng thở dài một hơi, vài chuyện cũ thôi, khi ấy chị và mấy người bạn đã ầm ĩ với nhau. Khi ấy, họ đi khắp nơi rêu rao xấu về chị, khiến chị bị cả trường chê cười. Nếu không vì chuyện đó thì chắc chị đã ở lại Hải Thành làm việc rồi. Ngô Bình cau mày, họ thật quá đáng. Bạch Băng, họ nhắm vào chị là vì bạn trai của họ đã viết thư tình cho chị. Có mỗi chuyện ấy thôi mà một người trong số đó làm dùm beng lên. Ngô Bình lắc đầu, đúng là như phim ấy. Hai người trò chuyện nên thời gian trôi rất nhanh, loáng cái đã tới Hải Thành. Đây là một thành phố lớn, dân cư đông đúc, kinh tế phát triển, rất nhiều người bỏ mồ hôi công sức để gây dựng sự nghiệp ở đây. Nhịp sống ở Hải Thành rất nhanh, chứ không như huyện nhỏ, ai cũng nhàn nhã. Không lâu sau, chiếc xe đã đi tới một khách sạn 5 sao, Ngô Bình ném chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ rồi đi làm thủ tục nhận phòng với Bạch Băng. Bạch Băng gánh một món nợ khổng lồ trên lưng nên luôn sống rất tiết kiệm, mua sắm gì cũng phải tính toán kỹ. Thấy Ngô Bình tới một khách sạn sang trọng như thế này, cô ấy vội nói, mình đổi khách sạn khác đi. Sao thế ạ? Ngô Bình nói, em có thẻ ưu đãi mà, không mất tiền đâu. Tuy Ngô Bình không nói thật hẳn, nhưng cũng không phải nói dối. Giờ AH ở khách sạn gần như không mất tiền, Thiên Long đã thành lập một công ty phục vụ, anh đi máy bay hay ở khách sạn đều sẽ do tổ chức thanh toán. Đương nhiên cũng vì anh có chức vụ cao, chứ các thành viên bình thường thì không có đãi ngộ như vậy. Ngô Bình đặt một phòng rồi hai người mang đồ vào, sau đó quyết định đi thưởng thức các món ngon của Hải Thành. Bạch Băng từng học đại học ở đây nên biết khá nhiều chỗ ăn ngon, cô ấy dẫn Ngô Bình đến một khu phố cổ chuyên bán các món đặc sắc. Từ khách sạn đến đó rất xa nên Bạch Băng bảo khách sạn sắp xếp xe để đưa họ đi. Chiếc xe dừng trước một ngõ phố lâu đời, người ở đây đông như mắc cửi. Từ xa, Ngô Bình đã ngửi thấy hương thơm của đồ ăn. Bạch Băng cười nói, chỉ có người bản địa mới đến đây thôi, khách du lịch không biết đâu. Nói rồi, hai người đi vào trong, hai bên đường đều là các hàng quán bán đồ ăn và đủ các thứ trên đời, ít cũng phải có đến hơn 100 hàng quán, khách ở đây toàn nói giọng địa phương để mặc cả. Hai người đi tới một quán bánh bao và hai bát canh thịt bò. Ngô Bình ăn rất khỏe, một mình mà chén hết hơn 50 cái bánh bao nhỏ, làm chủ quán đơ luôn. Khi anh ăn đến cái bánh thứ 51 thì nhận được một tin nhắn, nội dung liên quan đến Mã Tuấn Kiệt, Hàn Bạch đã điều tra rõ ràng về người này rồi gửi thông tin chi tiết cho anh. Ngô Bình đọc sơ qua thì biết Mã Tuấn Kiệt tên thật là Ma Nguyên Sơ, lên đại học mới đổi thành Mã Tuấn Kiệt, sau đó đã đổi tên thêm 4 lần và giờ thì tên là Mã Viễn Đạt. Ông và bố của Mã Viễn Đạt là nhân vật chủ chốt trong một tổ chức lừa đảo ở xã hội cũ, chữ Mã trong họ của nhà này có nghĩa là đơn phương độc mã đi lừa đảo. Mã Tuấn Kiệt nhận được chân truyền của cha ông nên từ 3 tuổi đã bắt đầu đi lừa đảo, gã chuyên lừa phụ nữ,
tính sơ đã có hơn 150 người phụ nữ bị lừa, số tiền gã thu được phải tới vài chục triệu. Hai năm trước, Mã Tuấn Kiệt dùng số tiền mà mình lừa được để lừa đảo ở nước ngoài. Hai năm qua, gã đã kiếm được cả bạc tỷ. Sau khi phất lên, gã lập tức trở thành một đại gia ở Hải Thành. Nửa năm trước, còn đầu tư vào hơn chục công ty, hiện giờ đã nắm trong tay khối tài sản kếch xù và nhận được sự tán thưởng của đại gia Lý Gia Nông ở Hải Thành, ông ấy còn muốn gán ghép con gái mình cho gã. Lý Gia Nông là đại gia bất động sản, công ty của ông ấy đứng trong top 10 ở cả nước, tài sản cá nhân lên tới 100 tỷ nên có địa vị rất cao ở Hải Thành. Đọc đến đây, Ngô Bình cau mày, anh không ngờ Mã Tuấn Kiệt lại leo lên được vị trí như hiện giờ, vừa giàu vừa lấy được con gái của đại gia bất động sản, đúng là một bước lên mây. Anh cho Bạch Băng đọc, cô ấy đọc xong thì câm nín. Vài phút sau mới thở dài nói, kệ đi, giờ gã giàu rồi, chúng ta không đấu được đâu. Ai bảo không đấu được, Ngô Bình thờ ơ nói, dù gã có đạt được thành tựu gì thì cũng không thể che đậy được các tội ác khi xưa. Em nhất định sẽ trút giận cho chị. Bạch Băng lo lắng nói, nhưng chúng ta không có quyền hành gì, chị không muốn làm em bị liên lụy. Ngô Bình cười nói, chị, em thấy gã rất ngứa mắt. Bạch Băng ngẩn ra, bấy giờ mới nhớ Ngô Bình cũng có bối cảnh không bình thường, buổi họp lớp ngày trước, anh đã khiến cô ấy bất ngờ. Nhưng anh thật sự có thể đối đầu với người này sao? Cô ấy không biết thật ra Ngô Bình đang nói thật, anh đã chuyển tiếp thư cho Triệu Chính Lệnh rồi. Chương 415, đi săn. Thư ký của Triệu Chính Lệnh đã gửi tài liệu này cho ông ấy, ông Triệu đọc xong thì kinh ngạc, không ngờ số tiền mà Mã Tuấn Kiệt lừa đảo lại lớn đến vậy. Nếu họ phá được án này thì sẽ lập công lớn, nhưng gã có bối cảnh đặc biệt, thời gian gây án đã quá lâu nên khó mà thu thập chứng cứ được. Ông ấy thoáng do dự rồi gọi cho Ngô Bình. Điện thoại kết nối. Triệu Chính Lệnh nói, cậu Ngô, cậu cho tôi bài toán khó quá. Ngô Bình cười nói, ông Triệu, tôi cũng có chức vụ ở Bộ Công an, từ trước tới nay đã giúp các ông phá được bao nhiêu án. Vụ án lần này, tôi có thể bắt tội phạm chủ động nhận tội và giao nộp bằng chứng, thế ông đã hết lo lắng chưa? Triệu Chính Lệnh kinh ngạc, cái gì? Gã sẽ ra đầu thú ư? Ngô Bình, đúng vậy. Triệu Chính Lệnh trầm mặc vài giây rồi cười nói, cậu Ngô, chúng tôi tuyệt đối không tha cho loại tội phạm này. Thế này, tôi sẽ cử một tổ chuyên án tới để hỗ trợ cậu. Cậu là đội trưởng, nếu thành công, tôi sẽ xin thưởng cho cậu. Ngô Bình, được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Ngắt máy xong, anh nói với Bạch Băng, tối nay sẽ có một tổ điều tra đến Hải Thành, Mã Tuấn Kiệt sẽ ngoan ngoãn nhận tội. Gã đã hại nhiều người, kiểu gì cũng ngồi tù mọt gông. Bạch Băng ngạc nhiên hỏi, Ngô Bình, em vừa gọi cho ai thế? Ngô Bình, sếp ở Bộ Công an. Bạch Băng thầm kinh ngạc, sau đó càng tin tưởng Ngô Bình hơn. Ăn xong, hai người tiếp tục đi dạo rồi mua ít đồ ăn vặt để vừa đi vừa ăn. Chị, lát chị hãy dụ Mã Tuấn Kiệt ra, như vậy thì em mới khống chế gã được, Ngô Bình nói. Bạch Băng ngẩn ra, sao chị làm được? Gã đã trốn chị bao năm, số điện thoại cũng đổi rồi, còn lâu mới muốn gặp chị. Ngô Bình cười nói, không, giờ gã lại đang rất muốn gặp chị đấy. Bạch Băng nghi hoặc hỏi, gã muốn gặp chị ư? Tại sao? Ngô Bình bình thản nói, đàn ông thằng nào chẳng thích phụ nữ đẹp. Chị xinh thế này, chắc ngày xưa gã không nỡ xa chị đâu, kiểu gì cũng muốn gặp để nối lại tình xưa. Bạch Băng, ý em là chị mà chủ động liên lạc thì nhất định gã sẽ ra gặp hả? Có lẽ vậy, Ngô Bình nói, giờ gã có thành tựu lớn rồi, tiền thì nhiều khỏi nghĩ. Khi đã ở vị trí này, nhất định gã sẽ nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Chị bất ngờ xuất hiện sẽ khiến gã vui mừng và muốn quay lại với chị. Bạch Băng khó tin nói, gã đã làm bao chuyện có lỗi với chị mà còn muốn quay lại ư. Ngô Bình cười nói, có gì ngạc nhiên đâu chị có tin gã chỉ múa mép vài câu là bịa được một câu chuyện khiến chị cảm động rơi nước mắt không? Bạch Băng nhăn mặt, người này thật đáng sợ. Ngô Bình thờ ơ nói, gã không đáng sợ, mà là chuyên nghiệp. Những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp thì không có nhân tính đâu. Họ như ma quỷ rồi nên rất giỏi thu phục lòng người. Bạch Băng, nhưng tại sao gã lại muốn quay lại với chị? Ngô Bình thở dài, vì như thế sẽ có cảm giác thành tựu. Lừa một người không khó, nhưng sau khi lừa họ một lần xong lại lừa thêm được lần nữa khiến gã có cảm giác như đi săn. Bạch Băng tức run người, hình như cô ấy rất dễ bị lừa thì phải. Ngô Bình, đừng giận nữa, lát chị phải vận dụng các kỹ năng mềm để liên lạc với gã. Chị hãy nói một người bạn của mình nhìn thấy gã, sau đó hãy hỏi gã tại sao ngày xưa lại rời xa chị,
tại sao hại chị khổ sở như vậy. Bạch Băng, nhưng chị có biết cách liên lạc với gã đâu. Không sao, em đã lấy được tài khoản mạng của bạn gã. Chị thông qua tài khoản ấy là tìm được gã thôi. Bạch Băng lấy điện thoại ra rồi làm theo lời Ngô Bình, sau đó đăng nhập vào một tài khoản. Trong danh sách bạn bè của tài khoản này có một người tên là anh Mã, đó chính là Mã Tuấn Kiệt. Bạch Băng do dự một lát rồi gửi tin ngã cho gã, Mã Tuấn Kiệt, tôi tìm anh khổ cực quá. Mã Tuấn Kiệt đã trả lời ngay, ai thế, hình như gã cũng không nhớ rõ về người bạn này lắm. Ngô Bình lấy điện thoại rồi ngã, Mã Tuấn Kiệt, anh không nhớ tôi à? Ngày xưa, anh lừa tôi hơn 1 triệu, hại bố tôi mất mạng, làm nhà tôi tan cửa nát nhà, tôi nguyền rủa anh. Anh sẽ chết không toàn thây. Mãi một lúc lâu sau, Mã Tuấn Kiệt mới ngã lại, Băng, là em phải không? Đừng gọi tôi như thế, Ngô Bình VA, anh là đồ đê tiện, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh. Mã Tuấn Kiệt lập tức gọi tới, Bạch Băng hoảng loạn nhìn Ngô Bình, anh nói, chị đừng sợ, cứ mắng gã là được, nhưng đừng nghe vội, chờ cuộc gọi sau đã. Quả nhiên sau khi không ai nghe máy, Mã Tuấn Kiệt đã gọi lại ngay, lần này Bạch Băng đã ấn nút nghe. Cả cô ấy và Mã Tuấn Kiệt đều trầm mặc, sau đó một giọng nói dịu dàng vang lên, Băng, là em phải không? Bạch Băng cố kìm chế cơn giận, Mã Tuấn Kiệt, anh là đồ súc sinh. Mã Tuấn Kiệt thở dài một hơi, Băng, bao năm qua anh vẫn luôn tìm em. Bạch Băng cười lạnh, tìm tôi, ngày xưa anh lừa nhà tôi hơn 1 triệu rồi lặn mất tăm, mà anh dám nói là tìm tôi à? Hay anh không có số của tôi? Mã Tuấn Kiệt lại trầm mặc thêm một lát rồi mới nói, Băng, anh có nỗi khổ riêng. Ngày xưa cũng bị dồn vào đường cùng, anh không muốn liên lụy đến em nên mới chuyển ra nước ngoài. Bạch Băng cau mày, anh ra nước ngoài ư? Mã Tuấn Kiệt lại thở dài, anh bị người ta lừa vào sòng bạc, một tối mà thua những 5 triệu. Anh thế chấp cả cửa hàng rồi mà vẫn nợ hơn 2 triệu. Anh biết đời mình xong rồi nên không kịp nói gì đã phải trốn ra nước ngoài ngay. Nhiều năm qua, anh vất vả làm ăn ở đó, cuối cùng cũng có chút thành tựu. Băng, anh mới về nước. Mấy ngày qua, anh luôn nhờ bạn bè tìm em. Nhưng anh đã mất điện thoại của ngày xưa, còn em cũng đã đổi số nên anh không tìm thấy em được. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng em cũng chủ động liên lạc với anh. Băng, anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Em là người anh yêu nhất, em không biết những năm qua anh vất vả thế nào đâu. Nói đến đây, giọng Mã Tuấn Kiệt như nghẹn lại. Nếu không biết gã là tên lừa đảo chuyên nghiệp, chắc Bạch Băng đã tin gã rồi. Cô ấy chần chừ hỏi, anh nói thật không? Mã Tuấn Kiệt trầm giọng nói, Băng, anh xin thề với trời. Nếu anh dối em nửa lời, ông trời sẽ trừng phạt anh. Lúc này, Ngô Bình gật đầu với Bạch Băng, ra hiệu cho cô ấy hãy tỏ thiện chí với gã. Bạch Băng nói, nếu thời gian sống ở nước ngoài anh vẫn nhớ tôi thì tại sao lại kết hôn với cô gái khác? Mã Tuấn Kiệt cười trừ, Băng, anh cũng bất đắc dĩ thôi. Đây chỉ là một cuộc giao dịch, anh lấy cô ấy chỉ để hai bên hợp tác với nhau. Bọn anh có thỏa thuận ngầm rồi, hai bên sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Bạch Băng, thật không? Mã Tuấn Kiệt, Băng, anh có thể làm việc xấu, nhưng không bao giờ làm hại em. Ngày trước, anh buộc phải ra đi, nhưng giờ anh về rồi. Băng, anh sẽ đối xử tốt với em là người phụ nữ mà anh yêu nhất. Bạch Băng thở dài rồi im lặng. Mã Tuấn Kiệt thừa thắng xông lên, Băng, em có thể tha thứ cho anh được không? Bao năm qua, anh luôn thấy áy náy, chỉ cần em tha thứ cho anh, em bắt anh làm gì cũng được. Ngô Bình giơ tay làm hành động đếm tiền với Bạch Băng. Chương 416, ngựa quen đường cũ. Bạch Băng lập tức nói, anh nghĩ rằng tôi sẽ tin lại một người từng lừa hơn 1 triệu tệ của tôi hay sao? Mã Tuấn Kiệt thở dài, Băng, em vẫn không chịu tin anh sao? Thực ra anh sớm đã chuẩn bị đưa cho em một số tiền, gấp 10 mấy lần số tiền em từng đưa cho anh. Băng, nếu không tin thì em cho anh tài khoản ngân hàng, anh sẽ lập tức chuyển khoản. Ngô Bình gật đầu, Bạch Băng thấy vậy mới gửi số tài khoản ngân hàng của mình cho đối phương. Mã Tuấn Kiệt cười nói, Băng, đợi anh một lát, anh lập tức chuyển khoản, nói rồi, đối phương tạm thời cúp điện thoại. Bạch Băng nhìn Ngô Bình, vô cùng khâm phục anh, em nói đúng cả rồi. Em thử nói xem anh ta sẽ chuyển cho chị bao nhiêu tiền. Ngô Bình, ít nhất 10 triệu tệ. Giờ là lúc anh ta cố gắng thể hiện sự giàu có của mình, anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Bạch Băng, vậy nhận tiền xong nên làm thế nào? Ngô Bình, anh ta chắc chắn sẽ đòi gặp chị nhân thời cơ đó hẹn gặp anh ta.
Bạch Băng, vậy nếu anh ta thực sự chuyển cho chị 10 triệu tệ thì số tiền này có cần giao lại cho cấp trên không? Ngô Bình đảo mắt, giao cái gì mà giao? Đây là tiền anh ta nợ chị. Hơn nữa 1 triệu tệ khi đó cũng bằng 10 triệu tệ bây giờ rồi. Bạch Băng gật đầu, được, chị hiểu rồi. Chỉ một lát sau, Bạch Băng nhận được tin nhắn tiền đến tài khoản, số tiền 30 triệu tệ. Nhìn thấy số tiền này, Bạch Băng sững sờ, quay sang nói với Ngô Bình, là 30 triệu tệ. Ngô Bình cười đáp, coi như đó là số tiền bồi thường cho chị đi. Bạch Băng vẫn còn hơi lấn cấn, có phải hơi nhiều quá không? Ngô Bình, chị cứ yên tâm nhận số tiền này, những việc còn lại để em lo. Lúc này đối phương gọi video tới, Ngô Bình trốn ra đằng sau sofa, ra hiệu cho Bạch Băng nhận điện thoại. Cuộc gọi video bắt đầu, ở đầu bên kia là một người thanh niên ngoài 20 tuổi trông mặt mũi vô cùng sáng sủa. Người này không cao nhưng tổng thể trông khá đẹp trai. Gã si mê nhìn Bạch Băng nói, Băng, mấy năm không gặp, em vẫn đẹp như vậy. Có thể gặp lại em thực sự quá tốt, vừa nói mắt gã vừa hoe hoe đỏ. Bạch Băng nhìn người đàn ông từng hại mình đến tan cửa nát nhà, đột nhiên nghĩ tới khoảng thời gian hai người từng có với nhau mà trong lòng muôn vàn cảm xúc đan xen. Mã Tuấn Kiệt nhanh chóng nhận ra suy nghĩ của Bạch Băng, gã nói, Băng, anh biết anh có lỗi với em, nhưng xin em tin anh. Lúc đó anh thực sự không muốn liên lụy đến em. Nếu anh biết hành động khi đó sẽ gây ra tổn thương không thể bù đắp cho em như vậy, cho dù có bị đám đòi nợ đó đánh chết, anh cũng sẽ không trốn ra nước ngoài. Bạch Băng thở dài đáp, bố tôi vì chuyện đó mà lên cơn đau tim, đột ngột qua đời. Tôi đến nay vẫn phải gánh khoản nợ hơn 80 triệu tệ. Anh có giải thích đến mấy thì tôi đều không thể tha thứ cho anh. Mã Tuấn Kiệt đáp, Băng, anh xin lỗi, thực lòng xin lỗi em. Anh không nghĩ hậu quả sẽ nghiêm trọng đến vậy. Anh thực sự chỉ vô tình. Xin em cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ bù đắp cho em, để em và bác gái có cuộc sống tốt đẹp. Như vậy có được không? Bạch Băng lạnh lùng đáp, anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Mã Tuấn Kiệt thở dài, Băng, anh không cầu xin em tha thứ, anh chỉ xin em một cơ hội để bù đắp lỗi lầm, được không? Nói cho anh biết giờ em đang ở đâu, anh sẽ đến tìm em. Bạch Băng cúi đầu đáp, tôi đang ở khách sạn. Mã Tuấn Kiệt mắt sáng lên đáp, Băng, em ở khách sạn nào, anh đến ngay. Bạch Băng lạnh lùng đáp, tôi không muốn gặp anh, nói rồi cúp luôn điện thoại. Ngô Bình gật đầu, được rồi, lát nữa anh ta đòi địa chỉ tiếp thì chị cứ cho anh ta đi. Bạch Băng, Ngô Bình, nhưng nếu lát nữa anh ta đến thì chị phải nói sao? Ngô Bình cười đáp, chị không cần nói gì nữa cả. Chỉ cần anh ta đến đây, những việc còn lại cứ để em. Bạch Băng gật đầu. Giờ cô đã vô cùng tin tưởng Ngô Bình. Cô cảm giác như trên đời không có chuyện gì là Ngô Bình không giải quyết được. Chỉ vài phút sau, Ngô Bình nhận được cuộc gọi. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên, đội trưởng Ngô, chúng tôi theo lệnh đến Hải Thành làm nhiệm vụ, khoảng 2 tiếng nữa sẽ đến chỗ cậu. Ngô Bình, được, tôi sẽ đợi ở đây. Kẻ tình nghi đang ở trong tay tôi. Các ông chuẩn bị thật tốt công tác thẩm tra, trong thời gian nhanh nhất lấy bằng được bằng chứng. Vâng, đối phương lập tức đáp. Mã Tuấn Kiệt đến rất nhanh, chỉ hơn nửa tiếng sau gã đã gọi điện thoại lại, nói mình đang ở sảnh khách sạn. Ngô Bình bảo Bạch Băng báo cho gã số phòng khác, bởi phòng này là Ngô Bình thuê nên nếu Mã Tuấn Kiệt cẩn thận một chút sẽ phát hiện ra điểm bất thường. Anh bảo Bạch Băng dùng tên mình thuê riêng một phòng khác để gã không nghi ngờ. Lúc này, Mã Tuấn Kiệt quả thực đã xuất hiện ở đại sảnh. Gã không đến một mình mà đằng sau còn có một người nữa. Người đàn ông này dáng đi hơi gù, bước đi rất nhỏ, đôi mắt sắc sảo và tinh anh. Người này là một cao thủ. Mã Tuấn Kiệt đi tới chỗ quầy lễ tân, cười hỏi, tôi tới tìm phòng của cô Bạch Băng, cô có thể giúp tôi gọi điện thông báo một tiếng không? Cô lễ tân cười đáp, vâng thưa tiên sinh, xin đợi một lát. Trong lúc cô lễ tân nhấc máy lên gọi, Mã Tuấn Kiệt hỏi, xin hỏi, cô Bạch Băng thuê một mình một phòng phải không? Cô lễ tân gật đầu, vâng thưa anh, cô ấy thuê một mình. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp nên ấn tượng của tôi rất sâu sắc. Mã Tuấn Kiệt mỉm cười đáp, cô ấy là bạn gái tôi nên đẹp là đúng rồi. Cô lễ tân gọi điện lên phòng, Bạch Băng đã ở đó chờ sẵn. Cô cầm lấy điện thoại, nói cô lễ tân cho Mã Tuấn Kiệt lên phòng. Sau đó, cô lễ tân cầm theo thẻ phòng, đích thân dẫn Mã Tuấn Kiệt và cao thủ đi cùng gã lên phòng. Khi đến trước cửa phòng, Mã Tuấn Kiệt chỉnh lại tóc tai, sau đó ấn chuông cửa. Bạch Băng mở cửa phòng, mặt lạnh tanh hỏi, anh đến làm gì? Đã rất lâu không gặp, giờ nhìn thấy Bạch Băng,
Mã Tuấn Kiệt không khỏi sững người vì sắc đẹp của cô. Gã nhìn cô không rời mắt, nói, Băng, anh nhớ em. Bạch Băng né khỏi lối vào, Mã Tuấn Kiệt cười rồi đưa theo tay vệ sĩ vào phòng. Bạch Băng thấy tay vệ sĩ cũng theo vào thì lạnh lùng hỏi, anh ta là ai? Mã Tuấn Kiệt cười đáp, là lái xe của anh ấy khát nước nên muốn vào xin cốc nước. Bạch Băng cười lạnh, đóng cửa phòng lại. Mã Tuấn Kiệt quay lại định nói gì đó nhưng nụ cười trên môi gã chợt tắt ngấm. Gã giận dữ hỏi, cậu là ai? Không biết từ lúc nào, Ngô Bình đã lù lù xuất hiện ở cửa. Anh cười đáp, Mã Tuấn Kiệt, tôi đợi anh lâu rồi. Mã Tuấn Kiệt, đúng là chán sống rồi. Dứt lời, tay vệ sĩ đằng sau gã đi về phía Ngô Bình. Thế nhưng, khi còn cách Ngô Bình chừng 5 bước thì tay vệ sĩ đột nhiên khựng lại. Mã Tuấn Kiệt đứng đằng sau thấy tay vệ sĩ đứng lại thì giận dữ quát, anh làm gì vậy? Tay vệ sĩ không đáp, toàn thân anh ta đang run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm, hai mắt mở trừng trừng nhìn Ngô Bình. 5 phút sau, anh ta mới run rẩy hỏi, cậu là Đại Tông Sư sao? Ngô Bình điềm nhiên đáp, có mắt nhìn đấy, lên cảnh giới thần bao lâu rồi? Đối phương nuốt nước bọt, đáp thưa Tông Sư, đã 3 năm rồi ạ. Ngô Bình đáp, thôi anh đi đi. Đối phương cúi đầu hành lễ, tạ ơn Tông Sư, tôi tên là Tạ Cuồng. Nếu sau này Tông Sư có việc cần dùng đến tôi xin cứ gọi vào số điện thoại này. Nói rồi tay vệ sĩ đưa ra một tấm danh thiếp, dùng hai tay đặt trên bàn, sau đó cúi gập người, lui ra ngoài. Mã Tuấn Kiệt sững sờ, gã run run hỏi, cậu là Đại Tông Sư? Chương 417, bại lộ. Mã Tuấn Kiệt hiểu biết khá rộng nên đương nhiên hiểu được thế nào là một Đại Tông Sư. Đó là một nhân vật có cảnh giới tu vi vô cùng cao thâm, hơn đứt tay vệ sĩ của gã. Ngô Bình, Mã Tuấn Kiệt, tôi là tổ trưởng tổ chuyên án của Bộ Công an, tên là Ngô Bình. Tôi tới điều tra vụ án của anh. Mã Tuấn Kiệt kinh ngạc, nói láo. Tôi đâu có liên quan đến vụ án nào kia chứ? Ngô Bình lạnh lùng đáp, anh trong lúc ở nước ngoài đã lừa tiền của rất nhiều nạn nhân trong nước. Giờ là lúc anh trả giá cho những hành động của mình. Mã Tuấn Kiệt giận dữ đáp. Toàn những lời nhảm nhí, cái gì mà lừa đảo, tôi nghe chẳng hiểu gì hết. Ngô Bình cười lạnh, anh có chối thế nào cũng vô ích. Giờ không ai cứu được anh đâu. Dứt lời, Ngô Bình ra tay nhanh như chớp, điểm vào huyệt trên người Mã Tuấn Kiệt. Mã Tuấn Kiệt cứng đơ người, không thể cử động. Cậu muốn làm gì hả? Mặt gã biến sắc, hỏi bằng giọng run rẩy. Ngô Bình đáp, đừng sợ, tôi không giết anh đâu mà lo. Nói rồi, anh thổi bột thôi miên vào mũi Mã Tuấn Kiệt. Sau đó niệm một đoạn chú gì đó. Mã Tuấn Kiệt không có tu vi, ý thức lập tức trở nên mơ hồ, hoàn toàn bị thuật thôi miên khống chế. Mã Tuấn Kiệt, anh ở nước ngoài 2 năm, trong thời gian đó đã lừa đảo bao nhiêu người qua mạng? Lừa được bao nhiêu tiền? Mã Tuấn Kiệt hai mắt chố ra, đáp, đã lừa hơn 3 triệu người, lừa được 65 tỷ tệ. Ngô Bình, vậy bằng chứng anh lừa đảo ở đâu? Mã Tuấn Kiệt, những người tham gia vào tổ chức lừa đảo khá đông. Tôi là người phụ trách sổ sách nên có lưu một quyển sổ cái điện tử. Mỗi lần lừa được bao nhiêu tiền tôi đều ghi trong đó. Ngô Bình, vậy gửi quyển sổ cái điện tử đó vào email cho tôi. Ngoài ra, trước khi ra nước ngoài anh cũng đã lừa không ít người phải không? Mã Tuấn Kiệt đáp, đúng vậy, lừa được vài trăm người, số tiền lừa được khoảng hơn 20 triệu tệ. Ngô Bình, bản lĩnh không tồi đâu, sau này làm sao mà anh quen biết Lý Gia Nông? Mã Tuấn Kiệt, Lý Gia Nông là ông chủ của tôi, ông ta là cổ đông lớn nhất của tổ chức lừa đảo qua mạng tại nước ngoài. Ngô Bình kinh ngạc, Lý Gia Nông cũng tham gia sao? Mã Tuấn Kiệt, đúng vậy, sản nghiệp mấy chục tỷ tôi quản lý đa số là của ông ta. Chúng tôi rửa tiền thông qua các hoạt động đầu tư, tôi kết hôn với con gái ông ta là để thuận tiện cho việc chuyển tiền. Ngô Bình, Lý Gia Nông này xuất thân thế nào? Mã Tuấn Kiệt, ông ta là con rể của trùm xã hội đen nức tiếng Hải Thành Hoàng Thiên Bá. Ngoài mặt thì là làm bất động sản, thực ra là kinh doanh rất nhiều cơ sở bất hợp pháp. Ví dụ như mấy năm trước, ông ta tìm người mở công ty cho vay lãi qua mạng, lừa được mấy triệu người, số tiền lên tới hơn 50 tỷ tệ. Ngô Bình cau chặt mày lại, nếu như vậy, nếu anh động tới Mã Tuấn Kiệt và Lý Gia Nông thì Hoàng Thiên Bá ở đằng sau chắc chắn sẽ ra mặt. Anh không biết nhiều về Hoàng Thiên Bá, cho nên quyết định liên lạc với Diệp Thiên Tông để nghe ngóng về nhân vật này. Sư huynh, anh có biết Hoàng Thiên Bá không? Hoàng Thiên Bá ở Hải Thành đó sao? Diệp Thiên Tông hỏi. Đúng vậy, em đang điều tra một vụ án liên quan đến con rể ông ta. Sư huynh,
có thể xử lý Hoàng Thiên Bá này được không? Ngô Bình hỏi. Diệp Thiên Tông trầm ngâm vài giây rồi đáp, thế lực của Hoàng Thiên Bá rất lớn, còn hơn cả độc Phật trước đây. Muốn trừ khử ông ta thì vô cùng khó, phải có sự hỗ trợ, phối hợp từ nhiều phía. Nhưng nếu chỉ là người của ông ta thì xử lý cũng không vấn đề gì. Ngô Bình, ý sư huynh là em có thể xử lý người của ông ta phải không? Diệp Thiên Tông, trong trường hợp này, Hoàng Thiên Bá chắc chắn sẽ hy sinh con rể mình. Có điều, anh không khuyến khích cậu làm vậy. Ngô Bình cau mày hỏi, vậy cứ thế bỏ qua sao? Có thể để ông ta phải tổn thất một chút, dùng tiền để tránh họa. Ngồi xuống đàm phán so với trực tiếp xử lý người của ông ta thì kết quả cuối cùng cũng gần như nhau. Nhưng cách thứ nhất có thể kết bạn, cách thứ hai sẽ kết thù. Sau cùng, Diệp Thiên Tông chốt lại, đương nhiên cuối cùng làm thế nào cũng là do cậu tự quyết định, đây chỉ là ý kiến cá nhân của anh thôi. Ngô Bình, được rồi sư huynh, em sẽ suy xét cẩn thận. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Băng hỏi anh, thế nào rồi? Ngô Bình đáp, em không ngờ Lý Gia Nông này cũng chẳng trong sạch gì. Ông ta là con rể của Hoàng Thiên Bá. Nếu động tới Mã Tuấn Kiệt thì đương nhiên cũng phải động tới Lý Gia Nông, vậy thì chắc chắn đắc tội với Hoàng Thiên Bá. Bạch Băng tâm trạng hơi trùng xuống, ý em là, Mã Tuấn Kiệt sẽ ung dung sống ngoài vòng pháp luật sao? Ngô Bình, điều này chỉ có thể yên tâm, Mã Tuấn Kiệt thì không thể chạy được rồi. Em chỉ đang suy nghĩ xem có nên động tới cả Lý Gia Nông không thôi. Bạch Băng hỏi, vậy em nghĩ sao? Ngô Bình, nếu làm đúng luật thì đương nhiên phải điều tra cả Lý Gia Nông. Nhưng nếu như vậy thì sẽ rất rách việc, dây mơ dễ má. Em có một cách khác, chính là trực tiếp tìm gặp nói chuyện với Hoàng Thiên Bá, bắt ông ta phải trả một cái giá. Nói đến đây, Ngô Bình quay sang hỏi Bạch Băng, chị thấy thế nào? Bạch Băng đáp, chỉ cần trừng phạt được Mã Tuấn Kiệt thì chị không có yêu cầu nào khác. Ngô Bình cười đáp, chuyện đó thì dễ thôi, lát nữa người của tổ chuyên án sẽ tới. Họ chắc chắn sẽ liên lạc với cấp trên, để cho cấp trên quyết định. Sau đó Ngô Bình tiếp tục bảo Mã Tuấn Kiệt đi tìm những chứng cứ phạm tội khác của gã. Trong đó có cả bằng chứng quan trọng về việc Lý Gia Nông cũng tham gia tổ chức lừa đảo này. Khoảng một tiếng sau, người của đội chuyên án đã đến khách sạn, tất cả khoảng 20 mấy người. Họ mang cả những thiết bị đặc dụng tới. Đội trưởng Ngô, mấy người này thi nhau chào hỏi Ngô Bình. Đi đầu là một người đàn ông trung niên chừng ngoài 40, cắt đầu bằng trông rất nhanh nhẹn, tên là Giả Lượng. Sau khi chuyện trò một hồi, Ngô Bình kể lại tóm tắt tình hình ở đây rồi nói, Giả Lượng, ông thử nói với cấp trên xem việc này nên xử lý thế nào. Giả Lượng nghe xong thì mặt cũng vô cùng trầm tư, lập tức báo cáo với cấp trên. Nửa tiếng sau, Giả Lượng đưa điện thoại cho Ngô Bình. Nói, tổ trưởng, là điện thoại của cậu. Ngô Bình nhận điện thoại, người gọi là Triệu Chính Lệnh. Ông ấy nói, cậu Ngô, sự việc nằm ngoài dữ liệu của chúng tôi. Cấp trên quyết định sẽ xử lý êm thấm chuyện này. Bên này sẽ cử người đi nói chuyện với Hoàng Thiên Bá. Tất cả không nằm ngoài dữ liệu của Ngô Bình, anh đáp, được, tôi chỉ có một yêu cầu, đó là Mã Tuấn Kiệt phải bị trừng phạt. Triệu Chính Lệnh đáp, không vấn đề gì, dù gì cũng chỉ là một con tốt, chết cũng chẳng sao. Ngô Bình, nói như vậy, có lẽ không cần đến đội chuyên án nữa. Triệu Chính Lệnh, không, đội chuyên án phải điều tra đúng theo kế hoạch. Những việc cần làm vẫn phải làm, đó chính là cơ sở để chúng ta đàm phán với Hoàng Thiên Bá. Ngô Bình đáp, được. Cúp điện thoại xong, Ngô Bình giao Mã Tuấn Kiệt cho Giả Lượng, còn anh và Bạch Băng về phòng nghỉ ngơi. Lúc này trời đã tối, Ngô Bình gọi vài món, hai người họ ăn qua loa một bữa. Khoảng 2 giờ sau, Giả Lượng gõ cửa bước vào phòng. Tổ trưởng, cấp trên bảo tôi chuyển lời, báo cáo với cậu bước tiếp theo của kế hoạch, Giả Lượng nói. Ngô Bình gật đầu, ông nói đi. Giả Lượng, vụ án này coi như kết thúc tại đây, cấp trên sẽ tự có sắp xếp. Ngoài ra, tối nay Lý Gia Nông mở tiệc, ông ta hy vọng cậu sẽ đến dự. Ngô Bình nheo mắt lại hỏi, ồ, muốn tôi đến đó sao? Giả Lượng đáp, đúng vậy. Lát nữa hầu sử người tới đàm phán với Hoàng Thiên Bá cũng sẽ tới dự tiệc cùng cậu. Ngô Bình lập tức đáp, tôi không đi đâu, việc này giờ đâu còn liên quan gì đến tôi nữa. Giả Lượng hơi khó xử, đáp, nhưng tổ trưởng Ngô, hầu sử nói cậu buộc phải qua đó. Ngô Bình cười đáp, tôi buộc phải tới đó. Giả Lượng cúi đầu đáp, hầu sử nói vậy đó. Chương 418, ông không đủ tư cách tiếp chuyện tôi. Ngô Bình mặt không cảm xúc. Đáp, hầu sử này bá đạo quá nhỉ, đó là người thế nào vậy? Giả Lượng đáp, hầu sử là tâm phúc của cấp trên.
Ngô Bình cười hi hi đáp, được, vậy tôi đi. Giả Lượng thở phào, Ngô Bình là người của Triệu Chính Lượng, cả hai bên ông ấy đều không thể đắc tội. Ngô Bình nói với Bạch Băng, chị ở lại khách sạn nghỉ ngơi, em ra ngoài một chuyến. Bạch Băng không ngốc, chỉ sợ đây là một bữa tiệc hồng môn, đối phương sẽ gây bất lợi cho Ngô Bình nên cô vội nói, em cẩn thận nhé. Ngô Bình cười đáp, không sao, đợi em về nhé. Bạch Băng ở lại căn phòng đó còn Ngô Bình và Giả Lượng sang một căn phòng khác. Mã Tuấn Kiệt đã bị đưa đi rồi, những tổ viên tổ chuyên án lảng tránh nhìn thẳng vào Ngô Bình. Mặt Ngô Bình không cảm xúc, ngồi trên sofa hút thuốc. 10 phút trôi đi, điện thoại của Giả Lượng rung lên. Ông ấy nghe điện thoại rồi nói với Ngô Bình, tổ trưởng Ngô, hầu sử đang đợi ở đại sảnh. Ngô Bình đáp, vậy sao? Vậy tôi sẽ xuống ngay. Anh chậm rãi đứng dậy, sau đó lại chậm rãi đi ra bên ngoài. Anh không đi thang máy mà đi cầu thang bộ thoát hiểm, hơn nữa còn đi từng bước chậm rãi. Khi xuống tới đại sảnh đã là hơn 10 phút sau. Lúc này một người đàn ông tóc vuốt ngược về sau, khoảng 37-38 tuổi đang đứng ở sảnh chờ anh. Người đàn ông đó cứ một lát lại cúi đầu xem đồng hồ, có vẻ như đang rất vội. Ngô Bình đi ra khỏi cầu thang thoát hiểm, đánh giá người đàn ông trước mặt. Anh ta vẻ mặt bực dọc, miệng lẩm bẩm cằn nhằn gì đó. Nhìn thấy Ngô Bình, anh ta sầm mặt lại, hỏi cậu chính là tổ trưởng Ngô sao? Ngô Bình đáp, là tôi, anh là Hầu Sử. Hầu Sử hừ một tiếng, đáp tổ trưởng Ngô, anh rành ràng quá rồi đấy. Đi từ trên đó xuống đây mà hết 20 phút. Ngô Bình cười đáp, dạo này tôi đang muốn rèn luyện sức khỏe nên quen đi thang bộ, cho nên hơi chậm xíu. Hầu Sử xua tay đáp, thôi bỏ đi, tôi không tính toán với anh nữa. Lập tức đi cùng tôi tới gặp Lý Gia Nông đó, sau đó nhận sai. Hầu Sử còn chưa nói hết thì Ngô Bình đã ôm bụng, xin lỗi nha, tôi sắp không nhịn được nữa rồi. Tôi phải đi giải quyết, nói rồi anh vội vã ấn thang máy, quay về phòng đi vệ sinh. Hầu Sử ngơ ngác đứng đó, tức đến nỗi dậm chân xuống đất rồi gầm lên, anh đi nhanh lên. Ngô Bình ấn thang máy lên tầng trên cùng, anh lên tới nơi, châm một điếu thuốc hút, sau đó gọi cho Triệu Chính Lệnh. 3 giây sau Triệu Chính Lệnh đã nghe điện thoại, Ngô Bình nói, Triệu Chính Lệnh, ông có ý gì vậy? Triệu Chính Lệnh cười ha ha đáp, cậu Ngô, cậu đang nói đến chuyện gặp mặt Lý Gia Nông sao? Đó là ý của cấp trên, mặc dù tôi phản đối nhưng không có tác dụng gì. Ngô Bình đáp, ai cũng biết tôi là người sờ gáy Mã Tuấn Kiệt, Lý Gia Nông có thể niềm nở với tôi được hay sao? Các người định bán đứng tôi à? Triệu Chính Lệnh im lặng một lát rồi đáp, cậu Ngô, tôi rất xin lỗi về việc này. Tôi nghe nói bên cạnh Lý Gia Nông có một cao thủ, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho cậu. Bữa tiệc này cậu tốt nhất đừng đi thì hơn. Ngô Bình đáp, đi thì vẫn phải đi, nếu không ông ta sẽ nghĩ tôi sợ ông ta. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, nếu tối nay tôi đánh chết vài người thì không vấn đề gì chứ. Triệu Chính Lệnh đáp, việc giang hồ do thần võ ti quản lý. Tôi hiểu rồi, Ngô Bình lập tức cúp điện thoại. Sau khi hút thuốc xong, anh thong thả đi xuống dưới sảnh. Phải 30 phút sau anh mới xuống đến nơi. Mặt Hầu Sử lúc này đã tối sầm lại, anh ta trầm giọng hỏi, tổ trưởng Ngô, bụng cậu hết đau chưa? Ngô Bình cười đáp, dễ chịu hơn nhiều rồi. Hầu Sử hừ một tiếng, đáp, lên xe đi, lái xe chờ chúng ta cả nửa ngày rồi đấy. Hai người họ lên xe, Hầu Sử cũng không bắt chuyện với Ngô Bình, hai người không ai nói với ai câu nào. Nửa tiếng sau, chiếc ô tô đi vào khuôn viên của một khu đô thị xa hoa ở Hải Thành tên là Tử Kim Viên. Nơi này được xây dựng từ 10 năm trước, đến nay giá của mỗi mét vuông đất ở đây đều lên tới hơn 200.000 tệ. Căn biệt thự nhỏ nhất cũng có diện tích hơn 1.000 mét vuông, một số căn biệt thự xa hoa nhất thì giá lên tới hơn 1 tỷ tệ. Chiếc ô tô dừng lại ở đằng trước một căn biệt thự phong cách châu Âu sang trọng. Hầu Sử xuống xe trước. Sau đó cười tươi như hoa vẫy tay với một người thanh niên đang đứng cách đó không xa. Qua cửa xe ô tô, Ngô Bình nhận ra đó chính là Mã Tuấn Kiệt. Thuật thôi miên của anh đã bị phá. Mã Tuấn Kiệt cười nói, Hầu Sử, anh cuối cùng cũng tới. Hầu Sử cười ha ha đáp, cậu Mã, để cậu chờ lâu rồi, sau đó anh ta quay lại nhìn Ngô Bình với vẻ hằn học. Ngô Bình bước xuống xe, lạnh lùng đáp, Mã Tuấn Kiệt, anh không nên quay lại đây. Kẻ thù gặp lại. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa. Mã Tuấn Kiệt cười lạnh, họ Ngô kia, có phải cậu rất ngạc nhiên không? Tốn biết bao công sức, cuối cùng cũng chẳng làm gì được tôi. Giờ cảm giác thế nào? Ngô Bình đáp, anh sai rồi.
nếu anh ngoan ngoãn ngồi tù thì sẽ sống được thêm vài năm nữa. Còn bây giờ thì anh sẽ không sống nổi qua đêm nay. Mã Tuấn Kiệt sững người, nói vớ vẩn gì thế hả? Tôi nói cho cậu biết, tôi không chỉ sống sót qua đêm nay mà sẽ còn sống đến trăm tuổi. Ngô Bình, cứ đợi xem. Hầu Sử ho một cái, sau đó trách móc Ngô Bình, đội trưởng Ngô, mong anh lịch sự với cậu Mã một chút. Cậu ấy là thương nhân có tiếng. Ngô Bình đột nhiên giơ tay tát cho Hầu Sử một cái ngã ra đất rồi lạnh lùng đáp, tôi cho phép anh nói sao. Hầu Sử bị tát cho đơ cả người, đầu ong ong, một lúc lâu chưa hoàn hồn. Đợi khi tỉnh táo hơn một chút, anh ta mới nổi điên lên, cậu dám đánh tôi, cậu biết. Im miệng. Ngô Bình nhìn anh ta trừng trừng, Hầu Sử đột nhiên như gặp ảo giác, cảm thấy xung quanh mình là vực sâu vạn trượng. Anh ta sợ hãi hét lên một tiếng rồi co rúm người lại, đũng quần ướt một mảng. Mã Tuấn Kiệt sợ quá lùi về sau mấy bước, cau mày nói, họ Ngô kia, đến Hầu Sử mà cậu cũng dám đánh. Không sợ cấp trên phạt hay sao? Ngô Bình cười lạnh, đó là việc của tôi, anh không cần quan tâm. Sau đó anh còn đá thêm cho Hầu Sử một cái. Ảo giác ban nãy đã biến mất, Hầu Sử nhìn Ngô Bình với vẻ sợ sệt, không dám ho he gì nữa. Mã Tuấn Kiệt hít một hơi lạnh rồi nói, mời. Ngô Bình đi vào phòng khách, lúc này bên trong có ba người. Người ngồi trên là một người đàn ông có vẻ thâm trầm, không thể đoán ra tuổi. Mặt ông ta vừa gầy vừa dài, đôi lông mày nhíu chặt lại và đôi mắt hình tam giác khiến mặt ông ta nhăn như thể đang khóc. Bên cạnh ông ta có một người đàn ông trung niên nữa. Ngô Bình từng thấy ảnh người đàn ông này nên anh biết đó là Lý Gia Nông. Ở bên tay trái Lý Gia Nông có một người đàn ông da đen, chừng hơn 50 tuổi. Người đó mặt tròn, mày đậm mắt to, tóc rất ngắn, một tay để trần. Vừa nhìn là biết người này là cao thủ. Mã Tuấn Kiệt đi tới bên cạnh Lý Gia Nông, nói nhỏ, bố, đây chính là Ngô Bình. Lý Gia Nông nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt thù địch, lạnh lùng hỏi, cậu chính là Ngô Bình. Dám động tới người của tôi, ai cho cậu lá gan đó? Lý Gia Nông này không hề khách sáo, vừa gặp đã mắng thẳng mặt Ngô Bình. Ngô Bình nhìn Lý Gia Nông, đáp ông không đủ tư cách nói chuyện với tôi, nói rồi anh nhìn về phía người đàn ông với gương mặt u ám ban nãy. Lý Gia Nông tức quặn cả ruột, nghiêng đầu về phía người đàn ông Ngô Bình đang nhìn. Người đàn ông đó hừ một tiếng, nói quả không hổ là truyền nhân của Đông Phật. Trước mặt tôi mà khẩu khí vẫn lớn đến vậy. Ngô Bình, ông chính là Hoàng Thiên Bá. Người đàn ông đó chính là Hoàng Thiên Bá, ông ta ung dung đáp, nghe nói Đông Phật tiên sinh đã tu luyện đến cảnh giới địa tiên, quả là một thành tựu đáng chúc mừng. Ngô Bình, những lời thừa thãi thì khỏi nói. Các người tìm tôi có mục đích gì? Hoàng Thiên Bá cười hi hi đáp, tôi đây đang muốn hỏi ai cho cậu lá gan mà dám động tới người của tôi. Cho dù là sư phụ cậu cũng phải nể tôi ba phần, cậu nghĩ mình là cái thá gì hả? Chương 419, tôi có thể thay đổi số phận của ông. Ngô Bình ha ha cười đáp, tu vi của ông chẳng cao, vậy mà chém gió giỏi thật đấy. Nếu sư phụ tôi mà ở đây thì ông có dám ho he thế không? Cậu, Hoàng Thiên Bá giận tím mặt, dù gì ông ta cũng là cao thủ tiên thiên, ông trùm xã hội đen ở Hải Thành, vậy mà lại bị Ngô Bình nói như vậy. Ngô Bình lạnh lùng nói, Hoàng Thiên Bá, những điều kiện các người bàn bạc trước đó hoàn toàn vô nghĩa. Nếu ông muốn an toàn lành lặn thì phải đàm phán với tôi. Tôi bảo ông sống thì ông được sống, nếu bảo ông chết thì ông sẽ phải chết. Hoàng Thiên Bá không khỏi bật cười đáp, cậu bảo tôi chết thì tôi phải chết sao? Cậu nghĩ cậu là ai kia chứ? Ngô Bình lạnh lùng đáp, là người có thể thay đổi số mệnh của ông. Hoàng Thiên Bá cau mày, đàn ba thượng sư, dạy thằng nhóc ngông cuồng này cách làm người đi. Cao thủ kia đứng dậy, ấn trưởng chuyển thành màu đỏ máu, gương mặt càng lúc càng đen lại, mắt cũng đỏ ngầu như máu. Người này đang khai triển một loại cung phu kỳ môn của Mật Tông, gọi là huyết thủ ấn. Đàn ba thượng sư này tu vi cao thâm, mạnh không kém gì Hoàng Bá Thiên. Ông ta bước tới gần Ngô Bình, khí thế bức người. Ngô Bình mặt không cảm xúc, lạnh lùng đáp, tôi khuyên ông không nên động tay với tôi. Đàn ba thượng sư không mảy may để tâm đến lời Ngô Bình, tiếp tục tới gần. Khoảng cách dần thu hẹp lại, còn 10 bước rồi 5 bước. Đột nhiên, Ngô Bình di chuyển trước, nhanh như điện xẹt, tung một chưởng về phía đối phương. Anh dùng tuyệt kỹ của chùa Đại Thiền Kinh lôi chưởng. Ngô Bình lao tới, đàn ba thượng sư như thể nhìn thấy một tia sét từ trên không trung sắp giáng xuống mình. Ông ta bất giác run rẩy, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Đó chính là hiệu ứng thao túng tâm lý mà Ngô Bình làm được sau khi tu luyện thần niệm.
khi anh tấn công vào thần trí của những đối tượng không luyện thần niệm thì sẽ có lợi thế áp đảo tuyệt đối. Đoàng! Đan ba thượng sư còn chưa kịp phản ứng thì đã bị trưởng của Ngô Bình đánh trúng. Trưởng này có bốn loại sát thương là sụp đổ, cắt đứt, giật điện và nổ tung, cùng lúc tấn công vào đối phương. Ở vị trí đan ba thượng sư bị đánh trúng, quần áo nát bươm, lục phủ ngũ tạng cũng bị đánh dập. Sau khi ngã xuống đất, đan ba thượng sư phun ra một ngụm máu. Ông ta nhìn Ngô Bình bằng vẻ mặt không thể ngờ tới. Kinh lôi trưởng của Ngô Bình chỉ có thể đánh cho ông ta bị thương chứ chưa chết ngay được. Hoàng Thiên Bá bật dậy ngay lập tức, vẻ mặt không thể tin nổi. Đan ba thượng sư này sức mạnh không kém gì ông ta, mấy năm nay đều đi theo ông ta phụ trách những việc cần dùng đến vũ lực. Sao có thể bại dưới tay Ngô Bình chỉ với một chiêu như vậy chứ? Ngô Bình rảo bước về phía Hoàng Thiên Bá, nói, giờ ông có hai lựa chọn. Một là đàm phán lại với tôi, hai là tôi đánh chết ông. Hoàng Thiên Bá vẻ mặt vô cùng khó coi. Ông ta tính tới tính lui mà không thể tính tới việc Ngô Bình lại mạnh như vậy. Vốn ông ta muốn sỉ nhục anh một trận, sau đó phế tu vi của anh để chút giận. Nhưng nào ngờ Ngô Bình lại đảo ngược tình thế. Ngô Bình càng lúc càng đến gần, quyền ý của anh lúc ẩn lúc hiện khiến Hoàng Thiên Bá như rơi xuống tận cùng tuyệt vọng. Hoàng Thiên Bá hỏi, cậu là Đại Tông Sư sao? Ngô Bình đáp, cho ông 5 giây suy nghĩ, hoặc là đàm phán, hoặc là chết. Hoàng Thiên Bá thở dài đáp, tôi nhận thua. Chiến thắng thuộc về kẻ mạnh. Lúc này, Ngô Bình có sức mạnh đủ để giết hết tất cả đám người ở đó nên Hoàng Thiên Bá đành nhận thua. Có được quyền lực và địa vị như ngày hôm nay đối với ông ta không phải chuyện đơn giản, ông ta không muốn chết lãng xẹt như vậy, được sống là quan trọng nhất. Ngô Bình đứng cách ông ta 2 mét, lạnh lùng nói, tôi nói, ông nghe. Thứ nhất, Mã Tuấn Kiệt chắc chắn phải bị trừng phạt. Thứ hai, ông phải đưa một nửa lợi nhuận hàng năm cho tôi. Hoàng Thiên Bá cau mày đáp. Nhưng tôi đã đồng ý với người ở Bộ Công an, mỗi năm sẽ cho ông ấy 1/10 lợi nhuận. Giờ cậu lại đòi một nửa, không phải quá đáng lắm hay sao? Ngô Bình lạnh lùng đáp, đó là việc của ông. Hoàng Thiên Bá sầm mặt lại, hỏi còn gì nữa không? Ngô Bình, toàn bộ tài sản của Lý Gia Nông sang tên cho tôi. Lý Gia Nông nhảy lên, quát cậu nói gì hả? Sao cậu dám làm vậy? Bốp! Hoàng Thiên Bá tát cho Lý Gia Nông một cái ngã nhào ra đất. Giận dữ nói, tao cho mày nói chưa? Lý Gia Nông ôm mặt, vô cùng ấm ức nhưng không dám mở miệng ho he gì. Trước mặt ông bố vợ này, ông ta giống như một đứa cháu trai chưa bao giờ dám cãi lời. Hoàng Thiên Bá trầm giọng nói, Ngô Đại Tông Sư, giờ cậu nói thế nào cũng đúng, nhưng sau này thì sao? Giờ cậu giết được tôi không có nghĩa sau này cũng thế. Ngô Bình nhìn ông ta, đáp, đừng nói giờ ông chỉ là một cao thủ tiên thiên, cho dù ông có là võ thần. Địa tiên thì tôi cũng có cách lấy cái mạng chó của ông. Hoàng Thiên Bá đen mặt, Ngô Đại Tông Sư, tôi không phục. Ngô Bình, ồ, vậy phải làm sao thì ông mới phục? Hoàng Thiên Bá đáp, Mã Tuấn Kiệt chỉ là một con kiến nhỏ, giờ có thể xử lý ngay. Gia sản của Lý Gia Nông tôi cũng có thể cho cậu. Nhưng bảo tôi mỗi năm đưa cho cậu một nửa thu nhập thì tôi không làm được. Cho dù sau lưng cậu là thần võ ti thì cũng không có tư cách yêu cầu tôi làm vậy. Muốn khiến Hoàng Thiên Bá này phục thì phải chứng minh bằng thực lực. Ngô Bình cười lạnh, ông muốn xem thực lực gì hả? Hoàng Thiên Bá đáp, ở Hải Thành này không phải chỉ có mình tôi làm mưa làm gió mà còn có 4 nhân vật khác cạnh tranh. Trong đó Tiêu Thiên Kỳ là đối thủ mạnh nhất, nếu cậu có thể ép Tiêu Thiên Kỳ ra khỏi Hải Thành này thì tôi Hoàng Thiên Bá sẽ tâm phục khẩu phục. Ngô Bình phì cười đáp, Hoàng Thiên Bá ông biết tính toán thật đấy. Nếu tôi đuổi Tiêu Thiên Kỳ đi thì ông sẽ chiếm địa bàn của ông ta. Sau đó lấy nguồn lợi từ đó chia cho tôi. Nếu vậy thì tôi còn cần ông làm quái gì nữa? Hoàng Thiên Bá, Ngô Đại Tông Sư, không thể nói vậy được. Cho dù cậu có đuổi được Tiêu Thiên Kỳ đi thì cậu cũng không thể nắm được địa bàn của ông ta, nhưng tôi thì có thể. Chỉ cần ông ta cuốn gói khỏi nơi này thì địa bàn của tôi sẽ rộng gấp đôi. Ngô Bình lắc đầu, xem ra, không cho ông mở mang chút tầm mắt thì ông sẽ không cam tâm. Nói rồi. Đột nhiên anh quát lên một tiếng khiến Hoàng Thiên Bá giật mình, bất giác nhảy lên. Đột nhiên, toàn thân ông ta run rẩy, trong đầu vọng lên tiếng niệm chú vô cùng cổ quái. Ngô Bình đang thi triển một môn pháp được ghi lại trên phiến ngọc, gọi là khối lũy thuật. Khối lũy thuật này phải có thần niệm mới luyện được, môn pháp này có thể hoàn toàn khống chế một người, biến người đó thành một con rối. Hiện giờ thần niệm của Ngô Bình vẫn chưa đủ mạnh, vẫn cần dùng các phương pháp bổ trợ khác. Thế nên
anh âm thầm búng một ít bột thuốc có tác dụng thôi miên vào mũi đối phương. Hoàng Thiên Bá càng lúc càng sợ hãi, mà càng sợ hãi thì ý thức càng mất tự chủ. Một giây sau, ông ta như rơi vào trạng thái hoang tưởng, mặt cũng thộn ra. Khi Ngô Bình niệm loại chú này, cơ thể cũng vô cùng mệt mỏi như bị vắt cạn sức lực. Hai chân anh mềm nhũn, mồ hôi bắt đầu túa ra. Nhưng Ngô Bình không thể hiện ra ngoài mà chỉ điềm nhiên quát lên một tiếng, Hoàng Thiên Bá. Hoàng Thiên Bá dùng mình một cái, đôi mắt lúc này mới trở nên có hồn trở lại. Ông ta nhìn về phía Ngô Bình. Ngô Bình nói, từ nay trở đi, tôi là chủ nhân của ông phải phục tùng mọi mệnh lệnh của tôi. Vâng thưa chủ nhân, Hoàng Thiên Bá lập tức quỳ sụp xuống đất, cung kính đáp. Ai nấy đều sững sờ, chuyện gì thế này? Lý Gia Nông há hốc miệng không thể tin nổi. Mã Tuấn Kiệt thì càng sợ hãi hơn nữa, đứng như trời trồng không dám cử động. Những việc này vượt quá sức tưởng tượng và hiểu biết của gã. Hầu Sử giọng run run, nói, Ngô, tổ trưởng Ngô, cậu. Ngô Bình chẳng buồn quay đầu lại, đáp anh có thể cút khỏi đây rồi. Về nói với sếp của anh, tôi không muốn làm kẻ thù của ông ta. Bảo ông ta sau này tốt nhất đừng động đến tôi nữa. Vâng, tôi nhất định sẽ chuyển lời, Hầu Sử vội vã đáp rồi chạy thật nhanh ra ngoài như thể sợ Ngô Bình đuổi theo tóm lại. Chương 420, lật ngược tình thế. Ngô Bình ngồi xuống phía đối diện, hỏi, Hoàng Thiên Bá, hôm nay ông gọi tôi tới đây có mục đích gì? Hoàng Thiên Bá, sếp lớn ở bộ công an kia cảm thấy trông cậu rất chướng mắt nên mới nhờ tôi ra tay trừ khử cậu. Ngô Bình, chuyện này Triệu Chính Lệnh có biết không? Có lẽ là không, ông ấy cũng không tham gia cuộc đàm phán của chúng tôi, Hoàng Thiên Bá đáp. Ngô Bình cau mày, vậy thì thật kỳ lạ, tôi và người đó còn chưa từng gặp mặt. Tại sao ông ta lại muốn đối phó với tôi? Hoàng Thiên Bá, tôi nói chuyện với người đó qua điện thoại, nghe thì có vẻ ông ta có thù với nhà họ Triệu. Cậu lại quá thân với nhà họ Triệu khiến ông ta sinh cảnh giác. Ngô Bình gật đầu đáp, vậy cứ xử lý Mã Tuấn Kiệt trước đi. Kẻ đó đã muốn đối phó với anh, vậy đương nhiên anh cũng sẽ không khách sáo. Anh sẽ cho Mã Tuấn Kiệt bốc hơi khỏi cõi trần, đối phương đừng hòng nhận được dù chỉ một xu. Hoàng Thiên Bá liền gọi thuộc hạ đưa Mã Tuấn Kiệt xuống dưới. Mã Tuấn Kiệt mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy không nói nổi một chữ rồi cứ thế bị kéo xuống dưới. Lý Gia Nông lúc này đột nhiên quỳ sụp xuống đất, cầu xin, xin Đại Tông Sư tha mạng. Ngô Bình lạnh lùng đáp, tôi đâu nói sẽ giết ông. Tôi cho ông một tháng, chuẩn bị cho tôi 50 tỷ tệ. Lý Gia Nông vẻ mặt khổ sở đáp, Đại Tông Sư, số tiền đó tôi thực sự không kiếm đủ. Ông ta không nói dối, mặc dù số liệu trên tài khoản là ông ta sở hữu hơn 100 tỷ nhưng thực tế thì có khi trong tay còn chưa có nổi 30 tỷ tệ. Hoàng Thiên Bá, chủ nhân. Lý Gia Nông là con rể tôi, là người khá có năng lực. Tôi nghĩ so với việc tịch thu toàn bộ gia sản của nó thì thà bảo nó mỗi năm nộp một phần lợi tức. Dòng tiền như vậy tích lại sẽ có lợi hơn nhiều. Ngô Bình nghĩ ngợi một lát rồi đáp, cũng đúng. Sau đó anh nói với Lý Gia Nông, từ năm nay trở đi, mỗi năm nộp cho tôi 5 tỷ. Lý Gia Nông thở phào, số tiền này đối với ông ta thì không thành vấn đề nên ông ta vội vã đáp, tạ ơn Đại Tông Sư. Ngô Bình, các ông kê khai lại các hạng mục kinh doanh của mình rồi mang tới cho tôi xem. Hoàng Thiên Bá, tôi có một mục lục, để tôi lập tức sai người mang tới. Hoàng Thiên Bá gọi một cuộc điện thoại, chưa tới nửa tiếng sau là một cuốn sổ dày đã đến tay Ngô Bình. Lý Gia Nông cũng có một cuốn sổ tương tự giao lại cho Ngô Bình. Ngô Bình lật cuốn sổ ra thì phát hiện tiền mà Hoàng Thiên Bá kiếm được trước đây ít nhất phải thất thoát 40%. Mà người hưởng 40% này là hơn 10 vị quan chức lãnh đạo có máu mặt. Tình hình của Lý Gia Nông thì đỡ hơn một chút, tiền của ông ta chỉ cần chia cho Hoàng Thiên Bá vì ông ta là tay chân, đi làm việc cho Hoàng Thiên Bá. Sau khi xem xong, Ngô Bình hỏi, 40% này không cho đám người kia có được không? Hoàng Thiên Bá lắc đầu, không được, phải cung phụng mấy vị Bồ Tát sống đó, thiếu một người thôi tôi cũng sẽ gặp rắc rối. Cũng là vì có họ bảo hộ nên tôi mới sống được đến giờ. Ngô Bình đáp, tạm thời cứ vậy đi, nhưng còn kẻ ở trong bộ công an kia, một xu cũng không được cho. Hoàng Thiên Bá, chủ nhân, như vậy sợ rằng ông ta sẽ báo thù chúng ta. Ngô Bình cười lạnh, báo thù, mười mấy người trong cuốn sổ này làm gì có ai yếu thế hơn ông ta. Ông nói với họ sẽ cho mỗi người thêm 5% lợi nhuận nữa. Hoàng Thiên Bá đáp, như vậy thì có thể được. Đặt quyển sổ xuống, Ngô Bình nhìn sang Đan Ba Thượng Sư. Hỏi, thượng sư cảm thấy thế nào rồi? Đan Ba Thượng Sư vẫn còn đang thổ huyết,
nãy giờ ngồi tự vận công cố gắng chữa thương. Đan Ba thượng sư đáp, đại tông sư mạnh đến kinh người, Đan Ba rất khâm phục. Ngô Bình đáp, lát nữa tôi sẽ giúp ông trị thương. Ông có thể tiếp tục làm việc cho Hoàng Thiên Bá, đãi ngộ không đổi. Thực ra đối với Đan Ba, làm việc cho ai không quan trọng. Quan trọng nhất là nhận được phần lợi tức tương xứng với công sức mình bỏ ra nên ông ta lập tức gật đầu đồng ý. Tiếp đó, Ngô Bình dùng chân khí tím để trị thương cho Đan Ba. Người là do anh đả thương nên chữa thương cũng khá thuận tay. Đan Ba nhanh chóng ngưng thổ huyết. Sau khi chữa xong cho Đan Ba, anh nói, mọi việc vẫn như cũ, có chuyện gì thì cứ báo cho tôi bất cứ lúc nào. Vâng thưa chủ nhân, Hoàng Thiên Bá đáp. Tôi về trước đây, Ngô Bình xua xua tay rồi rời khỏi nhà họ Lý. Về đến khách sạn thì đã tờ mờ sáng, Bạch Băng vẫn chưa ngủ, vẫn thức đợi Ngô Bình về. Nghe tiếng chuông cửa, Bạch Băng vội vã mở cửa thì thấy Ngô Bình đã đứng đó rồi. Tạ ơn trời đất, em không sao, Bạch Băng thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. Ngô Bình cười đáp, em thì có chuyện gì được chứ? Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa? Bạch Băng hỏi. Ngô Bình, Mã Tuấn Kiệt sẽ bị trừng trị thích đáng, kẻ đứng sau anh ta cũng đã phải trả giá. Chị à, sáng mai chúng ta đi mua sắm, chiều về huyện Minh Dương nhé. Bạch Băng vui vẻ gật đầu, được. Đêm đó, Ngô Bình tiếp tục luyện thần niệm, Hạo Thần Đan vẫn còn tác dụng nên anh phải nhân cơ hội này để tu luyện. Bạch Băng ngủ trong một căn phòng khác, cô trằn trọc mãi đến tận sáng mới nặng nề ngủ thiếp đi. Bạch Băng ngủ một mạch đến hơn 10 giờ sáng. Sau khi tỉnh dậy, cô phát hiện Ngô Bình đang ngồi bất động trong phòng khách. Ngô Bình, em đang làm gì vậy? Ngô Bình mở mắt, cười đáp, em đang thiền. Bạch Băng, để chị đi sửa soạn một lát rồi chúng ta đi ăn đã nhé. Con gái trang điểm rất mất thời gian, đợi đến khi hai người có thể ra khỏi nhà thì đã gần 11 rưỡi. Họ ăn uống ở khách sạn, sau đó cùng nhau đi tới quảng trường Kim Đỉnh của Hải Thành. Quảng trường Kim Đỉnh rất nổi tiếng ở Hải Thành, bên trong có vô số hàng hiệu. Tất cả những món hàng hiệu xa hoa đắt đỏ nhất thế giới có thể tìm thấy ở đây. Mỗi ngày doanh thu của nó phải vượt hàng trăm triệu tệ, còn doanh thu hàng năm thì 30-40 tỷ tệ. Đến nơi, Bạch Băng có chút lấn cấn nói, đồ ở đây đắt lắm, chúng ta ra chỗ khác đi. Ngô Bình cười đáp, chị à, giờ chị đã là phú bà có hàng chục triệu tệ, cứ thoải mái chút đi. Bạch Băng thở dài, chị vẫn thấy đắt. Ngô Bình đành kéo tay Bạch Băng đi thẳng vào bên trong, nói, nhanh nào, thẻ của em sắp hết hạn rồi. Lên tới tầng 3, họ vào tới cửa hàng của hãng đồng hồ Patek Philippe, người phục vụ lịch sự bước tới hỏi, anh chị muốn tìm món đồ nào ạ? Ngô Bình, chúng tôi muốn xem đồng hồ nữ. Người bán hàng cười đáp, được, chúng tôi mới nhập rất nhiều mẫu mới. Để tôi giới thiệu cho các vị. Người bán hàng nhiệt tình giới thiệu, mỗi chiếc đồng hồ ở đây trung bình có giá mấy trăm nghìn tệ. Loại đắt nhất còn lên tới mấy triệu tệ. Bạch Băng nhìn mà hoa cả mắt, nhất thời không biết chọn cái nào. Họ đang xem đồng hồ thì một nam một nữ bước vào cửa hàng. Người đàn ông cỡ 35-36 tuổi, mặc bộ vest màu xám nhạt, toàn là hàng hiệu. Cô gái kia thì chừng 25-26, ăn mặc rất thời thượng, nhan sắc cũng được chừng 8 điểm. Anh yêu à, mai là sinh nhật em muốn tự chọn quà, cô gái kia nũng nịu. Người đàn ông cười đáp, cục cưng à, anh cho em ngân sách 300.000 tệ, trong khoảng đó thì em chọn thoải mái. Cô gái kia rất vui mừng đáp, anh yêu à, cảm ơn anh. Nghe giọng nói này, Bạch Băng hơi sững lại, cảm giác hơi quen quen. Cô quay người lại thì cả hai bên cùng đứng hình. Giây tiếp theo, cô gái kia nhếch miệng cười mỉa mai, đây không phải hoa khôi Bạch Băng của trường ta hồi trước sao. Lâu quá không gặp, người đàn ông bên cạnh cô ta nhìn Bạch Băng, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh. Anh ta cười nói, cục cưng, đây là bạn em sao? Cô gái kia đáp, đúng vậy, bọn em là bạn đại học, từng ở cùng ký túc xá. Người đàn ông kia lập tức đi tới, muốn bắt tay Bạch Băng, xin chào, tôi là Thôi Thừa Chí. Bạch Băng còn đang do dự không biết có nên chia tay ra không thì Ngô Bình đã đưa tay ra trước, xin chào, tôi là Ngô Bình. Thôi Thừa Chí miễn cưỡng bắt tay Ngô Bình sau đó vội vã bỏ ra, nói, vinh hạnh được gặp. Bạch Băng định thần lại rồi nói, Nhan Duyệt, lâu rồi không gặp. Đúng vậy, chúng ta không liên lạc kể từ sau khi tốt nghiệp, Nhan Duyệt nhìn Bạch Băng, vẻ mặt như cười như không rồi nói tiếp, nghe nói cậu bị bạn trai lừa mất hơn 1 triệu tệ, sau đó đã chuyển về quê làm việc. Cô ta đang cố tình sát muối vào nỗi đau của Bạch Băng. Vẻ mặt Bạch Băng đã hơi khó chịu,
Cô đáp, tiền tôi bị lừa đã đòi lại được rồi, hơn nữa làm việc ở đó khá yên bình. Chẳng có gì không tốt cả. Cũng phải, ở dưới quê cái gì cũng rẻ, rất hợp với loại người như cậu. Đây là bạn trai cậu sao, cô ta hỏi rồi nhìn sang Ngô Bình. Bạch Băng do dự một lát rồi đáp, đúng vậy, bạn trai tôi tên Ngô Bình. Ngô Bình chìa tay ra, xin chào. Nhan Duyệt không đưa tay ra mà lạnh lùng nói, xin lỗi, tôi không bắt tay với người nhà quê. Chương 421, lời khó nghe của kẻ ác. Ngô Bình thoáng cau mày, cô ả này đúng là sắc sược. Hàng lông mày xinh đẹp của Bạch Băng hơi nhíu lại. Cô ấy nói với Ngô Bình, chúng ta qua chỗ khác xem đi. Bạch Băng thật sự không muốn ở cùng một nơi với Nhan Duyệt quá lâu. Đừng đi vội thế, Nhan Duyệt cười nói, đã đến rồi mà không mua gì sao. Trong ấn tượng của Nhan Duyệt, Bạch Băng chẳng phải là người giàu có. Đặc biệt là sau khi bị Mã Tuấn Kiệt lừa cả triệu bạc, Bạch Băng còn nợ nần chồng chất. Về phần Ngô Bình, cô ả cũng nghĩ anh là kẻ nhà quê. Không phiền cậu bận tâm, Bạch Băng hờ hững đáp. Cô ấy biết người phụ nữ này ác độc đến mức nào. Nếu còn nán lại, chắc chắn Bạch Băng sẽ bị cô ả dùng lời sỉ nhục. Nhan Duyệt cười ha hả, cũng phải. Đồ ở đây đắt như thế, cậu chẳng mua nổi đâu, cùng lắm là đến đây ngắm cho thỏa lòng thôi. Không sao, tôi có thể cho cậu mượn tiền, mua cái đồng hồ rẻ nhất. Không cần đâu, cảm ơn, giọng Bạch Băng đã lạnh đi. Cô ấy kéo Ngô Bình rời khỏi đó. Lúc đi ngang Nhan Duyệt, cô ả bỗng thất thanh kêu lên. Vừa che túi sách vừa nói, Bạch Băng, cậu đừng trộm tiền của tôi đấy. Ngô Bình vẫn luôn nín nhịn, lúc này anh không kiềm chế được nữa, lạnh lùng hỏi lại, cô nói gì hả? Nhan Duyệt vừa kinh ngạc, là bạn trai của Bạch Băng mà anh không biết ư. Hồi đại học, cô ta từng trộm tiền của bọn tôi đấy. Ngô Bình nhíu mày, nói vớ vẩn, Bạch Băng tuyệt đối không trộm đồ người khác. Nhan Duyệt cười khẩy, cô ta mà có nhân phẩm tốt ấy hả? Ba người trong phòng ký túc xá chúng tôi đều từng bị cô ta trộm tiền đấy. Anh không tin thì tôi có thể gọi điện cho hai người kia. Đủ rồi, Bạch Băng cũng không nhịn được nữa, giận dữ nói, rõ ràng các người vu oan cho tôi. Vu oan, sao bọn tôi không vu oan người khác mà lại chỉ vu cho cậu chứ? Nhan Duyệt cười khẩy, trộm là trộm, cậu rảo biện cũng vô ích. Bạch Băng giận run người, nỗi nhục nhiều năm về trước lại quay về khiến cô ấy lập tức đỏ hoe mắt. Phải cố kiềm chế mới không bật khóc. Ngô Bình nói nhẹ tênh, Bạch Băng bảo các cô vụ oan thì chắc chắn là vậy. Xem ra cô chẳng phải hạng tốt lành gì. Nhan Duyệt ngẩn ra, lập tức nổi cáu, anh nói gì cơ? Tôi không phải hạng tốt lành gì. Anh là cái thá gì mà dám nói tôi như thế? Đứng bên cạnh cô ả, thôi Thừa Chí sầm mặt nói, chú ý lời nói đi, Băng không thì đây không khách sáo đâu. Ngô Bình chẳng có cảm xúc gì, không khách sáo. Anh có thể thử. Gã cười khẩy, oát con, có biết tay anh chị của khu vực này là ai không? Là anh họ của tao đấy. Ngô Bình đáp, thế à? Vậy anh phải gọi tôi là ông nội rồi, vì dân anh chị ở nơi này đều là cháu của tôi cả. Người đàn ông nọ ngẩn ra, giận dữ quát, dám nói anh Nghiêu là cháu mày. Được, mày có giỏi thì đứng đây chờ đi, đừng có chạy. Gã lập tức chạy đi gọi điện, chắc là gọi cho người anh họ kia. Bạch Băng hơi lo. Khẽ kéo tay Ngô Bình rồi khẽ lắc đầu, ý bảo mau đi thôi. Ngô Bình cười bảo, yên tâm, hai con ruồi nhặng này, em phẩy tay là đập chết được ngay. Chúng ta cũng đã đến đây rồi, chọn một cái đồng hồ đi. Nghe anh mỉa mai, Nhan Duyệt nổi trận lôi đình, nói là ai là ruồi nhặng đấy hả? Ngô Bình trả lời, nói cô. Nhan Duyệt tái cả mặt, quát tháo, đợi đấy, bạn trai tôi mà gọi anh họ đến đây thì anh xong đời. Anh mặc kệ cô à? Bước đến quầy, anh chỉ vào một chiếc đồng hồ vàng hồng nạm 365 viên đá quý vô cùng tinh xảo và sang trọng, đoạn nói thử chiếc này nhé. Đứng gần đó, Nhan Duyệt cười khẩy, không mua nổi thì đừng thử lung tung. Nhỡ làm hỏng thì các người không đủ tiền đền đâu. Ngô Bình thấy cô ả rất phiền, lạnh lùng nói, tôi mua chiếc đồng hồ này tặng Bạch Băng. Bạn trai cô có chịu mua cho cô không? Nhan Duyệt sửng sốt, sao cơ? Anh mua tặng Bạch Băng. Ngô Bình đáp, loại đồng hồ này miễn cưỡng xứng với Bạch Băng nhà tôi. Bạn trai cô chắc chắn không muốn bỏ tiền ra mua cho cô đâu, vì cô không xinh đẹp như Bạch Băng. Câu này đã đánh thẳng vào điểm yếu của đối phương. Tuy ngoại hình của Nhan Duyệt cũng không tệ, nhưng vẫn kém xa Bạch Băng. Đây là chuyện cô ả không muốn nhắc đến nhất. Sắc mặt cô ả lập tức trở nên khó coi vô cùng. Nhan Duyệt tức tối trừng mắt với Ngô Bình, lạnh lùng nói, cứ ba hoa đi.
Tôi không tin anh mua nổi đồng hồ mấy triệu. Nhưng Ngô Bình đã đưa thẻ cho nhân viên phục vụ. Chiếc đồng hồ ấy có giá 3,68 triệu. Sau khi quẹt thẻ, nhân viên trả thẻ ngân hàng cho anh bằng hai tay, sau đó xuất hóa đơn. Thấy Ngô Bình thật sự mua được chiếc đồng hồ đắt tiền cho Bạch Băng, Nhan Duyệt cảm thấy ghen tị vô cùng. Sao anh lại giàu đến vậy? Cô ả nhìn nhầm rồi ư? Ngô Bình cố ý chọc tức Nhan Duyệt, ngưỡng mộ lắm à? Bạn trai cô không muốn mua cho cô sao? Thế thì chia tay nhanh đi. Chắc chắn anh ta không yêu cô. Thôi Thừa Chí đã gọi điện thoại xong. Nhìn chiếc đồng hồ trong tay Ngô Bình, gã bảo tao mua loại đồng hồ này cho Nhan Duyệt rồi. Cùng một kiểu, tao sẽ không mua hai lần. Ngô Bình cố tình châm chọc họ, không mua nổi thì cứ nói. Gì mà mua rồi, giỏi vờ vịt thật. Thôi Thừa Chí tức tối lắm, bèn quát lên, tao bảo mua rồi tức là mua rồi. Mày tin hay không thì đấy cũng là sự thật. Ngô Bình nói, tôi không có hứng thú với hạng người như anh. Cơ mà anh họ anh đã đến chưa? Thôi Thừa Chí cười khẩy, mày chờ đấy. Anh ấy sắp đến rồi. Ngô Bình cười, tốt lắm. Tôi có người thanh toán chiếc đồng hồ này rồi. Gã ngẩn ra, không hiểu ý Ngô Bình. 10 phút sau, một người đàn ông đi dép lê, dẫn một đám đàn em xông vào. Người này ăn mặc trông rất giàu có, mặc sơ mi vàng, để đầu chọc, vóc người mập mạp, đầu đầy mụn thịt. Tay xoay xoay chuỗi hạt sáp ong, người này lớn tiếng hỏi, ai tự xưng là ông nội của tao đấy, đứng ra đây. Thôi Thừa Chí vội vàng nghênh đón, anh họ đến rồi ạ. Chính là tên này ạ, nó bảo anh là cháu của nó. Người này lập tức nhìn sang Ngô Bình, lạnh lùng nói, nhóc con, có biết chữ, chết, viết như thế nào không? Ngô Bình cười ha ha, đây là câu tôi muốn hỏi anh đấy. Nếu tôi không nhớ sai, nơi này có phải do Tạ Khai Bình quản lý không nhỉ? Anh từng đọc quyển sổ, nhớ rõ các thuộc hạ quan trọng của Hoàng Thiên Bá. Gã đầu chọc kinh ngạc, mày quen đại ca Tạ của bọn tao. Ngô Bình đáp, tôi chỉ hỏi anh có phải hay không. Tên đầu chọc im lặng vài giây mới nói, phải, tao là đàn em của đại ca Tạ. Ngô Bình nói, thế thì dễ xử lý rồi. Anh lấy điện thoại, gọi cho Hoàng Thiên Bá. Cả khu vực này là phạm vi thế lực của Hoàng Thiên Bá, đối phương có quyền kiểm soát tuyệt đối với nơi này. Sau khi bên kia nhấc máy, anh hỏi Tạ Khai Bình xem thuộc hạ có ai tên là. Anh hỏi tên đầu chọc, anh tên gì? Tên đầu chọc lập tức cảm thấy không ổn, do dự hồi lâu mới đáp, Ngưu Trấn. Có ai tên là Ngưu Trấn không? Ừ, đang đứng ngay trước mặt đây, Ngô Bình nói. Chưa đầy một phút sau, điện thoại của Ngưu Trấn đã vang lên, là số của Tạ Khai Bình. Ngưu Trấn vội vã bắt máy, nịnh nọt nói, đại ca. Mới mở miệng, Ngưu Trấn đã biến sắc, vội vàng đáp, vâng vâng, em sai rồi, được ạ. Gã ta lúng túng trả điện thoại cho Ngô Bình, đoạn nói, anh Ngô, đại ca Tạ mời anh nghe máy ạ. Ngô Bình đáp nhẹ, tôi không rảnh. Hết cách, Ngưu Trấn đành thành thật trả lời như vậy, hiển nhiên đã bị đầu dây bên kia mắng mỏ vài câu. Ngưu Trấn sợ đến mức không ngừng rụt cổ, không ngừng vâng dạ với vẻ mặt buồn bực. Nghe máy xong, gã ta lau mồ hôi, dầu dĩ nói, anh Ngô, xin lỗi anh. Tôi không biết là ai, mong anh thứ lỗi cho tôi ạ. Ngô Bình hờ hững nói, tha thứ thì cũng được thôi. Tôi mua đồ ở địa bàn của anh nên báo cho anh thanh toán nhé. Nói đoạn, anh đưa hóa đơn hơn 3 triệu cho gã ta. Thịt mỡ trên mặt Ngưu Trấn giật giật, 3 triệu không phải là con số nhỏ đối với gã ta. Song Ngưu Trấn chẳng dám nói lấy nửa lời, vội vàng đáp vâng, nơi này do tôi quản lý, tôi nên thanh toán ạ. Chương 422, tự chuốc nhục. Dứt lời, gã ta đưa hóa đơn đến trước mặt người em họ kia, đanh mặt nói, em họ à, hiện anh không có đủ tiền, cảm phiền cậu chuyển 3 triệu cho anh trước nhé. Ngưu Trấn đang rất căm hận tên em họ này. Nếu không phải vì thằng khốn này thì gã ta đã chẳng đắc tội anh Ngô, còn mất oan ức hơn 3 triệu. Sắc mặt của Thôi Thừa Chí rất tệ. Gã không ngờ Ngô Bình lại ghê gớm đến vậy, ngay cả đại ca của Ngưu Trấn cũng phải khách sáo với anh đến vậy. Thôi Thừa Chí thầm thở dài, ngoan ngoãn chuyển 3 triệu cho Ngưu Trấn. Ngưu Trấn tự bỏ thêm vài trăm nghìn, sau đó chuyển hơn 3 triệu ấy cho Ngô Bình. Nhận tiền xong, Ngô Bình vỗ vai Ngưu Trấn rồi bảo, sau này có gì thì liên lạc nhé, người anh em. Ngưu Trấn nhăn nhó, liên lạc nữa ư, gặp một lần đã tổn thất 3 triệu thì làm sao dám liên lạc thêm chứ. Gã ta cười khổ trong lòng, ngoài mặt vẫn gật đầu lia lịa. Ngưu Trấn chào tạm biệt, còn Thôi Thừa Chí đã tái xanh cả mặt, tự dưng tiêu tốn hơn 3 triệu khiến gã rất bực dọc, thái độ với Nhan Duyệt cũng khó chịu hơn.
Gã giận dữ mắng, đồ ngu xuẩn, dám đắc tội anh Ngô. Náo uống nước đấy à? Nhan Duyệt bị mắng chửi nặng nề như vậy, bèn tủi thân đáp, em sai rồi, chồng ơi. Anh đừng giận mà. Thôi Thừa Chí càng nói càng tức giận, đẩy Nhan Duyệt ra, mắng tiếp, cút đi. Gã sải bước ra ngoài, Nhan Duyệt vội vàng đuổi theo, không ngừng gọi chồng ơi. Xong Thôi Thừa Chí đã phớt lờ cô ả. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Băng lắc đầu, thế giới này nhỏ bé thật. Ngô Bình tò mò về chuyện năm xưa, bèn hỏi, chị này, hồi ấy Nhan Duyệt từng hãm hại chị sao? Bạch Băng khẽ thở dài, trả lời, chuyện kể ra dài lắm. Chị kể sau nhé. Cả hai đi dạo thêm vài cửa hàng khác, Bạch Băng mua hai bộ quần áo và một sợi dây chuyền, có điều cô ấy kiên quyết tự trả chứ không để Ngô Bình quẹt thẻ. Ra khỏi trung tâm thương mại, hai người lái xe rời khỏi Hải Thành, quay về huyện. Trên đường về, Bạch Băng mới kể lại chuyện năm xưa. Ngày ấy, Bạch Băng là hoa khôi của trường sư phạm Hải Thành, được các nam sinh đánh giá là người đẹp nghìn năm có một. Vì thế, cô ấy được rất nhiều nam sinh theo đuổi. Bạn trai của ba cô gái chung phòng ký túc xá của Bạch Băng hầu như đều từng theo đuổi Bạch Băng. Việc này được một kẻ hóng hớt tiết lộ trên diễn đàn của trường, khiến ba cô gái ở cùng ký túc xá với Bạch Băng đều căm ghét cô ấy, một trong số đó là Bạch Băng. Ít lâu sau, bọn họ bày trò hãm hại Bạch Băng, cố tình bảo mình làm mất tiền rồi tung tin đồn là Bạch Băng trộm. Họ không ngừng đồn đãi, đồn mãi, người ta cũng bắt đầu tin rằng Bạch Băng chính là kẻ trộm. Chuyện này khiến cô ấy rất xấu hổ. Khi đó chẳng ai tin Bạch Băng, cô ấy bị cô lập, Mã Tuấn Kiệt đã thừa cơ đứng ra, bảo là tin tưởng Bạch Băng không trộm tiền, rồi thuận đà trở thành bạn trai cô ấy. Chuyện đó đã khiến Bạch Băng bị tổn thương rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy rời Hải Thành, từ bỏ điều kiện rất tốt ở Hải Thành để trở về dạy học ở huyện Minh Dương. Nghe xong, Ngô Bình mới nói, thanh giả tự thanh. Chuyện đã qua rồi, chị đừng để trong lòng nữa. Bạch Băng đáp nhẹ, phải. Chị đã nghĩ thông từ lâu rồi. Cảm ơn em hôm nay đã đứng ra nói giúp chị. Ngô Bình cười bảo, ai bảo chị là chị của em chứ? Về đến huyện Minh Dương, Ngô Bình đưa Bạch Băng đến ký túc xá rồi mới về nhà. Anh đã thu hoạch rất nhiều sau chuyến đi Hải Thành, nhưng chuyện này còn lâu mới kết thúc. Anh đã kiểm soát được Hoàng Thiên Bá, xong lại đắc tội sếp lớn của Bộ Công an. Chuyện vẫn đang lên men, sau này sẽ xảy ra chuyện gì, ngay cả anh cũng không dự đoán được. Về đến nhà, anh gọi cho Hoàng Tử Cường. Từ khi theo Ngô Bình, Hoàng Tử Cường luôn rất trung thành và vô cùng đáng tin cậy. Cậu chủ, Hoàng Tử Cường cười hỏi, cậu tìm tôi có chuyện gì vậy? Ngô Bình hỏi, Tử Cường, anh có thông thuộc Hải Thành không? Hoàng Tử Cường gãi má, tạm tạm, ngày trước tôi từng lang bạt ở đó. Có điều nước ở Hải Thành quá sâu, ngọa hổ tàng long, phận tôm tép như tôi không thể lăn lộn tiếp nên chỉ được vài năm đã quay về. Ngô Bình nói, tôi muốn anh đến Hải Thành, trông chừng bên đó giúp tôi. Hoàng Tử Cường ngây ra, trông chừng bên đó. Cậu chủ có làm ăn gì ở Hải Thành sao? Ngô Bình hỏi, anh biết Hoàng Thiên Bá không? Hoàng Tử Cường cười đáp, tất nhiên là biết rồi. Đó là một trong những ông trùm của Hải Thành, kiểm soát trật tự thế giới ngầm của nửa Hải Thành mà. Ngô Bình gật đầu, bây giờ Hoàng Thiên Bá là người của tôi. Tôi quyết định cử anh đến đó và hỗ trợ Hoàng Thiên Bá làm việc. Trong vòng từ 3 đến 5 năm, anh sẽ từ từ thay thế Hoàng Thiên Bá, quản lý Hải Thành thay tôi. Hoàng Tử Cường chấn động, kinh ngạc hỏi lại, cậu chủ không đùa đấy chứ? Hoàng Thiên Bá là người của cậu chủ ư, cậu còn muốn tôi thay thế Hoàng Thiên Bá? Ngô Bình cười nói, sao, anh không dám à? Hoàng Tử Cường cười khổ, không phải là không dám, mà là tôi cảm thấy chuyện này như một giấc mơ vậy. Không phải mơ đâu, Ngô Bình vỗ vai anh ta, Hải Thành tạo ra lợi nhuận đáng kinh ngạc hàng năm, phải được bày bố thật tốt. Anh đến đó chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều, cũng sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm khác nhau, thậm chí có thể mất mạng. Chọn lựa thế nào do anh quyết định? Hoàng Tử Cường lặng im vài giây. Đột nhiên cười tâu, cái gì nên thuộc về mình thì chắc chắn sẽ thuộc về mình. Tôi không sợ. Ngô Bình cười to, tốt, anh chuẩn bị nhé, đến Hải Thành ngay trong hôm nay. Vâng. Thu xếp cho Hoàng Tử Cường xong xuôi, Ngô Bình bảo Lạc Trường Sinh ghé qua vào buổi tối. Anh nghĩ mình phải thương lượng với ông ta về chuyện hôm nay. Buổi tối, trên tầng thượng nhà Ngô Bình, anh đang nướng đùi cừu. Lạc Trường Sinh xuất hiện như một bóng ma. Ngồi ở đối diện anh, cậu chủ gọi tôi đến có việc gì không? Ngô Bình đáp, ngồi xuống uống vài ly với tôi. Anh lấy vỏ rượu ngâm bằng kim đằng ra.
Lạc Trường Sinh vội đổ rượu vào bình. Nước rượu màu vàng, tỏa ra mùi thơm rất lạ. Ông ta kinh ngạc hỏi, cậu chủ, đây là rượu gì vậy? Ngô Bình đáp, rượu thuốc mà tôi ngâm, rất có ích cho sức khỏe. Ông uống nhiều vào. Lạc Trường Sinh rót vào hai ly, rồi một hơi uống sạch. Rượu ngon vào bụng, ông ta tấm tắc khen, rượu ngon. Ngô Bình nói vào chuyện chính, ông Lạc, hôm qua tôi đã đến Hải Thành, khống chế Hoàng Thiên Bá bằng khối lũy thuật. Lạc Trường Sinh ngạc nhiên, cậu chủ đã khống chế Hoàng Thiên Bá. Cậu làm vậy có phải hơi vội vàng không? Ngô Bình đáp phải, nhưng người đó đã dồn tôi vào góc tường, tôi không thể không đánh trả. Lạc Trường Sinh hỏi kỹ hơn, sau đó cười to, người đó muốn gây bất lợi cho cậu chủ, kết quả lại bị cậu phản đòn. Tuyệt! Ngô Bình giàu dĩ, tôi đã xem sổ sách của Hoàng Thiên Bá, dính đến quá nhiều lợi ích, như một mớ hỗn độn. Tôi đột nhiên chen chân vào nên đã đắc tội rất nhiều người. Có lẽ họ đang bàn tính cách đối phó tôi. Lạc Trường Sinh nói, phải, cậu chủ không có căn cơ ở Hải Thành mà lại muốn cắn miếng mỡ ngon này, họ không căm ghét cậu mới lạ. Ngô Bình bảo, tôi tìm ông để bàn đối sách. Lạc Trường Sinh ngẫm nghĩ giây lát mới nói, cậu chủ có thể bàn chuyện này với Đường Băng Vân. Ngô Bình rất ngạc nhiên, tìm Đường Môn. Lạc Trường Sinh gật đầu, Đường Môn có danh tiếng. Chẳng phải cậu chủ muốn làm con rể Đường Môn sao? Chỉ cần chúng ta tung tin ra, họ sẽ không dám manh động. Ngô Bình cau mày, Đường Môn cũng loạn lắm. Con rể Đường Môn không dễ làm, mà tôi cũng không thích. Lạc Trường Sinh cười bảo, cô Đường có tình cảm sâu đậm với cậu chủ như vậy mà cậu nỡ phụ lòng cô ấy sao? Ngô Bình đảo mắt, gì mà tôi phụ lòng cô ấy? Lạc Trường Sinh nói, cậu chủ, ý tôi là cậu và cô Đường rất xứng đôi. Cậu không cưới cô ấy thì tiếc quá. Ngô Bình khẽ thở dài, nghĩ đến chuyện này, tôi lại thấy phiền lòng. Chương 423, sát thủ cấp nhân tiên. Lạc Trường Sinh bật cười, cậu chủ có quá nhiều hồng nhan chi kỷ, không biết phải lựa chọn thế nào rồi. Ngô Bình uống cạn rượu trong ly, không trả lời. Lạc Trường Sinh cười ha hả, cậu chủ sống ở thời đại mới. Ngày xưa tôi không hề có nỗi lo tương tự. Ngô Bình giật mình, sao lại không có? Lạc Trường Sinh đáp, thời tôi sống, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Ngô Bình hừ giọng, bây giờ không còn là thời cổ đại nữa. Lạc Trường Sinh đáp nhẹ, thế thì đã sao? Cậu chủ là nhân tài kiệt xuất, có mấy người phụ nữ bên cạnh là chuyện quá bình thường mà. Ngô Bình thở dài, thôi, không nói cái này nữa. Ông có đề nghị gì khác về chuyện Hải Thành không? Lạc Trường Sinh nói, mượn thế lực Đường Môn là cách tốt nhất. Họ đang nói chuyện thì một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Lạc Trường Sinh đứng bật dậy, quát lên, ai đó? Ngô Bình rất bất ngờ khi thấy bóng người ấy ảnh. Sao anh lại đến đây? Người xuất hiện là Quỷ Tiên Ảnh. Hắn chào Ngô Bình, đoạn nói, thưa cậu chủ, ông chủ có nghe nói về chuyện Hải Thành, vì lo lắng cho an nguy của cậu chủ nên cử tôi đến đây bảo vệ cậu chủ ạ. Ngô Bình vội xua tay, tôi không cần ai bảo vệ. Anh lập tức quay về bảo vệ ông nội đi. Ảnh khó xử đáp, nhưng đây là mệnh lệnh của ông chủ. Ngô Bình vội vàng gọi điện cho Lý Vân Đẩu, ông ơi, cháu không cần sự bảo vệ của ảnh. Để ảnh quay về đi ạ. Lý Vân Đẩu cười nói, Tiểu Bình à, chẳng phải ông đã nói rằng sẽ đến thăm mẹ cháu và Tiểu Mi sao? Ông bảo ảnh đến trước, ngày mai ông cũng sẽ đến huyện Minh Dương. Ngô Bình sững sờ, ông sẽ đến đây ạ. Lý Vân Đẩu đáp, ừ, ông vẫn chưa gặp con dâu và cháu gái mà, nên rất muốn đến đó thăm họ. Ngô Bình cười nói, sao ông không nói sớm ạ, để cháu đến đón ông. Ông không cần cháu đón, cháu cứ lo làm việc đi. À phải, chuyện ở Hải Thành, cháu hành sự lỗ mãng quá. Ông đã gọi điện hỏi vài người, bọn họ đang chuẩn bị ra tay với cháu, giọng Lý Vân Đẩu rất nghiêm trọng, ông đã sai người ra mặt trấn áp chuyện này, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Ngô Bình trả lời, ông à, cháu hiểu mà. Chờ ông đến đây rồi ông cháu ta bàn kỹ hơn ạ. Lý Vân Đẩu nói, được, có lẽ chiều mai ông sẽ có mặt. Ngô Bình đáp, ông đến thì gọi cháu ngay nhé, cháu sẽ đến sân bay đón ông. Ha ha, không cần, ông biết địa chỉ, tự đi là được. Sau khi nói chuyện điện thoại với Lý Vân Đẩu, Ngô Bình bảo ảnh ngồi xuống và giới thiệu hắn với Lạc Trường Sinh. Hoàn cảnh của hai người này có phần giống nhau. Quý mến nhau rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã thân thiết như anh em. Tối hôm đó, Ngô Bình về phòng tu luyện, ảnh và Lạc Trường Sinh thì tán gẫu trên tầng thượng. Họ rất hợp nhau, nói mãi không hết chuyện. 2, 3 giờ sáng, Ngô Bình giật mình, đột ngột mở choàng mắt. Đẩy cửa ra,
anh phát hiện Lạc Trường Sinh đang đứng trên tầng thượng với vẻ mặt nặng nề. Ảnh đã biến mất. Cậu chủ, vừa rồi có kẻ theo dõi chúng ta. Ảnh đuổi theo rồi. Ngô Bình lạnh mặt, xem ra bên kia hành động rất nhanh. Lạc Trường Sinh nói, cậu chủ không cần lo. Năng lực của ảnh rất mạnh, chắc hẳn kẻ kia không chạy thoát được đâu. Chừng 3 phút sau, một bóng đen bay từ trên trời xuống. Đó là ảnh. Sao rồi? Ngô Bình hỏi. Ảnh giận dữ nói, cậu chủ, người vừa nãy có tu vi nhân tiên, trên người có bùa. Tôi không thể tiếp cận, để kẻ đó chạy mất rồi. Nhưng tôi đã dùng phi thạch khiến cánh tay đối phương bị thương. Ảnh là quỷ tiên nên dễ bị bùa khắc chế, chứ với năng lực của hắn thì đã tóm được kẻ đó từ lâu rồi. Ngô Bình nói, không sao, kẻ đó chạy không thoát đâu. Lạc Trường Sinh bảo, để kẻ đó chạy cũng được, nếu họ biết có địa tiên bảo vệ cậu chủ, chắc chắn sẽ không dám manh động. Lấy sát kiếm ra, Ngô Bình hỏi, ảnh, đối phương bị thương rồi đúng không? Ảnh gật đầu, phải, cậu chủ. Có chảy máu không, anh hỏi tiếp. Ảnh đáp, cánh tay trái gần như đứt lìa, chảy rất nhiều máu. Ngô Bình nói, tốt lắm, đi tìm người với tôi. Người đó bị thương nặng, có lẽ vẫn đang ở trong huyệt. Dứt lời, anh dẫn theo ảnh đi đến nơi kẻ nọ bị thương, lần theo vết máu để truy tìm tung tích. Với khứu giác và thị giác siêu phàm của mình, anh đã nhanh chóng phát hiện ra nơi ẩn náu của người kia. Lúc này, trong một căn nhà ở ngoại ô phía bắc huyện Minh Dương, có một người đàn ông trung niên trèo tường xông vào. Vào nhà, ông ta mở đèn, mặt mũi tái nhợt, cánh tay đã gãy. Một viên đá to bằng quả trứng xuyên thủng cánh tay ông ta, chỉ còn lại một phần da thịt. Ông ta nhịn đau, băng bó vết thương, vừa làm vừa chửi, mẹ kiếp. Dám chơi tôi, bảo tôi đi giết người có địa tiên bảo vệ. Càng nghĩ càng giận, ông ta lấy điện thoại ra gọi. Giọng phụ nữ vang lên ở bên kia đầu dây, Võ Vương Trình à, đã giết được chưa? Giết cái con khỉ, bên cạnh tên nhóc đó có địa tiên, cố tình chơi tôi đấy à? Đối phương có vẻ ngạc nhiên, không thể nào, sao lại có địa tiên chứ? Người đàn ông cười khẩy, tôi không mù, chẳng lẽ không nhận ra địa tiên sao? Nếu không nhờ trên người tôi có bùa gia truyền thì đã bị tên địa tiên ấy giết rồi. Người phụ nữ nghiêm túc nói, xin lỗi, tôi đã không điều tra kỹ càng. Tôi chân thành xin lỗi. Ông ta bảo, chẳng trách tên Ngô Bình này dám đến Hải Thành tìm miếng ăn, hóa ra có địa tiên bảo vệ. Bây giờ làm sao đây? Người phụ nữ đáp, lập tức về Hải Thành đi, rồi bàn bạc kỹ hơn. Ông ta nói, tôi bị thương rồi, cần xử lý vết thương. Người phụ nữ trả lời, được, tôi sẽ cử người đến đón. Cúp máy rồi, ông ta lại mắng chửi tiếp. Bất thình lình, cả người ông ta cứng còng lại, ngoái đầu nhìn thẳng ra cửa. Cửa bị đẩy ra, Ngô Bình vừa bước vào vừa nói, xem ra bị thương không nhẹ nhỉ. Võ Vương Trình lạnh lùng hừ giọng, khá đấy, đuổi được đến tận đây. Ngô Bình đáp, không dỗi hơi nói nhảm với ông. Nói đi, ông đến huyện Minh Dương với mục đích gì, ai phái đến? Võ Vương Trình hờ hững đáp, nếu tôi không nói thì sao? Không nói, Ngô Bình giơ thanh sát kiếm lên, thế thì đành chém ông thôi. Bớt hoành hoang đi, dù tôi mất một cánh tay thì cậu cũng không phải đối thủ của tôi. Ông ta là nhân tiên, dù bị thương nặng cũng chẳng e ngại thách thức của tu sĩ tiên thiên. Thế à, ông đánh giá bản thân cao quá rồi, Ngô Bình vươn người, lắc tay, một luồng ánh sáng kiếm chém thẳng vào đầu ông ta. Võ Vương Trình cả kinh, trong lòng bàn tay có thêm một chiếc vòng vàng. Dùng ngón tay cái ném nó về phía trước bằng hết sức mình. Thường thì ông ta sẽ có thể đánh bay thanh bảo kiếm kia, thậm chí là đập gãy nó. Nhưng thứ nằm trong tay Ngô Bình là sát kiếm, sắc bén vô cùng. Một tiếng tinh vang lên, chiếc vòng vàng ấy đã gãy. Đối phương không hổ là có tu vi võ vương, nhanh nhạy vứt vòng rồi lùi về. Ông ta nhanh nhưng kiếm của Ngô Bình còn nhanh hơn. Võ Vương Trình thấy tay trái mình lạnh toát, ngón trỏ và ngón cái đã bị kiếm khí chém đứt. Một luồng sát khí xâm nhập cơ thể khiến ông ta không ngừng run rẩy. Dừng tay, ông ta gào lên. Ngô Bình thu kiếm, lạnh lùng nhìn đối phương. Võ Vương Trình ôm tay bị thương, nghiến răng nói, tôi nhận thua, xin hãy tha mạng cho tôi. Ngô Bình đáp, nếu ông chịu hợp tác ngay từ đầu thì đã chẳng mất hai ngón tay. Võ Vương Trình không dám phản kháng nữa. Một Ngô Bình mà ông ta đã không đọ nổi, huống chi ngoài kia còn có một đại cao thủ đang nhìn ông ta chằm chằm. Bây giờ ông ta chỉ có thể nhận thua. Võ Vương Trình nói, thua dưới tay đại tông sư tiên thiên như cậu, Trình Liệt này không có gì uất ức. Ngô Bình bảo, Trình Liệt, ông có thể trả lời tôi rồi đấy.
Trình Liệt im lặng mấy giây mới đáp, Lâm tổ của Thanh Môn ra lệnh cho tôi diệt trừ cậu. Chương 424, thăm người nhà. Ngô Bình hỏi, Thanh Môn. Trình Liệt đáp, phải. Ngô Bình hỏi tiếp, sao Lâm tổ đó lại muốn giết tôi? Trình Liệt trả lời, địa bàn Hải Thành, không phải ai cũng chen chân được đâu. Cậu đã phạm vào đại kỵ. Anh hỏi, Lâm tổ có vị thế ra sao? Võ Vương Trình đáp, Lâm tổ có địa vị rất đáng kính, có thể đại diện cho Thanh Môn. Ngô Bình cười khẩy, ông trở về nhắn với Lâm tổ rằng, tôi đã nhớ rõ cái tên này rồi. Dứt lời, anh xoay người rời đi. Trình Liệt theo anh đi ra sân thì Ngô Bình đã biến mất. Về nhà cũ, Lạc Trường Sinh đã hỏi được lai lịch của Trình Liệt. Ông ta nói với sắc mặt rất khó coi, năm xưa tôi từng có qua lại với Thanh Môn. Thanh Môn truyền thừa lâu đời, nhân tài vô số, tôi cũng có biết Lâm Tổ. Ngô Bình đáp, kể nghe thử xem. Lạc Trường Sinh nói rằng Lâm Tổ tên là Lâm Lãnh Thiền. Trong Thanh Môn, bối phận trên năm thế hệ còn phải gọi người này là Cụ Tổ. Ở Thanh Môn hiện nay chỉ có vài người được gọi là Cụ Tổ, tất cả đều là những người đức cao vọng trọng. Lạc Trường Sinh tính toán, tu vi hiện tại của Lâm Lãnh Thiền có lẽ ở cảnh giới địa tiên, nhưng người này tu luyện theo công pháp hệ Phật, không chịu sự quản thúc của địa tiên giới. Ngô Bình nhẹ nhàng bảo, là ai cũng được, tôi đã nhớ món nợ này rồi. Lạc Trường Sinh lo sợ nói, cậu chủ, cậu hãy kiềm chế một chút. Trước khi thăng cấp thành nhân tiên, cậu tạm thời không nên gây hấn với ai cả. Ngô Bình hờ hững đáp, ông nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không làm chuyện mà mình không nắm chắc. Lạc Trường Sinh thở phào, đúng vậy, cậu chủ nên nâng cao tu vi trước, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn mà. Lúc này, trời đã sáng hẳn, Ngô Bình ra sân luyện đoàn thể thuật. Sau khi luyện ba bộ đoàn thể thuật vài lần, anh tiếp tục tu luyện phương pháp hít thở. Sau khi thăng cấp lên tiên thiên, phương pháp hít thở lại là một cách luyện khác, có thể hấp thụ một nguồn năng lượng kỳ diệu giữa trời và đất. Nguồn năng lượng này tương đồng với loại năng lượng mà anh hấp thụ lúc tu luyện đoàn thể thuật nhưng cao cấp hơn. Anh cảm thấy nguồn năng lượng này có thể giúp anh nâng cao tư chất. Giữa trưa, Ngô Mi tan học rồi, Ngô Bình mới báo cho cô bé và Trương Lệ biết chuyện ông nội sẽ ghé thăm. Gì cơ, ông nội con sẽ đến đây à? Trương Lệ giật mình, sau đó tát anh một cái, thằng nhóc này, sao con không nói sớm hả? Mẹ còn chưa chuẩn bị gì cả. Bà ấy sờ tóc, đoạn hỏi, Tiểu Mi, con nghĩ mẹ có nên đi uốn tóc không? Ngô Bình cười bảo, mẹ không cần hồi hộp như vậy đâu mà. Ngô Mi cũng rất phấn khởi. Cô bé lý nhí hỏi, anh ơi, ông nội giàu lắm ạ. Ngô Bình bật cười, ừ, sao vậy? Ngô Mi cười hi hi, nói vậy là sau này chúng ta là con nhà giàu rồi nhỉ? Ngô Bình đảo mắt với cô bé, xem em kìa. Ông bà ngoại cũng rất vui mừng. Ông ngoại nói, Tiểu Bình à, đây là lần đầu ông nội cháu ghé thăm, chúng ta không thể đón tiếp qua loa. Để ông đến khách sạn đặt tiệc. Ngô Bình vội xua tay, là người nhà cả mà, ông ngoại. Không cần rắc rối như vậy đâu ạ, bảo cô giúp việc nấu vài món là được. Lời vừa dứt, đầu bếp Lý Hạo Xuyên đã gọi đến, bảo rằng Đường Tử Di đã giúp ông tìm được vị trí nhà hàng ở Vân Kinh. Hôm nay ông ấy muốn ghé thăm Ngô Bình để cảm ơn anh. Ngô Bình cười bảo, ông đến đúng lúc quá. Hôm nay nhà tôi có tiệc, ông chịu khó nấu hai bàn ăn giúp tôi nhé. Lý Hạo Xuyên được gãi trúng chỗ ngứa, lập tức đồng ý. Ông ấy đã vào huyện rồi, nửa giờ nữa là có mặt, còn mang theo rất nhiều quà cáp. Vừa đến nơi, ông ấy liền dẫn theo Cương Tử đến chợ mua đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc chiều nay. 3 giờ chiều, Ngô Bình nhận được cuộc gọi của ông nội. Máy bay đã hạ cánh, anh lập tức lái chiếc xe chống đạn mà Tiết Thái Hổ tặng mình, đưa Ngô Mi đến sân bay đón ông nội. Sân bay không xa lắm, đi mất 20 phút thôi. Khi họ đến nơi, người của Lý Vân Đầu đang chất một lượng lớn vali lên xe. Trong chuyến đi này, Lý Vân Đầu mang nhiều quà đến mức 3 chiếc xe cũng không chất đủ. Xe của Ngô Bình vừa đến gần đã có 4 người mặc áo đen chặn lại. Ngô Bình hạ cửa kính, là tôi đây. Lý Vân Đầu cũng trông thấy anh, bèn phẩy tay từ xa, ra hiệu cho họ tránh đường. Lúc này Ngô Bình mới lái xe đi tiếp. Ông mặc áo khoác đen, mỉm cười với anh, Tiểu Bình à, ông đã bảo cháu không cần đến đón mà cháu cứ đến. Ngô Bình cười đáp, Tiểu Mi cũng đến ạ. Con bé muốn gặp ông càng sớm càng tốt. Ngô Mi cũng nhảy xuống xe. Cô bé nhìn Lý Vân Đầu chăm chú, ông cũng ngắm nhìn Ngô Mi. Ông từng xem ảnh Ngô Mi rồi. Vừa trông thấy cháu gái, ánh mắt ông đã dịu dàng hẳn, cháu là Tiểu Mi sao? Lại đây, cho ông xem nào. Ngô Mi đỏ hoe mắt, chậm rãi tiến đến gần,
nhẹ nhàng gọi ông nội. Lý Vân Đầu cố kìm lại cảm giác muốn khóc, ông đáp lời Ngô Mi, đoạn ôm cháu gái vào lòng, dịu giọng, ngoan lắm, sau này ông sẽ không để các cháu tủi thân nữa. Ngô Bình lên tiếng, ông à, chúng ta về nhà nói chuyện nhé. Ông lên xe trước đi ạ, hành lý cứ để họ trở về. Lý Vân Đầu gật đầu, dặn dò họ vài câu rồi lên xe của Ngô Bình. Ngô Bình lái xe, Ngô Mi và Lý Vân Đầu trò chuyện vui vẻ vô cùng. Biết thành tích của Ngô Mi đứng đầu huyện, còn được nhiều trường danh tiếng tranh giành, Lý Vân Đầu cảm thấy vui mừng vô cùng. Ông cười nói, nhà họ Lý chúng ta chẳng có ai học giỏi cả. Ha ha, cuối cùng cũng có một hạt giống tốt rồi. Tiểu Mi à, cháu cứ yên tâm học hành, tốt nghiệp rồi đến công ty ông làm việc nhé. Ngô Bình vội cất lời, ông đừng trông mong vào con bé. Tiểu Mi thích khảo cổ đấy ạ. Lý Vân Đầu sững ra, khảo cổ, cháu học cái đấy làm gì? Ngô Mi đáp, ông nội à, cháu cảm thấy khảo cổ rất thú vị. Tất nhiên Lý Vân Đầu rất cưng chiều cô cháu gái vừa nhận này, lập tức đổi giọng, đúng, khảo cổ rất thú vị. Sau này ông sẽ lập một nhóm khảo cổ cho cháu, để cháu đi khảo cổ khắp thế giới nhé. Ngô Bình phì cười, ông ơi, cháu cảm thấy ông thương Tiểu Mi nhiều hơn cháu. Lý Vân Đầu cười ha ha, con bé là con gái mà, phải yêu chiều chứ. Con gái phải được thương hơn rồi. Trong tiếng nói cười vui vẻ, Ngô Bình đã lái xe về đến nhà. Họ vừa xuống xe, ông bà ngoại và Trương Lệ đã ra đón. Sau khi nghe Ngô Bình giới thiệu, Lý Vân Đầu vội vàng bắt tay với ông ngoại anh người cùng lứa với mình, chào anh, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi. Lần đầu tiên hai ông lão gặp nhau, lòng cảm thán vô vàn. Bố, Trương Lệ khẽ gọi. Ừ, Lý Vân Đầu vội trả lời, Trương Lệ à, ngần ấy năm qua vất vả cho con quá. Tiếc rằng niệm tổ, bố còn chưa được gặp nó một lần. Nói đến đây, Lý Vân Đầu không kiềm chế được nữa mà bật khóc. Thấy ông khóc, Ngô Bình và Ngô Mi cũng cảm thấy rất đau lòng, nước mắt lặng lẽ rơi. Ngô Bình sợ ông khóc sẽ ảnh hưởng sức khỏe, vội vã lau nước mắt rồi gượng cười, ông à, hôm nay nhà mình đoàn viên cơ mà, sao lại khóc chứ? Ông mau vào nhà và nếm thử tài nghệ của truyền nhân ngự chủ nhé. Lý Vân Đầu đáp, được, được. Lý Vân Đầu dạo một vòng khắp nhà rồi bảo, Tiểu Bình à, nhà hơi nhỏ, ông sẽ mua cho cháu căn to hơn. Ngô Bình cười nói, căn nhà này đã rộng lắm rồi, ông ơi. Mà cháu cũng có nhà ở Vân Kinh và Thạch Thành rồi ạ, chỉ không ở đó thường xuyên thôi. Lý Vân Đầu kiên quyết, không được, nhà nhỏ quá. Sau này cháu còn phải nuôi con rồi thuê giúp việc, diện tích bấy nhiêu không đủ đâu. Ngô Bình đáp, ông à, đây là nhà cũ, cứ ở trước ạ. Lý Vân Đầu bật cười, xem ra cháu là người hoài cổ. Thế rồi ông hỏi người bên cạnh, Tiểu Dương à, chúng ta có dự án bất động sản nào không? Chương 425, cánh tay tiền sử. Tiểu Dương là một cô gái khoảng 30 tuổi, thư ký của Lý Vân Đầu, cô ấy là một người rất giàu kinh nghiệm, chủ tịch, tạm thời chưa có ạ. Lý Vân Đầu, bao giờ về, cô hãy tìm người hoạch định rồi mua lại thôn này để xây một lâm viên Giang Nam. Ngô Bình ngẩn ra, ông ơi, ông xây lâm viên ở đây làm gì ạ? Lý Vân Đầu đáp, đương nhiên là để cho cháu ở rồi. Ông quen một đại sư lâm viên, đến lúc đó sẽ nhờ ông ấy đích thân thi công. Lý Vân Đầu câm nín, ông ơi, thế thì lãng phí lắm ạ. Lý Vân Đầu xua tay, ông quyết rồi, cháu mau dỡ nhà để xây lâm viên đi. Trương Lệ và Ngô Mi ngơ ngác nhìn nhau, cả thôn này rộng cả mấy trăm nghìn mét vuông, vây mà dùng để xây lâm viên hết sao? Ngô Bình lắc đầu nói, chuyện này để tính sau đi ạ. Đây là lần đầu tiên Trương Lệ và Ngô Mi gặp Lý Vân Đầu nên có nhiều điều muốn nói. Loáng cái, xe quà đã tới, các túi lớn hộp bé chất đống trong sân. Lý Vân Đầu đã chuẩn bị quà cho tất cả mọi người, thậm chí đến người giúp việc của nhà Ngô Bình cũng có quà luôn. Trong số đó, quà của Ngô Mi là nhiều nhất. Không chỉ có thể, Lý Vân Đầu còn tặng cho cô bé một phong bao lì xì. Ngô Bình cầm lấy rồi mở ra xem thì thấy là một chiếc thẻ ngân hàng bằng vàng. Anh tò mò hỏi, ông ơi, đây là thẻ vàng ạ. Lý Vân Đầu cười đáp, thẻ kim đế chúng của 20 ngân hàng lớn nhất trên thế giới đấy, không có hạn mức, có thể dùng ở mọi quốc gia. Ngô Bình ngạc nhiên nói, không có hạn mức ạ. Ông ơi, cháu cũng muốn có một cái. Lý Vân Đầu ho khan nói, đàn ông không thể tiêu hoang được. Ngô Bình cạn lời, rõ ràng là ông nội anh thiên vị mà. Cả nhà cười nói không ngớt, loáng cái đã đến giờ cơm lúc nào không hay. Lý Hạo Xuyên xuống bếp nấu nướng, Cương Tử phụ trách cất quà.
Ngô Bình cũng bê bình rượu ngâm dây mây lên bàn, cả nhà cùng ăn uống vui vẻ. Sau khi uống vài chén rượu, Lý Vân Đậu yên lòng nói, Tiểu Bình, may mà có cháu chăm nom gia đình trong suốt thời gian qua, không thì ông sẽ áy náy lắm. Ngô Bình khẽ thở dài nói, ông ơi, năm xưa không phải lỗi do ông, hơn nữa giờ mấy mẹ con cháu sống rất tốt mà. Nói rồi, anh lấy hai hạt đỗ ra rồi mời Lý Vân Đậu ăn. Ông ấy ăn luôn thì thấy rất ngon rồi hỏi, Tiểu Bình, cái gì thế? Ngô Bình cười nói, là hạt đỗ thôi ạ, cháu đã ngâm nó với linh dược, ăn vào sẽ giúp kéo dài tuổi thọ. Lý Vân Đậu cười nói, vì các con các cháu, ông nhất định phải sống đến 100 tuổi. Ngô Bình nói, ông ơi, 100 tuổi đã là gì, ông và ông bà ngoại phải sống đến 150 tuổi. Ngô Bình không hề khoác lác, với y thuật của mình, anh hoàn toàn có thể làm được điều đó. Lý Vân Đậu cười lớn nói, thế thì lại thọ quá, ông chỉ sợ mình sống lâu rồi lẩm cẩm thôi. Mọi người cùng cười phá lên. Ông bà ngoại Ngô Bình không uống rượu nên về phòng nghỉ ngơi sớm. Ngô Nghi cũng chỉ uống một ít rồi bị Trương Lệ kéo vào phòng, để cô bé đi ngủ đúng giờ. Cuối cùng, Ngô Bình đã mời ông nội vào phòng sách để tiếp tục hàn huyên. Tiểu Bình, chuyện ở Hải Thành, cháu tính thế nào? Ngô Bình kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Lý Vân Đậu sa sầm mặt hô, ảnh. Ảnh lập tức xuất hiện trong phòng rồi nói, xin chủ nhân phân phó. Cậu đến Hải Thành giết Lâm Lãnh Thiền cho tôi. Dám động tới cháu trai tôi à, chắc chắn sống rồi. Ngô Bình vội cản, ông ơi, đừng ra tay vội. Lâm Lãnh Thiền đã là cao hủ cảnh giới địa tiên, ảnh đi chưa chắc đã giết được ông ta đâu. Lý Vân Đậu hừ nói, ông sẽ giết lão già ấy bằng mọi giá. Ngô Bình cười trừ nói, ông ơi, chuyện chưa nghiêm trọng vậy đâu ạ, hơn nữa cháu đã có cách ứng phó rồi. Lý Vân Đậu nhìn anh, cháu định thế nào? Ngô Bình, sắp tới chắc ông ta sẽ không ra tay với cháu đâu, cháu đã chính thức gia nhập đường môn rồi. Có thế lực của đường môn hậu thuẫn, Lâm Lãnh Thiền có mà dám làm gì cháu? Lý Vân Đậu cau mày, Tiểu Bình, đường môn lớn quá, lại loạn nữa, ông không muốn cháu gia nhập đâu. Ngô Bình, đúng là đường môn rất loạn, nhưng nguy hiểm luôn song hành với duyên kỳ ngộ mà ông. Lý Vân Đậu khẽ thở dài nói, được rồi, nhưng cháu phải hứa với ông, trong mọi hoàn cảnh luôn phải đặt an toàn lên hàng đầu. Ông yên tâm, cháu biết rồi, Ngô Bình nói. Dẫu sao Lý Vân Đậu cũng đã nhiều tuổi, nói chuyện một lúc là mệt nên Ngô Bình vội đưa ông ấy về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Lý Vân Đậu dậy lúc 5 giờ sáng. Đây là thói quen từ lâu của ông ấy, sau khi vệ sinh cá nhân xong, ông ấy ra ngoài chạy bộ. Ngô Bình chạy cùng Lý Vân Đậu hai vòng quanh Đông Hồ. Lý Vân Đậu rất bận nên chiều nay đã phải về rồi, vì thế Ngô Mi đã xin nghỉ học để ở nhà với ông. Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng cái đã 3 giờ chiều, Ngô Bình đích thân đưa Lý Vân Đậu ra sân bay, sau đó chờ tới khi ông ấy lên máy bay rồi mới ra về. Ảnh cũng đã lên máy bay, Lý Vân Đậu vốn định bảo ảnh ở lại bảo vệ Ngô Bình, nhưng anh đã từ chối. Về tới nhà, Ngô Bình lấy khối dược phách to như quả bí ra. Anh đã mua khối này ở Vân Kinh, bên trong phòng ấn một cánh tay. Cánh tay đó nắm chặt một con rắn màu bạc, miệng con rắn đang ngậm một cây dược liệu nhỏ. Con rắn quấn quanh cánh tay như đang nhìn chằm chằm vào chủ nhân của cánh tay ấy. Ngoài ra, trên cánh tay đó còn có một cái bao tay màu bạc rất mỏng. Hơn nữa trên ngón út còn đeo một chiếc nhẫn. Ngày trước, vì tu vi có hạn nên Ngô Bình chưa xẻ khối này. Hiện giờ, anh đã là đại cao thủ cảnh giới tiên thiên nên có thể xử lý nó được rồi. Ngô Bình lấy kiếm sát ra rồi chém vào khối dược phách, cánh tay đã hiện ra trước mắt. Đây là cánh tay tiền sử, Ngô Bình quan sát thật kỹ thì thấy cánh tay ấy rất rắn chắc, xương cứng hơn kim loại. Ngoài ra, kinh mạch trong cánh tay hình như đã đột biến. Chủ nhân của cánh tay này chắc phải có thực lực ở cảnh giới địa tiên, Ngô Bình vừa cảm thán vừa lấy cánh tay ra. Cây dược liệu mà con rắn quấn trên cánh tay ngậm trong miệng là cỏ tinh vân. Con rắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy vì bị chủ nhân của cánh tay nắm chặt, nhưng nó không hề bị thương, mà hình như sức mạnh còn thể hiện nguyên trên cánh tay. Ngô Bình định tháo chiếc nhẫn ra, nhưng dù anh có cố thế nào cũng không được. Một lúc lâu sau, chiếc nhẫn vẫn nằm đó. Ngô Bình lẩm bẩm. Không biết dùng thủ pháp châm cứu có tác dụng không nhỉ? Trên cơ thể người có kinh mạch, có thể qua đó khiến cơ co lại. Nhưng cánh tay này đã bị phong ấn nhiều năm, không biết còn tác dụng không nữa. Nghĩ vậy là Ngô Bình thử luôn, anh cắm kim châm cứu vào, ngón tay ở cánh tay đó lập tức duỗi thẳng.
Ngô Bình ngạc nhiên, cánh tay này vẫn còn sức sống, anh liên tục cắm kim vào tiếp, cả năm ngón tay đều buông lỏng, cuối cùng thì cánh tay và con rắn đã tách nhau ra. Chương 426, Dược Vương bảo xà. Ngô Bình gỡ con rắn xuống rồi tháo chiếc nhẫn trên ngón út ra trước. Chiếc nhẫn này màu bạc, nhưng chắc chắn không phải làm bằng bạc, mà là một loại kim loại đặc biệt nào đó. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấy thì thấy trong chiếc nhẫn này có một không gian hình trụ với đường kính 20 mét, cao 10 mét, như vậy có thể chứa được cả đống đồ. Thấy thế, Mạc Lâm Thần mừng quính, hóa ra là một chiếc nhẫn chữ đồ. Anh thử khởi động chiếc nhẫn, nhưng tiếc là nó đã bị hạ cấm chế, anh phải đột phá lên cảnh giới địa tiên thì mới có thể mở nó ra được. Thôi vậy, Ngô Bình khẽ thở dài một hơi rồi cất chiếc nhẫn đi. Sau đó, anh lại tháo cái bao tay xuống. Chiếc bao tay màu bạc cũng được làm từ một nguyên liệu đặc biệt, Ngô Bình đeo lên tay thử rồi thò tay vào lửa và băng thì đều không có cảm giác gì. Điều này chứng tỏ, chiếc găng này có tác dụng cách nhiệt. Điều đáng ngạc nhiên hơn là khi anh lấy kiếm sát đâm vào chiếc găng, hoàn toàn không xi nhê gì. Lần đầu tiên, anh thấy có vật cản được kiếm sát. Ngô Bình lại lấy cánh tay ra, nó vẫn còn sức sống, nếu chủ nhân của nó còn sống trên đời, khéo vẫn có thể nối nó lại. Trong cánh tay này ẩn chứa sức sống mãnh liệt khiến Ngô Bình rất chấn động. Anh phát hiện nó có một sức mạnh rất hung hãn, chắc là lực sinh mệnh tồn tại bên trong. Vì thế, Ngô Bình đã cúi lại cánh tay một cái, sau đó cất nó vào một chiếc hộp ngọc. Cuối cùng, anh mới sờ tới con rắn. Toàn thân con rắn cứng đờ, miệng thì ngậm chặt cỏ tinh vân quyết không nhả. Cực chẳng đã, Ngô Bình chỉ còn cách lấy kiếm sát bổ đầu nó ra. Khi con rắn bạc bị bổ đầu thì chợt tỏa ra một hương thơm kỳ lạ, ở chỗ bị trẻ chảy ra một chất dịch màu bạc. Sau khi ngửi thấy hương thơm này, Ngô Bình chợt nhớ tới điều gì đó rồi buột miệng nói, Dược Vương bảo xà. Dược Vương bảo xà là một loại rắn chuyên ăn linh dược, nó rất độc, nhưng thịt lại rất bổ, hiệu quả cao hơn cả nhân sâm nghìn năm hay hà thủ ô chục nghìn năm. Ngô Bình cẩn thận lấy nọc rắn ra, theo ghi chép trong phiến ngọc thì nọc của Dược Vương bảo xà cực độc. Tu sĩ cảnh giới địa tiên dính phải cũng chết như chơi. Ngô Bình phải mất một tiếng mới lấy được nọc độc ra rồi bỏ vào một chiếc bình, anh còn tiện thể nhổ hai cái răng nanh của nó. Hai cái răng này có màu bạc, dài 3 phân, dáng dẹt như mặt trăng. Xong xuôi, Ngô Bình mang con rắn đi rửa sạch sẽ rồi bỏ vào ngâm rượu. Rượu sẽ hấp thu dược lực của nó, sau đó nếu cho thêm vài dược liệu khác vào ngâm cùng thì sẽ tạo ra một bình rượu quý. Ngô Bình học được cách ngâm rượu này trong ngọc bội. Tu sĩ uống vào sẽ có tác dụng rất lớn. Cuối cùng, anh mới kiểm tra tới cỏ tinh vân. Đây là một loại linh dược cao cấp, có thể luyện chế ra loại bảo đan luyện hình như tinh vân đan. Được, hôm nay thu hoạch lớn quá, Ngô Bình vui mừng rồi cất cỏ tinh vân đi. Lúc này, Đông Hoàng chợt chạy vào, sau đó nhìn chăm chú vào chiếc hộp đựng cánh tay. Ngô Bình cười nói, Đông Hoàng, mày thích cánh tay ấy à? Đông Hoàng gật mạnh đầu chưa từng có với ánh mắt nịnh nọt. Ngô Bình nói, thế mày định lấy thứ gì để trao đổi với tao? Đông Hoàng chạy ngay ra ngoài, 10 phút sau, nó đã ngoặm một chiếc túi đựng gì đó vào. Ngô Bình cầm lên xem thì thấy bên trong có 3 tờ bùa chú, mặt bùa chú có sức mạnh ngang tàng vận chuyển. Dựa vào kiến thức của mình, Ngô Bình biết đây là bùa sát sinh, giam cầm và chém quỷ. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên, đến anh cũng không định giá được giá trị của 3 tờ bùa chú này, mày định dùng chúng để trao đổi à? Đông Hoàng có chút do dự, nó đi loanh quanh một vòng rồi lại chạy ra ngoài. Lần này, nó đã cắn một cái ống kim loại vào, cái ống dài 25 phân, to cỡ hai ngón tay. Ngô Bình nhìn xuyên qua cái ống thì thấy có một ám khí hình bươm bướm ở bên trong. Nhưng loại ám khí này chỉ có thể dùng được một lần, hết là coi như bỏ, nhưng uy lực của nó rất khủng khiếp. Ngô Bình cau mày hỏi, Đông Hoàng, ám khí này giết được tu sĩ địa tiên không? Đông Hoàng gật đầu rất kiên định. Ngô Bình bật cười, được, tao đồng ý đổi với mày. Đông Hoàng mừng rỡ, lập tức định mang chiếc hộp đi nhưng bị Ngô Bình cản lại, anh nói, Đông Hoàng, tao vẫn chưa biết giá trị của cánh tay này, nên mày hãy để nó ở đây thêm một thời gian, được không? Đông Hoàng đảo mắt như sợ Ngô Bình không chịu đổi với nó ngẩn ra một lúc rồi vẫn gật đầu. Ngô Bình cười nói, yên tâm, sang năm nhất định tao sẽ đưa cho mày. Đông Hoàng nhìn anh như muốn nói lời phải giữ lấy lời. Lúc này, trời đã tờ mờ sáng, Ngô Bình ngáp dài rồi về phòng ngủ. Khi anh tỉnh dậy thì đã giữa trưa, thấy điện thoại hết pin nên cắm sạc, sau đó anh thấy có 2 cuộc gọi nhỡ của Trình Ngọc Liên và Đường Băng Vân.
anh gọi lại cho Đường Băng Vân trước, cô ấy bảo Đường An đã thu thập xong dược liệu, hỏi anh khi nào có thể mang tới được. Ngô Bình không ngờ Đường An lại gom được nhanh tới vậy nên nói, cứ mang đến nhà tôi đi đã. Đường Băng Vân hỏi, à, tôi nghe nói anh làm việc gì lớn lắm ở Hải Thành à? Ngô Bình, cô cũng biết à? Đường Băng Vân, chuyện lớn thế, muốn không biết cũng khó. Thanh Môn gây bất lợi cho anh, giờ anh đang rất nguy hiểm đấy. Tôi đã cho người tung tin anh là chồng sắp cưới của tôi rồi, chắc Thanh Môn không dám làm gì anh nữa đâu. Ngô Bình thầm thấy cảm động, anh không nói gì, mà Đường Băng Vân đã nghĩ cho anh rồi. Cảm ơn nhé. Đường Băng Vân, khỏi, nếu anh muốn trở thành chồng sắp cưới của tôi thì hãy tham gia một sự kiện với tôi, không thì người ta không tin đâu. Sự kiện gì thế? Ngô Bình hỏi. Đường Băng Vân, Đường Môn khai trương đường lâu ở Thiên Kinh, anh hãy đến lễ cắt băng với tôi. Ngô Bình tò mò hỏi, đường lâu kinh doanh gì? Đường Băng Vân, buôn bán này kia, nhưng thực chất ai cần nhờ gì Đường Môn thì đến. Đương nhiên bề ngoài thì chỉ là một nhà hàng cao cấp thôi. Ngô Bình, nhờ là nhờ cái gì? Đường Băng Vân, cũng tùy, bảo vệ, giết người, cầm đồ, cứu người, miễn Đường Môn làm được thì sẽ nhận hết. Đường Môn mở đến tận Thiên Kinh, thế lực cũng kéo đến tận ấy rồi à? Ừ, Đường Băng Vân không phủ nhận, vì thế Đường Môn sẽ phải tranh giành với các thế lực lớn ở Thiên Kinh, ai mạnh thì thắng. Ngô Bình gật đầu, được, tôi sẽ đi, khi nào thế? 9 giờ sáng mai, nếu được thì tối nay anh hãy đến Thiên Kinh luôn đi, tôi sẽ đến sân bay đón anh, Đường Băng Vân nói. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được, chiều tôi sẽ đi luôn. Chương 427, thời hạn 7 ngày. Ngắt máy xong, Ngô Bình lại gọi cho Trình Ngọc Liên. Trong điện thoại, chị ta hỏi khi nào anh sẽ đến Thiên Kinh, nếu được thì chị ta mong anh tới càng nhanh càng tốt để chữa bệnh cho con Trêm Ình. Ngô Bình cười nói, chủ nhiệm Trình, tối nay tôi sẽ tới Thiên Kinh, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi cho chị. Trình Ngọc Liên vội nói, vậy ư, tốt quá rồi, chồng tôi cũng rất nóng lòng muốn gặp cậu. Ngô Bình, hẹn gặp lại. Được, Trình Ngọc Liên đáp. Sau đó, Ngô Bình bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, kim châm cứu và vài loại dược liệu để mang đến Thiên Kinh. Đường Băng Vân đã chuẩn bị sẵn máy bay cho anh ở sân bay của huyện. Ngô Bình lên máy bay rồi bay thẳng tới Thiên Kinh. Nửa tiếng sau, máy bay đã đáp xuống Thiên Kinh, một chiếc xe chờ sẵn để đón Ngô Bình. Đường Băng Vân cùng ngồi trên xe, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, còn tạo kiểu tóc. Bây giờ, cô ấy chỉ cần chụp đại một bức hình cũng có thể đăng lên tạp chí được. Ngô Bình không rời được ánh mắt, Băng Vân, cô đổi phong cách rồi à? Đường Băng Vân hỏi, sao, không đẹp à? Ngô Bình gật đầu, đẹp chứ? Đường Băng Vân hừ nói, thế còn được. Ngô Bình, tối nay tôi phải đến nhà họ Phương, cô đi cùng nhé. Đường Băng Vân ngạc nhiên, nhà họ Phương, gia tộc toàn người Trung Nghĩa đấy á. Ngô Bình gật đầu, ừ, con trai nhà ấy mắc bệnh bẩm sinh, tôi đến chữa bệnh. Đường Băng Vân, ok, tôi sẽ đi cùng anh, tiện thể chào đại tướng luôn. Ngô Bình tò mò hỏi, cô biết rõ về nhà họ Phương lắm à? Đường Băng Vân, tôi từng hợp tác với họ, Phương Vĩnh Thương là đại tướng 3 sao trấn thủ Tây Nam, thi thoảng ông ấy vẫn nhờ bọn tôi giúp. Ngô Bình tò mò, ông ấy nhờ lính đánh thuê bọn cô làm gì? Đường Băng Vân, nước thân độc ở phía Nam hay cử cao thủ tới đánh lén dân quân của chúng ta nên đương nhiên chúng ta phải phản công rồi. Nhiệm vụ của chúng tôi là xử lý các cao thủ ấy. Ngô Bình nói, ra thế, xem ra biên giới bất ổn thật. Đường Băng Vân, đương nhiên, hầu như ngày nào chẳng có người chết, không có hôm nào bình yên hết. À, chúng tôi còn giúp đại tướng huấn luyện các chiến sĩ nữa, những người được chọn lọc ra đều rất giỏi, chỉ cần huấn luyện thêm một chút là cực siêu luôn. Từ nhỏ, Ngô Bình đã có mơ ước gia nhập quân đội nên nói, lần sau mà có cơ hội hợp tác tiếp, cô nhớ gọi tôi nhé. Được, Đường Băng Vân cười nói. Chiếc xe đi tới một khách sạn 5 sao của khu vực tên là Đường Hoàng. Khách sạn này là sản nghiệp của Đường Môn, các đệ tử của môn phái ra ngoài làm nhiệm vụ ở tại đây sẽ tiện và an toàn hơn. Trong khách sạn có một khoảng sân rộng để xây hòn non bộ, trồng hoa cỏ nên rất thơ mộng, đây là nơi mà Đường Băng Vân và Ngô Bình sẽ nghỉ lại đêm nay. Ngô Bình quan sát rồi cười nói, Băng Vân, nếu người ngoài mà vào đây ở thì bao tiền một đêm? Đường Băng Vân, chỗ này là của tôi. Thi thoảng cũng nhận khác bên ngoài, giá là 90.000 một đêm. Ngô Bình, đắt thế. Hai người đi vào trong, trang thiết bị bên trong thật sự rất sang trọng, tất cả đều là hàng cao cấp.
Ngô Bình hài lòng nói, sau này mỗi khi đến Thiên Kinh, tôi sẽ ở đây. Đường Băng Vân, được thôi, tôi cho anh một cái thẻ là có thể ở miễn phí trong 32 khách sạn khắp cả nước. Cảm ơn. Ngô Bình bỏ hành lý xuống rồi nghiêm túc nói, xây đường lâu ở Thiên Kinh chắc không phải quyết định nhất thời của Đường Môn đúng không? Đường Băng Vân bình thản đáp, đương nhiên, để xây dựng nơi đó, người của Đường Môn đã kinh doanh ở Thiên Kinh 9 năm và chuẩn bị đâu ra đấy rồi. Ngô Bình, nhưng trong điện thoại cô bảo Thiên Kinh sẽ có gió tanh mưa máu là sao? Thì có nhiều người không muốn chúng tôi đến đây nên chắc chắn họ sẽ nghĩ đủ mọi cách để ngăn cản, chết chóc là chuyện hiển nhiên. Ông nội bảo tôi tới là muốn tôi giúp Đường Lâu có thể trụ lại ở Thiên Kinh. Ngô Bình, cô bảo tôi tham gia lễ cắt băng Khánh Thành là cố ý kéo tôi xuống nước à? Đường Băng Vân nhìn anh, thì anh là chồng sắp cưới của tôi còn gì, tôi không dựa vào anh thì dựa vào ai? Ngô Bình liếc cô ấy một cái, cô cũng tận dụng triệt để quá đấy. Anh nói tiếp, những người khác định đối phó với Đường Lâu thế nào? Đường Băng Vân, ở dưới chân thiên tử thì đương nhiên sẽ dùng tới vương pháp. Ngô Bình, ý cô là họ sẽ dùng quyền của chính quyền ư? Đường Băng Vân, đúng, đây sẽ là thủ đoạn đầu tiên của họ, nếu không đạt được hiệu quả thì mới dùng luật giang hồ. Nhắc đến luật giang hồ, Đường Băng Vân nghiêm mặt nói, lần này, tôi đã dẫn theo rất nhiều cao thủ, Đường có thể trụ ở đây hay không thì phải xem có qua được thời hạn 7 ngày không. Ngô Bình cau mày, tại sao lại là 7 ngày? Đường Băng Vân thờ ơ nói, đó là quy định của thánh nhân, bất kỳ thế lực nào có thể sống được qua 7 ngày thì sẽ cắm rễ được ở Thiên Kinh. Ngô Bình từng nghe Diệp Thiên Tông nhắc đến thánh nhân, đại khái là sau khi dựng nước, có một vị cao nhân tu vi thâm sâu không lường trấn thủ ở Thiên Kinh và được mọi người gọi là thánh nhân. Nhưng đến Diệp Thiên Tông cũng chưa từng gặp người này bao giờ. Có tin đồn rằng ngày xưa nếu không có vị thánh nhân ấy ra tay thì nước Viêm Quốc đã bị tiêu diệt rồi. Chuyện này cũng là Diệp Thiên Tông nghe kể lại nên Ngô Bình càng không biết gì, anh chỉ biết có một nhân vật như vậy ở Thiên Kinh thôi. Anh hỏi, ông nội cô có biết vị thánh nhân ấy không? Đường Băng Vân nhìn ra ngoài rồi mới nhỏ giọng nói, ông nội tôi từng gặp người đó rồi. Ngô Bình nổi hứng, hả? Đó rốt cuộc là ai? Đường Băng Vân, một tu chân bị phong ấn nhiều năm được cả nước nuôi dưỡng. Ngày xưa, ông tôi đã ở cảnh giới địa tiên rồi mà vẫn thấy tu vi của người ấy cao thâm khó lường. Ngô Bình hỏi, người đó trông như thế nào? Đường Băng Vân, vì có một lớp ánh sáng bao bên ngoài nên không rõ dung mạo. Ngô Bình, vậy là người của thời thiền sử, lẽ nào là thiên tiên? Đường Băng Vân chịu, sau khi trấn thủ Thiên Kinh, thánh nhân không còn quan tâm chuyện đời nữa, như kiểu sợ bị mọi người quấy rầy ấy, vì thế đã lập ra quy định trên. Bất kỳ thế lực nào sống được quá 7 ngày ở Thiên Kinh thì sẽ trụ lại ở đây, những người khác không được quấy phá. Ngô Bình gật đầu, nói vậy là 7 ngày tới sẽ vô cùng nguy hiểm. Đường Băng Vân gật đầu, đúng, các thế lực khác sẽ giở đủ trò, tôi cũng không biết có trụ được không nữa. Cô có biết đối thủ chính là ai không? Ngô Bình hỏi, nếu anh đã đồng ý giúp thì phải tìm hiểu kỹ. Đường Băng Vân, Phong Thiên và Vu Vương. Ngô Bình đã nghe danh của hai người này từ lâu, giới giang hồ ở Thiên Kinh có các nhân vật lớn như Tiểu Võ Hoàng, Phong Thiên, Tài Thần, Độc Phật, Quỷ Vương và Vu Vương. Ngày trước, Diệp Thiên Tông gần như phải dồn hết toàn lực thì mới có thể trừ khử được Độc Phật, từ đó đủ thấy các thế lực này khủng khiếp cỡ nào. Phong Tiên biết coi tướng số, nghe đâu đoán rất chuẩn, đến độ giờ điên điên khùng khùng luôn rồi. Mỗi tháng, ông ta chỉ gieo 3 quẻ, những người được ông ta xem cho đều có địa vị cao quý. Còn Vu Vương là một cao thủ vu thuật của Đông Nam Á, tinh thông bùa ngải. Rất nhiều người nổi tiếng, đại gia hay nhân vật lớn đều muốn được ông ta chỉ dẫn cho. Vì thế, Phong Tiên và Vu Vương quen biết rất rộng, họ không chỉ là người trong giang hồ, mà còn có thể hô mưa gọi gió. Họ chỉ cần nói một câu, sẽ có rất nhiều người trong giang hồ cam tâm tình nguyện bán mạng cho họ chỉ để lấy lòng họ. Chương 428, gieo một quẻ. Ngô Bình, hai người này đúng là khó chơi thật, họ quen biết rất rộng, thực lực lại mạnh. Đường Băng Vân, đúng thế, nên tôi mới thấy nhức đầu. Sau đó... Cô ấy nhìn Ngô Bình rồi nói, cả Đường Môn đều biết anh là chồng sắp cưới của tôi rồi, cho nên tôi mới kéo anh theo. Nếu chuyện này thành công thì anh sẽ lập được công lớn. Ngô Bình nói, nếu vậy thì Đường Môn có thưởng gì không? Có chứ, Đường Môn luôn luận công rồi khen thưởng. Nếu chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ này, ông tôi sẽ dốc toàn lực để cất nhắc anh, để anh nhanh chóng trở thành thành viên nòng cốt của Đường Môn.
Ngô Bình khẽ thở dài một hơi, xem ra tôi không thoát được khỏi Đường Môn rồi. Đường Băng Vân nhìn anh rồi nói, anh không cần nói thì tôi cũng biết, với tiềm lực của anh thì không cần dựa hơi Đường Môn. Vì tôi nên anh mới tham gia vụ này, tôi rất cảm ơn vì điều đó. Ngô Bình nhìn thấy cảm xúc phức tạp trong mắt của Đường Băng Vân, anh ho khan một tiếng rồi nói sang chuyện khác, Phong Tiên coi bói rất chuẩn đúng không? Đường Băng Vân gật đầu, cực chuẩn luôn, người muốn nhờ ông ta xem cho xếp hàng dài từ 10 năm trước. Nhất là những số được xếp trong vòng 2 năm đều được bán với giá trên trời, nhưng vẫn đắt hàng lắm. Ngô Bình tò mò, nhờ ông ta coi bói còn phải xếp số á. Đường Băng Vân, số trong một tháng đã được bán với giá 15 triệu. Ngô Bình trợn tròn mắt, 15 triệu một số ư. Đường Băng Vân, đấy mới là tiền mua số thứ tự thôi, muốn được ông ta xem cho còn phải bỏ thêm mấy chục cho tới cả trăm triệu nữa. Ông ta nổi tiếng lắm, đến đồng bào mình ở nước ngoài còn lũ lượt kéo về xem mà, trong số đó không thiếu các nhân vật lớn đâu. Ngô Bình không khỏi thán phục, nếu là xem bói thì tôi cũng biết một chút đấy, sau này tôi cũng phải đi coi bói kiếm tiền mới được. Đường Băng Vân, Phong Tiên không coi trọng số tiền coi bói đâu, thứ ông ta cần là các mối quan hệ. Người được ông ta xem cho toàn các nhân vật lớn cả, ông ta chỉ cần nói một câu thôi là họ phục tùng hết. Ngô Bình như có điều suy nghĩ, nói vậy thì Phong Tiên không muốn Đường Lâu cắm rễ ở Thiên Kinh vì lo các cô sẽ cướp mất các mối quan hệ ấy à? Đường Băng Vân gật đầu, anh thông minh đấy, chưa gì đã nhìn ra vấn đề rồi. Phong Tiên đang lo sợ điều đó đấy, Đường Lâu sẽ nhận hết mọi việc, điều đó sẽ đe dọa lớn đến việc kinh doanh của Phong Tiên và Vu Vương. Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ cần vài năm nữa, Đường Lâu có thể cướp sạch các mối quan hệ của hai người trên. Ngô Bình vẫn có chút hoài nghi, muốn cướp việc kinh doanh của họ thì buộc phải xây cơ ngơi ở Thiên Kinh à. Đường Băng Vân lắc đầu, đương nhiên là không. Đường Lâu chỉ là biểu tượng thực lực thôi, trong ấn tượng của mọi người thì Thiên Kinh là vùng đất quy tụ anh tài, nếu không xây dựng căn cứ ở Thiên Kinh thì sẽ không được mọi người coi trọng. Vì thế, xây Đường Lâu ở Thiên Kinh là chiến lược bành trướng của Đường Môn. Nếu thành công thì thế lực của Đường Môn sẽ không chỉ giới hạn ở mấy tỉnh của Tây Nam nữa, mà là Thiên Kinh rồi tới cả nước. Đương nhiên muốn làm được điều này là rất khó. Trên đời thiếu gì các thế lực lớn như Đường Môn đâu, mà thế lực nào cũng có ý chí, như các nước phân tranh thời Xuân Thu ấy. Ngô Bình, đây là một việc lớn mà ông nội lại giao cho cô, chứng tỏ ông ấy rất tin tưởng cô. Đường Băng Vân liếc nhìn anh, đúng hơn thì ông tin tưởng anh. Ngô Bình chớp mắt, tôi ư. Đường Băng Vân, anh có thể chữa khỏi bệnh cho ông, còn biết luyện đan, tu vi thì cao, ông tôi bảo anh là thiên tài nghìn năm có một, mà ông còn nghĩ chắc chắn anh sẽ giúp tôi. Ngô Bình thầm thấy Đường Thiên Tuyệt đúng là lão cáo gà, rõ ràng ông ấy tính kế, cố tình kéo anh vào vụ này. Anh thở dài một hơi, Băng Vân, ông cô đánh giá tôi cao quá rồi, tôi không giỏi thế đâu. Đường Băng Vân, ông tôi đánh giá sao không quan trọng, quan trọng là tôi thấy thế nào. Ngô Bình hỏi, cô thấy thế nào? Đường Băng Vân liếc anh, thấy thế này này. Ngô Bình bật cười rồi hỏi, thôi về lại chuyện chính đi, Phong Tiên có thực lực thế nào? Tu vi của ông ta cao lắm, nghe đâu còn có thiên nhãn nên nhìn được tương lai của mọi người. Đường Băng Vân nói, chính vì thế nên ông ta xem bói mới chuẩn. Ngô Bình cười lạnh, nhìn thấy tương lai ư, đó là khả năng của thiên tiên, ông ta không làm được đâu. Phong Tiên này chắc chỉ như Nhiếp Sơn Hà thôi, chứ chưa tiên tri được đâu. Trong phiến ngọc có truyền thừa về xem bói nên cách mà Ngô Bình nhận được giỏi hơn Phong Tiên ấy nhiều. Cảnh giới của xem bói được chia thành khuyên răn, tiên tri, thần đoạn và thay đổi mệnh số. Tiên tri là bắt đầu khó rồi, dù ở thời tiên quốc cũng ít người làm được. Tiên tri hay còn gọi là tiên đoán, thầy bói giỏi có thể tiên tri được số mệnh của một con người, thậm chí một câu nói của họ có thể quấy nhiễu cuộc đời của mỗi con người, khiến chuyện không có lại xảy ra. Theo Ngô Bình thấy, nếu ai đạt đến cảnh giới đó thì địa vị sẽ không kém thánh nhân là bao, chắc chắn không thể bị tiểu võ hoàng chèn ép. Đường Băng Vân nổi hứng hỏi, anh biết xem bói à? Ngô Bình nói, đó không phải là xem nói, mà là gieo quẻ, sau thời Chu mới có. Đường Băng Vân chớp chớp mắt, anh gieo cho tôi một quẻ được không? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi lấy 5 đồng tiền phép ra, cô muốn xem gì? Đường Băng Vân cười nói, hôn nhân. Ngô Bình liếc mắt, nhưng vẫn làm theo. Anh gieo 5 đồng tiền phép lên bàn, sau đó lẩm bẩm thần chú, một hình vẽ hiện ra giữa không trung, nhưng chỉ được một lúc thì biến mất. Lần trước, anh đã gieo một quẻ cho nhà Lâm Băng Tiên. Khi ấy, tu vi của anh còn thấp nên hình vẽ rất mờ,
hơn nữa còn không giữ nổi nửa giây, vậy mà giờ đã tiến bộ hơn nhiều rồi. Điều khiến anh thấy vui là sau khi hình vẽ thứ nhất biến mất, lại có hình thứ hai hiện lên, nhưng nó chỉ lóe lên một cái rồi mất. Dù thế thì anh cũng đã nắm rõ rồi. Sau khi nhìn thấy hình thứ hai, Ngô Bình có vẻ kinh ngạc và rối bời, nhưng ngay sau đó đã bình thường trở lại. Anh cười nói, Băng Vân, quẻ này cho biết tối nay cô sẽ ngủ với tôi, sau đó làm vợ tôi. Đường Băng Vân ngẩn người, sau đó vừa tức vừa xấu hổ rồi giơ tay đánh Ngô Bình, lưu manh. Ngô Bình vội né đi, sau đó hai người đuổi bắt nhau trong phòng khách. Sau khi đuổi được hai vòng thì Đường Băng Vân chợt dừng lại, cô ấy chỉnh lại đầu tóc rồi nhìn ra ngoài nói, vào đi. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi vào, người anh ta tỏa ra sát khí rất mạnh và đáng sợ. Anh ta cao 1m9, mặc âu phục màu đỏ, đi giày trắng, tóc nâu, mắt cũng nâu. Người đàn ông cúi xuống, lệnh chủ. Đường Băng Vân gật đầu rồi giới thiệu với Ngô Bình, đây là Đường Trảm, một trong các vương bài sát thủ của Thiên Sát. Chương 429, mượn thế. Ngô Bình quan sát Đường Trảm thì thấy anh ta là cao thủ cảnh giới võ thần, đúng là một sát thần thật sự với khí tức bức người. Đường môn phái hẳn cao thủ này tới, xem chừng hạ quyết tâm lớn lắm đây. Chào anh, Ngô Bình gật đầu với anh ta. Đường Trảm liếc qua anh một cái rồi cũng gật đầu, sau đó lại nói với Đường Băng Vân, lệnh chủ. Người của Xích Hỏa Kỳ và Hắc Thủy Kỳ đã được sắp xếp ở gần đây, người của Quỷ Tự Doanh và Phục Tử Doanh cũng đã chuẩn bị xong. Đường Băng Vân gật đầu, tốt, cứ theo kế hoạch mà làm. À, bí mật theo dõi mấy nhà kia, có động tĩnh gì thì phải báo ngay. Vâng, Đường Trảm cúi chào rồi đi ra ngoài. Anh ta đi rồi, Ngô Bình và Đường Băng Vân lại trò chuyện thêm một lúc, khi thấy đã 5 giờ thì mới khởi hành đến nhà họ Phương. Nhà họ Phương sống trong một đại viện được canh phòng nghiêm ngặt. Ngô Bình đã gọi điện trước nên Trình Ngọc Liên đã cho người ra đón, vì vậy họ mới được đi vào một căn nhà mang phong cách cổ xưa. Trình Ngọc Liên và một người đàn ông trông rất oai phong đang đứng cạnh nhau ở bên dưới, bên cạnh là Phương Đông Sinh. Ngô Bình vừa xuống xe, ba người kia đã bước lên đón, Trình Ngọc Liên cười nói, phiền cậu Ngô rồi. Ngô Bình, chủ nhiệm Trình đừng khách sáo. Phương Đông Sinh cũng cười nói, anh Ngô, em mong anh mãi. Người đàn ông trung niên giơ tay ra, chào cậu Ngô, tôi là Phương Vĩnh Thương, vợ tôi nói cậu rất giỏi y thuật. Hôm nay phiền cậu phải cất công tới đây rồi. Ngô Bình cười nói, tướng quân khách sáo kia, nhà họ Phương một đời trung liệt, tôi vô cùng nể phục, có thể góp chút sức lực của mình tôi cũng thấy rất vui. Phương Vĩnh Thương vui vẻ nói, tốt tốt. Nói rồi, ông ấy lại nhìn sang Đường Băng Vân rồi cười nói, cô Đường, cô là bạn của cậu Ngô à? Đường Băng Vân cười đáp, chú Phương. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngô Bình là bạn trai tôi, nghe nói anh ấy đến nhà mình nên tôi đi cùng, không phiền nhà mình chứ ạ. Phương Vĩnh Thương, cô đến chúng tôi rất vui, phiền gì đâu, thôi, mọi người mau vào nhà đi. Tất cả cùng đi lên trên tầng, bên ngoài ngôi nhà trông cổ kính, nội thất bên trong cũng rất đơn sơ, toàn là đồ gia dụng bình dân, chứng tỏ cuộc sống của gia đình họ rất bình dị. Người giúp việc rót trà cho Đường Băng Vân và Ngô Bình. Mọi người ngồi xuống cùng uống trà và trò chuyện. Sau đó, Ngô Bình đã vào chuyện chính, Đại tướng Phương, giờ tôi sẽ khám cho Đông Sinh luôn. Phương Vĩnh Thương vội nói, nếu cần gì thì cậu cứ nói. Ngô Bình, tôi đã mang hết đồ theo rồi, không cần chuẩn bị gì nữa đâu. Đông Sinh mắc bệnh bẩm sinh, lẽ ra cậu ấy đã mất từ lâu rồi, nhưng nhờ nhà ta tận tình cứu chữa nên mới cầm cự được đến giờ. Nếu không gặp tôi, e rằng cậu ấy chỉ sống được gần 1 năm nữa. Phương Vĩnh Thương lo lắng rồi gật đầu nói, đúng vậy, các bác sĩ khác đều nói thế. Ngô Bình, trước kia, nếu tôi muốn chữa bệnh cho cậu ấy thì hơi khó, nhưng giờ thì hết rồi. Nói rồi, anh lấy một viên đậu ra rồi đưa cho Phương Đông Sinh ăn. Cậu ấy không chút do dự mà ăn ngay, sau đó Ngô Bình đứng dậy đi tới cạnh cậu ấy rồi bắt đầu châm cứu. Hạt đậu có thể chữa khỏi thể chất yếu ớt của cậu ấy, nhưng ngoài ra Phương Đông Sinh còn mắc nhiều bệnh khác, vì thế vẫn cần phải điều trị tiếp. Tiếp theo, Ngô Bình đã dùng chân khí màu tím để chữa trị cho từng bộ phận của Phương Đông Sinh như tim, thận và gan. Hiệu quả của chân khí màu tím rất cao, thêm tác dụng từ hạt đỗ nữa nên bệnh của Phương Đông Sinh đã khỏi rất nhanh. Quá trình điều trị kéo dài 3 tiếng đồng hồ, Ngô Bình mệt vã mồ hôi. Mọi người ở đó không ai dám làm phiền, thậm chí còn nín thở quan sát. Cuối cùng, Ngô Bình rút kim châm cứu ra, sau đó kê cho một đơn thuốc rồi đưa cho Trình Ngọc Liên. Chị đi mua thuốc theo đơn này rồi cho cậu ấy uống 1 tháng. Trình Ngọc Liên nhận lấy rồi hỏi, cậu Ngô,
Đông Sinh khỏe rồi sao? Ngô Bình gật đầu, tôi đã giải quyết hết các căn bệnh trong người cậu ấy rồi, nhưng sức khỏe cậu ấy còn yếu, cần bồi bổ thêm. Trình Ngọc Liên và Phương Vĩnh Thương mừng rỡ rồi cảm ơn Ngô Bình. Ngô Bình đã mệt lử, anh ngồi xuống sofa rồi uống trà ừng ực, tướng quân Phương, anh có quen Sở Thiên Anh không? Phương Vĩnh Thương cười nói, Thiên Anh ư, chúng tôi chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn đấy, cha chú hai bên thì vào sinh ra tử với nhau, cậu Ngô cũng quen ông ấy à? Ngô Bình gật đầu, ngày trước, tôi từng chữa bệnh cho ông ấy, vết thương ấy từng khiến ông ấy sống không bằng chết. Phương Vĩnh Thương vỗ vào đầu mình, coi tôi này, dạo trước tôi gặp Thiên Anh, ông ấy bảo có một thần y đã cứu mình, không ngờ chính là cậu. Lúc ấy, Thiên Anh còn giới thiệu cho tôi, bảo mời cậu tới khám cho Đông Sinh nhưng tôi lại không để tâm, đúng là chán thật. Ngô Bình cười nói, giờ vẫn chưa muộn mà. Sau đó, anh nói tiếp, tướng quân Phương, ngày mai Đường Lâu khai trương ở Thiên Kinh, tôi là một trong những người phụ trách, hy vọng anh có thể đến tham dự lễ cắt băng khánh thành. Phương Vĩnh Thương ngẩn ra, Đường Lâu ư. Ngô Bình gật đầu, đúng vậy. Phương Vĩnh Thương thoáng do dự, nhưng ngay sau đó đã cười nói, được, tôi sẽ rủ cả Thiên Anh đi cùng. Ngô Bình, tướng quân Sở cũng ở Thiên Kinh ư. Ông ấy đang nghỉ dưỡng ở đây, không xa đâu, cậu chờ đấy, để tôi đi gọi điện thoại. Phương Vĩnh Thương lập tức gọi cho Sở Thiên Anh, nhưng không nói là Ngô Bình tới, mà chỉ mời ông ấy đến chơi. Sở Thiên Anh đồng ý ngay, còn bảo sẽ mang rượu ngon đến. Trong lúc đó, Phương Đông Sinh đã mở mắt ra. Lúc này, trông cậu ấy rất có sức sống, bao sự mệt mỏi trên người đã biến mất, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm. Cậu ấy cảm kích rồi dập đầu với Ngô Bình, anh Ngô, cảm ơn anh đã chữa cho em. Sau này nhất định em sẽ báo đáp anh. Ngô Bình vỗ vai cậu ấy rồi nói, Đông Sinh, tương lai của cậu rộng mở rồi, hãy làm bố mẹ mình tự hào. Phương Đông Sinh gật đầu thật mạnh, em biết rồi ạ. 10 phút sau, Sở Thiên Anh đã đến. Khi nhìn thấy Ngô Bình, ông ấy ngẩn ra rồi mừng rỡ nói, cậu Ngô, sao cậu lại ở đây? Phương Vĩnh Thương cười nói, cậu Ngô là ân nhân cứu mạng của nhà tôi đấy, Thiên Anh, nghe nói cậu Ngô từng chữa cho anh nên tôi mới gọi anh tới gặp cậu ấy. Sở Thiên Anh, thế là đúng, giờ tôi khỏe lắm, rất muốn gặp lại cậu Ngô mà chưa có dịp. Ngô Bình, tướng quân Sở khách sáo rồi. À, ngày mai Đường Lâu khai trương, nếu tướng quân rảnh thì mời tới tham dự. Mặt Sở Thiên Anh cứng lại, rõ ràng ông ấy biết đó là nơi nào. Ông ấy nhìn Phương Vĩnh Thương rồi mới nói, cậu Ngô đã có lời mời thì tôi sẽ đi, đúng không Vĩnh Thương? Phương Vĩnh Thương nói, tôi cũng đồng ý với cậu Ngô rồi, thế mai cùng đi nhé. Sở Thiên Anh thở phào một hơi, ông ấy biết họ đi là để chống đỡ cho Ngô Bình, nếu chỉ có một người thì không đủ, nhưng nếu là hai thì ổn rồi. Ngô Bình, cảm ơn hai vị tướng quân, giờ tôi có việc rồi, tôi xin phép. Hai người tiễn Ngô Bình xuống dưới rồi nhìn anh lên xe rời đi. Chờ xe đi rồi, Sở Thiên Anh mới oán trách, Phương Vĩnh Thương, anh bẫy tôi nhá. Chuyện này lớn lắm đấy, chúng ta đâu cần thiết tham gia làm gì. Phương Vĩnh Thương nói, Thiên anh nhìn vấn đề ngắn thế. Anh tưởng chỉ hai chúng ta đi là chống đỡ được sao? Sở Thiên Anh ngẩn ra, lẽ nào còn có người tai to mặt lớn hơn mình à? Chương 430, gặp mặt thần tướng. Phương Vĩnh Thương, chị dâu cậu nói rồi đấy, Ngô Bình là người mà Trương Thần Tướng rất coi trọng. Trương Thần Tướng, Sở Thiên Anh kinh ngạc, có thể ngồi lên vị trí này, ông ấy đương nhiên biết Trương Thần Tướng là ai. Phương Vĩnh Thương, Đường Lâu muốn đứng vững ở Thiên Kinh thì vô cùng khó. Có điều nếu có được sự ủng hộ của Trương Thần Tướng thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Sở Thiên Anh đáp, em vốn cho rằng Ngô Bình chỉ là một bác sĩ, không ngờ chỉ trong nửa năm đã trở thành một nhân vật có máu mặt như vậy. Đâu chỉ có vậy, người này xuất thân không phải dạng vừa, sư huynh cậu ấy là Diệp Thiên Tông của Võ Thần Ti, cậu ấy cũng là thành viên của Thiên Long. Sở Thiên Anh cười nói như vậy thì Diệp Thiên Tông và Đoạn Long cũng sẽ xuất hiện ở lễ cắt băng khánh thành sao? Phương Vĩnh Thương, đó là đương nhiên. Thiên Anh, những việc khác không nói, chỉ cần gặp được Trương Thần Tướng một lần là chúng ta đã không tốn công vô ích rồi. Đợi đoàn xe đi ra ngoài. Đường Băng Vân nói, tôi không ngờ anh còn mời cả hai vị đại tướng này tham gia lễ cắt băng. Ngô Bình đáp, không chỉ họ mà còn cả sư huynh tôi, Đoạn Long, nhà họ Triệu ở Thiên Kinh và Trương Thần Tướng. Đường Băng Vân kinh ngạc, Trương Thần Tướng. Ngô Bình đáp, chắc ông ấy sẽ nể mặt tôi mà đến thôi. Dù gì ông ấy cũng có việc cần nhờ đến tôi.
Đường Băng Vân rất phấn khởi, có những người này tham gia thì bọn chúng ít nhất sẽ ca dám to gan ra tay với Đường Lâu. Khi về đến khách sạn Đường Hoàng thì đã hơn 11 giờ đêm. Ngô Bình gọi cho Diệp Thiên Tông và Đoạn Long, mời họ tham gia lễ cắt băng khánh thành. Hai người kia đều vui vẻ đồng ý. Sau đó, anh lại gọi điện thoại cho Trương Thiên Hoành. Trương Thiên Hoành có địa vị vô cùng cao quý, đến Diệp Thiên Tông còn mới được gặp có một lần. Vậy mà Ngô Bình có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ông ấy, đúng là khiến Đường Băng Vân vô cùng ngưỡng mộ. Đầu dây bên kia vọng ra tiếng một người phụ nữ, cậu Ngô, cậu tìm thần tướng có việc gì sao? Ngô Bình, đúng vậy, xin hãy chuyển máy giúp tôi. Người phụ nữ đáp, được, đợi một chút. Khoảng nửa phút sau, một giọng nói nghe đầy quyền uy vọng tới, Ngô Bình, cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Ngô Bình, thần tướng, ngày mai Đường Lâu sẽ khai trương, tôi muốn mời thần tướng đến dự lễ cắt băng khánh thành. Trương Thiên Hoành im lặng vài giây rồi đáp, thực ra tôi không tiện tham gia những sự kiện như vậy, nhưng cũng không thể không nể mặt cậu. Thế này đi, để tôi phái Lăng Thiên Chiến Thần một trong tứ đại chiến thần dưới tay tôi tới đại diện cho tôi tham gia lễ cắt băng khánh thành của cậu. Cậu thấy vậy có được không? Ngô Bình đáp, được, cảm ơn thần tướng. Trương Thiên Hoành cười ha ha, cậu đang ở Thiên Kinh sao? Nếu tiện thì tối chúng ta gặp nhau đi. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên, thần tướng cũng đang ở Thiên Kinh sao? Tôi sẽ phái người đi đón cậu, lát nữa gặp nhé. Chỗ tôi có vài bình rượu ngon, đến uống rượu cùng tôi, Trương thần tướng cười ha ha rồi đưa lại điện thoại cho cấp dưới. Giọng người phụ nữ ban nãy lại vang lên, người đó hỏi địa chỉ của anh, nói sẽ có người đến tận nơi đón. Sau cùng, Ngô Bình gọi điện cho cả Triệu Chính Lệnh. Ông ấy cũng vui vẻ đồng ý, nói ngày mai nhất định sẽ đích thân tới. Trương thần tướng muốn gặp anh sao, Đường Băng Vân mặt đầy ngưỡng mộ. Ngô Bình, vừa hay tôi đang muốn đi gặp ông ấy. Đường Băng Vân, có thể được gặp ông ấy là mong ước của rất nhiều người. Anh đúng là tích phúc ba đời rồi. Ngô Bình đáp, cái này cô nói ngược rồi. Có thể kết giao với Ngô Bình tôi mới là phúc đức 10 kiếp Trương thần tướng tích được. Đường Băng Vân ngẩn người ra, sau đó lắc đầu lia lịa, đúng là một tên tự cao tự đại. Chỉ một lát sau, một chiếc xe biển màu trắng tới đón Ngô Bình. Ngô Bình vừa đi khỏi, Đường Băng Vân liền gọi video cho ông nội mình, thuật lại tình hình mới nhất cho ông nội nghe. Đường Thiên Tuyệt nghe nói Lăng Thiên Chiến Thần và các nhân vật lớn khác sẽ tham dự lễ cắt băng khánh thành thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ông ấy cười lớn nói, Ngô Bình đúng là quý nhân của đường môn chúng ta. Đường Băng Vân, ông nội, Ngô Bình lập công lớn như vậy, có phải ông nên thưởng cho anh ấy không? Đường Thiên Tuyệt cười đáp, con bé này, còn chưa gả cho Ngô Bình mà đã nói giúp cho nó rồi hả? Đường Băng Vân đỏ mặt, cháu có gì nói đó thôi mà. Đường Thiên Tuyệt đáp, phần thưởng thì đương nhiên không thể thiếu. Thế này đi, không phải cháu nói Ngô Bình đang gặp chút khó khăn ở Hải Thành sao? Để ông tới nói chuyện với Lâm Lãnh Thiền, giúp thằng bé giải quyết việc này. Đường Băng Vân mừng rỡ, ông nội, là ông tự nói nhé, sau này ông đừng hối hận đấy nhé. Đường Thiên Tuyệt cười đáp, nhà đầu thối, ông nội cháu từng nuốt lời bao giờ chưa hả? Lúc này, Ngô Bình đang ngồi trên xe với gương mặt đăm chiêu. Trong đầu anh lúc này đang mông lung suy nghĩ về Đường Băng Vân. Lúc ở khách sạn, anh xem bói cho cô ấy thì thấy được hai sơ đồ. Sơ đồ đầu tiên là vận mệnh của Đường Băng Vân, sơ đồ thứ hai là đường đời của cô ấy. Vận mệnh của cô ấy không tệ, thế nhưng sơ đồ thứ hai lại vô cùng đáng sợ. Nó nói rằng thời gian còn lại của cô ấy còn không tới 3 năm. Trong vòng 3 năm cô ấy sẽ chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa còn chết trong tột cùng đau khổ và tuyệt vọng. Anh không thể tưởng tượng cảnh tượng đó sẽ như thế nào. Cậu Ngô, đến rồi, tài xế đột nhiên thông báo, cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngô Bình. Lúc này, chiếc ô tô đang ở trên một đỉnh núi. Đỉnh núi bằng phẳng, ở đó có một ngôi nhà lớn. Ngô Bình xuống xe, một người đàn ông ra đón. Người đó chính là Chu Đà Anh đã gặp trước đó một lần. Đối phương cười nói, cậu Ngô, thần tướng đang ở trong phòng khách đợi cậu. Ngô Bình gật đầu, theo Chu Đà đi vào phòng khách. Trong phòng khách có một ông cụ già nhỏ nhắn đang ngồi. Ông ấy đen và gầy, mặc áo bào màu đen tuyền, cao không tới 1m7. Đang hút thuốc lá khô. Ngoại hình của ông ấy nhìn chung không có gì nổi bật. Ngô Bình bước vào, ông ấy gõ gõ cái tẩu, cười nói, Ngô Bình đấy à? Ngô Bình nhìn ông ấy, cảm thấy vị thần tướng này khác xa so với tưởng tượng của anh. Anh cúi người hành lễ, Trương thần tướng. Trương Thiên Hoành cười đáp, ngồi đi, không cần khách sáo.
Ngô Bình liền ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện. Sau đó, anh âm thầm quan sát vị thần tướng này. Với khả năng phán đoán của anh, tu vi của ông ấy cực kỳ cao. Có lẽ là cảnh giới nhỏ thứ tư của địa tiên. Địa tiên là một cảnh giới lớn, nhưng trong đó lại chia thành 9 giai đoạn nhỏ hơn. Từng giai đoạn đó gọi là các cảnh giới nhỏ, cảnh giới sau lại khó hơn cảnh giới trước. Mỗi khi đến được cảnh giới tiếp theo đều giống như một lần lột xác. Cứ như vậy 9 lần thì mới có cơ hội đột phá lên thiên tiên. Trương Thiên Hoành cũng đang quan sát Ngô Bình, nụ cười trên gương mặt ngày càng hiện rõ. Ông ấy nói, cậu còn thú vị hơn tôi tưởng nữa. Ngô Bình đáp, thần tướng quá khen rồi. Trương Thiên Hoành hỏi, cậu ở cảnh giới trúc cơ bao lâu rồi? Ngô Bình thật thà đáp, còn chưa nổi 1 tháng ạ. Trương Thiên Hoành gật đầu, được lắm, tuổi còn trẻ mà đã lên cảnh giới trúc cơ, chẳng mấy sẽ lên địa tiên. Càng hiếm có hơn là cậu còn có cả quyền ý, quả thực rất giỏi. Ngô Bình, chỉ là tôi có chút vận may hơn người thường. Không biết hôm nay thần tướng gọi tôi tới có chuyện gì cần dặn dò. Trương Thiên Hoành đáp, vốn gọi cậu tới chỉ có 1 việc, nhưng giờ thành 2 việc rồi. Dừng lại một lát, ông ấy nói tiếp, việc đầu tiên, trước đó cậu có báo mấy vụ án, tôi đã cho người điều tra. Chuyện đó có liên quan đến địa phủ. Ngô Bình đáp, quả nhiên là có liên quan đến địa phủ. Trương Thiên Hoành ngạc nhiên, cậu biết đến địa phủ sao? Ngô Bình gật đầu, tôi có hỏi một người bạn, ông ấy nghi ngờ việc này liên quan đến tổ chức này. Trương Thiên Hoành cười đáp, người bạn đó của cậu hiểu biết rất rộng. Ngô Bình tranh thủ hỏi tiếp, thần tướng, địa phủ này là tổ chức như thế nào vậy? Nghe nói nó đã tồn tại rất lâu, tác oai tác quái kể từ thời phong kiến. Trương Thiên Hoành gật đầu, đúng vậy, tổ chức đó vô cùng lớn mạnh. Vào thời nhà Thanh, nó từng gây ra bạo loạn khiến tà ma hoành hành khắp thiên hạ, dẫn đến cái chết của hàng trăm nghìn bách tính. Người chết càng nhiều thì địa phủ càng lớn mạnh, bởi vậy, thời gian nó hoành hành gây họa rất dài, mãi cho đến khi nhà nước mới được xây dựng, có sự giúp đỡ của tăng nhân mới trấn áp được nó. Ngô Bình hơi ngạc nhiên, nếu nó đã bị các tăng nhân trấn áp thì sao giờ lại xuất hiện lại chứ? Trương Thiên Hoành, rất đơn giản, địa phủ không chỉ có một đường thoát ra. Cậu từng nhìn thấy con đường Hoàng Tuyền chưa? Ngô Bình gật đầu, tôi đã từng phong ấn một cái. Trương Thiên Hoành, con đường Hoàng Tuyền rất dễ bị địa phủ khống chế, biến nó trở thành đường thoát cho bọn chúng. Có lẽ bọn chúng đã tìm được đường thoát mới, cho nên đám yêu ma đều chui ra từ đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.